Siêu thần yêu nghiệt chương 2566, lưới đánh cá đã chuẩn bị kỹ, chỉ chờ cá lớn đến. Vân Phi Dương từ trong trí nhớ huyết lục thập lục thu được không ít tin tức, tỉ như người áo đen nhiều lần xuất thủ trong huyết hải thành là huyết lục thập ngũ phụng mệnh đại tôn giả. Còn về thành viên và đường chủ bị bắt thì bị nhốt trong mật thất chờ đợi huyết tế. Huyết tế, Vân Phi Dương nhíu mày. Tuy trong trí nhớ huyết lục thập lục không có nói đến huyết tế, nhưng kết hợp dấu hiệu của luyện huyết tộc, hắn suy đoán, đây có lẽ là một loại giống như lễ tế. Chẳng lẽ những thành viên bị bắt sẽ bị lấy máu tươi tế điện? Vân Phi Dương nói thầm, mạch suy nghĩ vừa mở để hắn kìm lòng không được suy đoán, ai cần máu thành viên để tế điện? Chẳng lẽ huyết tổ, hắn bị hồng đạo tử hất chân tại mộ địa, thi triển bí pháp đào tẩu, thương thể khẳng định rất nặng, đơn thuần tu dưỡng rất khó khỏi hẳn trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ vận dụng phương thức cực đoan này, chật chật, cầm thành viên tới làm tế phẩm, thật tàn nhẫn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, thành viên huyết điện bị tẩy não thời gian dài, trung thành tuyệt đối đối với huyết tổ, lại cực kỳ sùng bái, nếu như cuối cùng biến thành tế phẩm, thật sự đáng buồn đáng tiếc, đến đánh lén không phải huyết lục thập ngũ, nếu không thì có thể đạt được càng nhiều tin tức, huyết lục thập lục chung quy vẫn là hộ pháp vế nhất, hắn lần này đến đây bắt huyết thập bát cũng vì kế bên chỗ huyết thập bát, chân chính phụ trách vẫn là huyết lục thập ngũ, đối phương đức cao vọng trọng bên trong đám hộ pháp tin tức, biết khẳng định nhiều, hơn đệ đệ, phải nghĩ biện pháp, dẫn con cá lớn này ra. Vân Phi Dương nói thầm, ngày thứ hai, huyết lục thập lục mơ mơ màng màng mở mắt, nhất thời cảm giác đầu giống như muốn nổ tung, tên này cũng coi như may mắn, Vân Phi Dương dẫn dụ cá lớn không có hạ độc thủ, mà chính thả hắn về đưa tin, kỳ quái, ta thế nào ngủ trong phòng, huyết lục thập lục chỉ có chút khó chịu, cũng không lo ngại, còn về trí nhớ còn dừng lại trên việc mình đi đánh lén huyết thập bát, đạo sư, bên ngoài truyền đến âm thanh Vân Phi Dương, điểm tâm đã làm tốt, được, huyết lục thập lục ứng một tiếng, rửa mặt đơn giản rồi tiến về sảnh ăn. Vân Phi Dương xào mấy món đồ ăn không tệ nhưng hắn ăn không thấy ngon miệng, mà đang nghĩ hôm qua đến cùng có chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, huyết thập bát cũng đi tới, chắc do hôm qua uống nhiều, không có bức ra hết rượu cần, người còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thập bát ca, Vân Phi Dương cười nói, còn chưa tỉnh rượu. Huyết thập bát vỗ vỗ đầu, quan lão đệ, rượu hôm qua ngươi lấy, độ có chút mạnh a. Vân Phi Dương cười nói, lần sau uống ít một chút là được. Huyết lục thập lục ngồi bên cạnh không nói lời nào, trong lòng nói, chẳng lẽ, hôm qua ta cũng uống nhiều, ăn xong điểm tâm, Vân Phi Dương theo thông lệ tiến về ngưng luyện đường, huyết thập bát nhân đến phát chán du ngoạn trên đường, phố, hai người vừa đi không bao lâu, huyết lục thập ngũ tiến vào sân vườn, khoan hãy nói, tướng mạo người này rất tương tự huyết lục thập lục, không hổ là huynh đệ ruột thịt, lão nhị, huyết lục thập ngũ trầm giọng nói, hôm qua thế nào không có động thủ, huyết lục thập lục gãi gãi đầu, nói, ca, hôm qua ta uống hơi nhiều, quên luôn chuyện này, huyết lục thập ngũ trách cứ, thành sự không có bại sự có thừa, ca, yên tâm đi, huyết lục thập lục nói, tối nay ta động thủ, nhanh lên, huyết lục thập ngũ nói, đại tôn giả vẫn chờ đòi người, từng, huyết lục thập lục gật đầu, nhớ kỹ, huyết lục thập ngũ nói, nhất định phải gọn gàng, không thể xảy ra bất trắc, cũng không thể để người phát hiện, huyết lục thập lục cười nói, trong viện này chỉ có một mình Quan Sơn Bá, ta động thủ có thể bị phát hiện mới quái, con hàng này rất tự tin, thật tình không biết hôm qua bị Vân Phi Dương bắt giữ, ngay cả trí nhớ đều bị lục soát qua một lần, huyết lục thập ngũ ngồi một lát thì vội vàng rời đi, hắn không có ý định tự mình động thủ, thứ nhất, mục tiêu ở ngay chỗ của đệ đệ, thứ hai, để đệ đệ hoàn thành cũng có thể phân chút điểm công lao trước mặt đại tôn giả, Vân Phi Dương ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thu hồi tiên niệm, nỉ non, con cá lớn này không có ý định tự mình động thủ, tối đến, Vân Phi Dương lại kéo huyết thập bát đến phòng mình uống rượu, cho đến đêm khuya mới tan cuộc, huyết lục thập lục tu luyện hoàn tất, quay ngược về phòng ngủ như thường ngày, thực ra là đang mặc y phục dạ hành. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn lặng yên bay ra ngoài, rơi vào bên trong gian phòng huyết thập bát, đang chuẩn bị động thủ, chỉ cảm thấy đầu não tê rần, nhất thời trợn trắng mắt bất tỉnh. Vân Phi Dương xuất thủ đánh lén nâng hắn lên ném trở về phòng, người như không việc gì tiếp tục trở về phòng ngủ. Soát, ngày thứ hai, huyết lục thập lục đứng dậy, nhìn thấy mình nằm trên giường, một mặt mộng bức, ta thế nào lại ngủ, không hổ là hộ pháp phế nhất, bị đánh lén hai lần liên tiếp còn không có hiểu rõ tình huống, không bao lâu, huyết lục thập ngủ lại tới, hắn thở phì phò nói, ngươi thế nào còn không động thủ, có phải lại mê rượu hay không, ta, huyết lục thập lục không có cách nào giải thích, cuối cùng thề son sắt, ca, ta đêm nay nhất định động thủ, huyết lục thập ngủ răng dậy hắn một hồi, vẫn ôm hy vọng rời đi, buổi tối lại tới. Vẫn có cùng nội dung cốt truyện, một dạng hình ảnh,
Chỉ là, khi huyết lục thập lục chuẩn bị xuất thủ đã bị Vân Đại Tiện Thần đánh lén, trong bóng tối, xoát, hôm sau, hắn nhảy dựng lên từ trên giường, phát điên, ta đa thế nào lại ngủ nữa, huyết lục thập ngủ lần nữa chờ trắng một đêm nổi giận đùng đùng đến, nói, ngươi đừng làm nhiệm vụ này nữa, tối nay ta tự mình động thủ, ca, đừng, đừng, huyết lục thập lục đuổi theo, cầu khẩn, cho đệ đệ một cơ hội nữa, nếu lúc trước, huyết lục thập ngủ có lẽ sẽ cho hắn cơ hội, nhưng hôm qua đại tôn giả đã thúc giục, nếu không bắt một người cuối cùng này đi, khẳng định sẽ chịu răng dậy. Vân Phi Dương núp trong bóng tối thủy chung quan sát hết thảy trong định viện, khi nhìn thấy huyết lục thập ngủ rời đi, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, rốt cục nhịn không được, muốn tự mình tới, để hắn đi chủ động đánh lén tên hộ pháp đức cao vọng trọng này, không có đủ nắm chắc, nhưng nếu như đối phương chủ động đưa tới cửa, khẳng định có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không hay bắt được. Sau khi đi dạo một vòng trong ngưng luyện đường, Vân Đại Tiện Thần trở lại chỗ ở, hắn không có đi nghỉ ngơi, mà cầm một nhánh cây chạy tới chạy lui bên ngoài viện, tiểu tử, huyết lục thập lục thấy thế, khó hiểu hỏi, ngươi đang làm gì? Vân Phi Dương ngậm một lá cây, cười nói, đạo sư, ta tu hành gặp vấn đề, đang suy nghĩ thế nào phá giải. Huyết lục thập lục nói, gặp được vấn đề thì nên an tâm lĩnh hội, cầm nhánh cây vẽ vẽ ở bên ngoài có tác dụng gì? Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, trước kia tu luyện võ đạo, gặp được chỗ nào không nghĩ ra đều như vậy, thời gian dài thành tật không sửa được. Huyết lục thập lục im lặng, cũng không để ý hắn, quay người đi vào phòng. Một lúc sau, Vân Phi Dương vứt bỏ nhánh cây, lưới đánh cá đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cá lớn tới. Vân Phi Dương cầm nhánh cây tùy ý đi lại, nhìn như có chút ngốc, kỳ thực đang lặng yên không một tiếng động phát họa ra trận tuyến và bố trí trận quyết. Trận pháp này thật rất bí ẩn, dung hợp khí tức nghịch thiên quyết, sau khi khởi động căn bản không có cách phát giác, thậm chí dù bên trong đánh kinh thiên động địa, võ giả bên ngoài cũng nên ngủ thì ngủ, nên bận rộn thì bận rộn. Vân Phi Dương sở dĩ bố trí tinh tế như thế cũng không hy vọng buổi tối nay thu lưới mò cá sẽ kinh động người khác. Quan lão đệ, huyết thập bát du ngoạn bên ngoài trở về, lắc đầu nói, mấy ngày nay thật quá nhân, gia hỏa đáng thương, nếu như không theo chân Vân Phi Dương ở cùng một chỗ, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị chụp tới làm tế phẩm. Thập bát ca đừng gấp, đã đi vào tổng bộ, phía trên khẳng định sẽ an bài việc làm cho ngươi, hy vọng như thế, buổi tối ta xào vài món thức ăn, hai huynh đệ ta uống chút. Quan lão đệ, ngày ngày uống rượu, lão ca ta sắp thành tử quỷ rồi, không phải cũng vì quá nhàn rỗi, chờ khi thập bát ca có chức vụ, huynh đệ muốn tìm người uống rượu cũng sẽ rất khó. Huyết thập nghe ra ý, sau đó đáp ứng, nhưng bổ sung, ngày hôm nay, ta sẽ chuẩn bị rượu, tốt tốt, Vân Phi Dương cười nói, ban đêm tiến đến, huyết lục thập lục tu luyện theo thông lệ, nhìn thấy bên trong gian phòng Vân Phi Dương đèn đuốc sáng trưng, lắc lắc đầu, hai người cả ngày chỉ biết uống rượu, uống đi, ca ca hôm nay tự mình động thủ, sau này không có cơ hội uống rượu nữa, bởi vì không tham dự, huyết lục thập lục không thèm để ý, tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện thường ngày. Còn về Vân Đại Tiện Thần, sau nhiều lần nâng chén, uống đến nỗi khiến đầu óc huyết thập bát choáng váng, không được, không thể uống tiếp nữa, huyết thập bát đung đưa thân thể trở lại về phòng mình. Vân Phi Dương bước ra hết rượu cùng bên trong thân thể, yên tĩnh chờ đợi cá lớn mắc câu. Đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón, xoát, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên rơi vào đình viện, cá lớn tới. Vân Phi Dương giả bộ ngủ, tiên niệm câu thông văn tuyến bên ngoài viện, cấp tốc hình thành một kết giới trận pháp mà mắt thường khó gặp, được nghịch thiên quyết che giấu hoàn mỹ, dù trận pháp hiện ra ngay phía sau người áo đen, hắn cũng không phát giác ra dị dạng. Sau khi trận pháp được kích hoạt, Vân Phi Dương trầm tĩnh lại, dù sao bên trong đánh long trời lỡ đất cũng sẽ không có động tĩnh truyền ra ngoài. Xoát, người áo đen bay về phía gian phòng huyết thập bát, vừa đến lúc đó vội vàng thay đổi lộ tuyến, ẩn thân trong bụi cỏ bên cạnh. Két, Vân Phi Dương say khướt đẩy cửa đi ra ngoài, đất vài cái đứng ở góc tường bắt đầu đi tiểu. Người áo đen núp trong bóng tối nhíu mày, nói thầm, Quan Sơn bá này từ khi trở thành thành viên ngưng luyện đường, cả ngày chỉ biết uống rượu chỗ ở đệ đệ, một chút tu luyện cũng không có, thải ra hết nước. Vân Phi Dương mộng mị trở về phòng, huyết lục thập ngủ đi ra, tiếp tục bước về hướng gian phòng huyết thập bát, chỉ là, vừa đi chưa được mấy bước, lại sau một tiếng tránh vào trong bụi cỏ, bởi vì Vân Phi Dương đã đẩy cửa đi ra ngoài, qua qua nôn mửa, tiểu tử này uống bao nhiêu mới có thể nên đến trình độ như vậy. Vân Đại Tiện Thần nôn một hồi mới thở một hơi thật dài, mộng mị quay ngược về phòng, huyết lục thập ngủ lại đi ra, chỉ là còn chưa nhấc chân lại phải vội vàng lùi về bụi cỏ, nguyên nhân vẫn là Vân Phi Dương lại đi ra. Lần này hắn không có đi tiểu, cũng không có nôn mửa, mà cầm vò rượu ngồi trên cầu thang uống. Huyết lục thập ngủ nhíu mày, đến nửa đêm rồi mà còn đang uống rượu, kẻ này quả nhiên là một tử quỷ, chờ thôi,
chờ hắn uống đủ trở về phòng, mình sẽ động thủ. Nhưng để hắn im lặng là, Vân Phi Dương uống một lát, trực tiếp nằm ngủ say sưa trên cầu thang. Uống rượu đến loại trình độ này, quả thật chả sợ bố con thằng nào. Khuyết Lục thật ngủ khẳng định không thể một mực trốn tránh, xác định đối phương đã ngủ, rón rén đi ra từ trong bụi cỏ, từng bước một bước về phía gian phòng Huyết Thập Bát, đứng lại. Đột nhiên, Vân Phi Dương mở miệng, sắc mặt Huyết Lục thập ngũ biến hóa, trong ánh mắt lấp lóe tia lạnh lùng, quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu tử kia vẫn nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng nói, không, không thể đi. Tiếp tục uống, nguyên lai đang nói đến uống rượu, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Huyết Lục thập ngũ nhạt dần, đồng thời nói thầm, tìm thời gian răn dạy hắn thật tốt mới được, không thể uống rượu mà chậm trễ tu luyện, đứng. Đứng lại, Vân Phi Dương nằm trên cầu thang, vẫn đang nói mớ. Huyết Lục thập ngũ căn bản không có đi để ý tới, tiếp tục bước tới, cuối cùng đứng trước cửa phòng Huyết Thập Bát, vù vù, một tay hắn ngưng tụ pháp tắc chi lực, hiển nhiên có tính toán phá cửa trực tiếp bắt giữ mục tiêu. Ba, đột nhiên, một tay bắt trên cổ tay mình, Huyết Lục thập ngũ khẽ giật mình, quay người nhìn lại, đã thấy Vân Phi Dương đứng bên người, mở miệng lên tiếng, Thập Bát ca. Nói là sẽ uống đến hừng đông, ngươi. Người thế nào lại chạy, uống thành cái dạng gì đây? Huyết Lục thập ngũ tuy sụp đổ, nhưng không dám nói lời nào. Vân Phi Dương dắt hắn hướng về gian phòng, khoan khoái biểu môi, mình. Hai ta hôm nay không uống sảng khoái. Người nào cũng không thể ngủ. Huyết Lục thập ngũ co giật khóe miệng, nghĩ thầm làm thế nào thoát khỏi tên tử quỷ này. A, à, Vân Phi Dương như ý thức được cái gì, đánh giá hắn, Thập Bát ca, ngươi thế nào thay quần áo? Đến lúc này, Huyết Lục thập ngũ không thể giả tâm, hắn tận lực để ngữ khí nghe qua hơi trẻ. Nói, vừa rồi nôn trên người, cho nên đổi, ha ha ha, Vân Phi Dương cười nói, lúc trước ai nói, uống rượu xưa nay không nôn, nói đến đây, biến sắc, chợt xa một tiếng, trực tiếp nôn lên người Huyết Lục thập ngũ, sắc mặt Huyết Lục thập ngũ dần đỏ lên, hận không thể giơ tay lên đánh bay tiểu tử này, đúng, có thể đánh hắn ngất đi, Huyết Lục thập ngũ nhẹ nhàng nâng tay, vỗ tới sau óc đối phương, trùng hợp, Vân Phi Dương cúi người tiếp tục nôn mửa, thành công né khỏi công kích. Huyết Lục thập ngũ có chút ngây người, tự mình ra tay rất nhanh, hắn uống say không thể né tránh mới đúng, trùng hợp, nhất định trùng hợp, xoát, Huyết Lục thập ngũ lần nữa nâng tay, nhưng còn không đánh xuống, Vân Phi Dương đã trực tiếp ôm hắn, nhếch miệng cười nói, thập bát ca. Tiểu đệ ta cũng nôn, hoa, con hàng này lại nôn, lần này không chỉ có nôn trên vai Huyết Lục thập ngũ, còn nôn lên mặt nạ của hắn, gia hỏa đáng giận, Huyết Lục thập ngũ khó có thể chịu đựng, bạo phát pháp tắc chi lực. Không lưu tình đập tới, nhìn khí thế thì không chỉ có muốn đánh hắn xỉu, còn muốn đả thương, nhưng, Vân Phi Dương đột nhiên quay người, xảo diệu né tránh, cả người tựa như tỉnh táo lại một chút, trầm giọng nói, ngươi không phải thập bát ca, ngươi là, ta là đại gia ngươi, Huyết Lục thập ngũ bị Vân Phi Dương chỉnh thẹn quá hóa giận, cũng không để ý thân phận hộ pháp phun tục một câu, không có khả năng, Vân Phi Dương nói, ta không có đại gia, xoát, đúng vào lúc này, Huyết Lục thập ngũ lần nữa oanh tới, tu vi phía trên đế toàn bộ khai hỏa, không có chút che giấu, Huyết Lục thập ngũ chịu đủ, hắn muốn trực tiếp đánh ngất xỉu con sâu rượu này, rồi mới bắt Huyết Thập Bát, hoàn thành nhiệm vụ đại tôn giả giao cho mình, chỉ là, Vân Phi Dương giả bộ tỉnh rượu, trở tay bắt tới, nhìn như không có lực lượng gì, nhưng trong nháy mắt chụp vào cánh tay bộc phát ra khí thế như núi kêu biển gầm, Huyết Lục thập ngũ hải nhiên, tiểu tử này không phải đỉnh phong đế cấp à, tại sao bạo phát lực lượng lại phía trên đế, trong lúc suy nghĩ. Khí tức Vân Phi Dương cường thể trực tiếp bao phủ đến, trói buộc hắn khó có thể động đậy, Huyết Lục thập ngũ kinh hãi, bởi vì trước mặt lực lượng của đối phương, mình hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có một chút phản kháng, tu vi của hộ pháp đức cao vọng trọng này là phía trên đế, còn kém đại tôn giả một đoạn, đạo thân Vân Phi Dương nắm giữ tu vi giống như bản tôn, chế phục hắn khẳng định dễ như trở bàn tay, nửa đêm, mặc một thân y phục dạ hành, khẳng định không phải người tốt lành, Vân Phi Dương hoàn toàn hết say. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Huyết Lục thập ngũ không tránh thoát, gấp vội mở miệng, Quan Sơn bá, ta chính là tổng bộ hộ. Một, nói còn chưa dứt lời, Vân Đại Tiện Thần đã tung chưởng đánh vào đầu hắn, tư duy vừa loạn, nhất thời bất tỉnh, lúc này lấy thân phận ra, coi như đại tôn giả, coi như huyết tổ cũng không thoát, hưu, tâm niệm Vân Phi Dương động, đưa Huyết Lục thập ngũ vào tạo hóa giới chỉ, cùng lúc đó, vô hình trận pháp trong định viện cũng tiêu tán, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Qua khá lâu, Huyết Lục thập lục tu luyện hoàn tất, quét mắt một vòng nhìn gian phòng Huyết Thập Bát, thấy hắn vẫn còn ngủ say, âm thầm buồn, bực, ca còn không có động thủ,
chỉ là không thành công, bị bắt giữ thôi. Giờ phút này đang ở tạo hóa giới chỉ, hưởng thụ tra tấn linh hồn khi Vân Phi Dương hấp thu trí nhớ, làm hộ pháp đức cao vọng trọng, Huyết Lục Thập Ngũ biết rõ rất nhiều bí mật. Vân Phi Dương vơ vét hết trí nhớ hắn, rốt cục xác định cái gọi huyết tế thật để giúp đỡ huyết tổ khôi phục thương thế. Đại tôn giả không chỉ có bắt rất nhiều ưu tú thành viên, còn cố ý triệu tập các đường chủ bên ngoài về cung cấp máu cho huyết tổ. Trong trí nhớ, vốn muốn xuống tay với mình nhưng vì độ tinh khiết huyết mạch quá cao, lại có thể ngưng luyện thần huyết, cho nên tạm thời từ bỏ. Vân Phi Dương lắc đầu, xem ra, trong mắt huyết tổ, những thành viên hắn bồi dưỡng có bất kỳ thân phận gì cũng chỉ là gà nuôi trong nhà, tùy thời lấy ra giết, ăn thịt. Tên kia đến cùng trốn ở chỗ nào, nếu như thừa cơ giết chết, chẳng khác nào diệt đi toàn bộ huyết điện. Đáng tiếc, Huyết Lục Thập Ngũ cũng không biết rõ tình hình chuyện có quan hệ đến huyết tổ đang bế quan chỗ nào. Vân Phi Dương nói thầm, muốn tìm huyết tổ, nhất định phải đến hỏi đại tôn giả. Huyết Lục Thập Ngũ bị tra tấn nửa chết nửa sống cũng không có hôn mê, ánh mắt của hắn hoảng sợ hộ. Ngươi đến cùng là ai? Nắm giữ tu vi cao hơn mình cũng cưỡng ép tìm tòi trí nhớ, hắn không cho rằng đây là Quan Sơn Bá, lão gia hỏa. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cười nói, ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là người muốn sống hay muốn chết, cái, có ý gì? Sắc mặt Huyết Lục Thập Ngũ khó nhìn, Vân Phi Dương nói, rất đơn giản, nếu như muốn chết, ta hiện tại thành toàn cho ngươi, nếu như muốn sống, giao linh hồn bổn nguyên ra, nghe ta hiệu, lệnh. Hắn không có ý định giết chết hộ pháp đức cao vọng trọng này, nếu như hàng phục, xếp vào tổng bộ, nhất định có thể thu được tình báo hữu dụng. Ánh mắt Huyết Lục Thập Ngũ kiên định nói, ta chỉ trung thành với huyết tổ, sẽ không hiệu lực người khác. Câu trả lời này trong dự liệu của Vân Phi Dương, dù sao, sùng bái của thành viên huyết điện đối với huyết tổ đã đạt đến cấp độ không thể nói lý. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên đầu Huyết Lục Thập Ngũ, âm u cười nói, đã như vậy, ta để ngươi khắc sâu thể nghiệm tư vị chết một chút, vù vù. Linh hồn lực mênh mông điên cuồng rót vào, lấy phương thức bá đạo trong nháy mắt xâm nhập thức hải mang đến thống khổ khó nói lên lời. A, vốn bị thu lấy qua trí nhớ, bây giờ lại tiếp nhận linh hồn công kích. Tư duy Huyết Lục Thập Ngũ triệt để sụp đổ, phát ra tiếng la cực kỳ bi thảm, vù vù. Đột nhiên, hỏa diễm nóng rực xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn, bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Một bên linh hồn ăn mòn, một bên tam thiên hỏa diễm đốt cháy, thủ đoạn trong ngoài nhiều mặt tra tấn của Vân Phi Dương này thật chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung. Thời gian qua một lát, Huyết Lục Thập Ngũ đã bị tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hưu, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn cùng hỏa diễm, nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cân nhắc, chết, hay thần phục ta. Sắc mặt Huyết Lục Thập Ngũ dữ tợn nằm trên mặt đất, yếu ớt nói, ta chỉ thuần phục huyết tổ. Vù vù, linh hồn cùng hỏa diễm lần nữa tràn ngập, bắt đầu vòng tra tấn thống khổ thứ hai. Vân Đại Tiện Thần vẫn rất có kỹ xảo ở phương diện này, lực lượng chưởng không vừa đúng, cho đối phương cảm giác thống khổ khắc sâu nhưng lại không cho tử vong. Một canh giờ sau, lần nữa thu hồi linh hồn cùng hỏa diễm, là chết, hay thần phục ta. Huyết Lục Thập Ngũ trầm mặt. Xác thực mà nói, bị điên cuồng tra tấn, đã tâm thần hắn lực lao lực quá độ, rất khó mở miệng nói chuyện, im lặng là phủ nhận. Vân Phi Dương lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm, Huyết Lục Thập Ngũ vốn nửa chết nửa sống vội vàng lên tinh thần, lên tiếng, ta có lý do không thần phục. Vân Phi Dương cười nói, là bởi vì trúng độc, không? Không sai, Huyết Lục Thập Ngũ yếu ớt nói. Vân Phi Dương cười nói, ta có thể hóa giải độc tố trong cơ thể người. Huyết Lục Thập Ngũ ngạc nhiên không thôi, a, bên trong tạo hóa giới chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Huyết Lục Thập Ngũ đưa hai tay ôm đầu, sắc mặt dữ tợn, bên trong thân thể thì bị độc tố càng mạnh đang ăn mòn kinh mạch và ngũ tạng lục phủ. Không hổ là hộ pháp huyết điện, có thể tiếp nhận độc dược xa la luyện chế. Vân Phi Dương rất hứng thú quan sát, một lúc sau, hắn cảm thấy không khác gì nhiều, vội vàng ném giải được vào trong miệng Huyết Lục Thập Ngũ. Rất nhanh, dược hiệu phát huy. Độc dược táo bạo bên trong thân thể bị hóa giải, Huyết Lục Thập Ngũ suy yếu co quắp trên mặt đất. Vân Phi Dương nói, độc tố đã được hóa giải, có thể giao linh hồn bổn nguyên ra. Hơi chút thở dốc, Huyết Lục Thập Ngũ cảm thụ độc tố trong cơ thể mình biến mất, khó có thể tin nói, thật không còn. Thành viên huyết điện, cao tầng vẫn cơ sở, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch luyện huyết tộc đều dùng qua thần huyết, cho nên đều trúng độc. Đây là thủ đoạn huyết tổ dùng để khống chế thành viên, chỉ có vận chuyển huyết chú mới có thể tạm thời áp chế. Chính bởi vì độc tố, thành viên không chỉ có trung thành tuyệt đối, cũng không dám dâng lên ý nghĩ phản bội chạy trốn. Nhưng, Huyết Lục Thập Ngũ vạn vạn không nghĩ đến, sau khi mình phục dụng độc dược càng mạnh sẽ thay thế độc tính của huyết hồn, thảo, cuối cùng triệt để hóa giải. Không có độc tố, một thân nhẹ nhõm hắn, lưu loát giao linh hồn bồn nguyên ra, trước mặt lựa chọn sinh tử,
khẳng định lựa chọn sinh. Huống chi, thủ đoạn tên này tra tấn người càng đáng sợ hơn độc huyết hồn thảo, thể nghiệm hai lần, tuyệt không nguyện ý thể nghiệm lần thứ ba. Vân Phi Dương nhận lấy linh hồn bổn nguyên, nói, trở đến huyết hải thành, người vẫn là hộ pháp, sự việc trải qua trước đó chưa từng xảy ra. Huyết lục thập ngũ không phải người ngu, trong nháy mắt hiểu rõ, hắn muốn để cho mình làm nằm vùng, vì vậy đáp, hiểu rõ. Vân Phi Dương hóa giải độc tố của huyết hồn thảo bên trong thân thể huyết lục thập ngũ, tính toán triệt để chinh phục. Huyết tổ dùng huyết hồn thảo để khống chế, mặc dù không tệ, nhưng so với nắm giữ linh hồn bổn nguyên thì thấp hơn một bậc, bởi vì chỉ cần huyết lục thập ngũ phản nghịch, căn bản không cần tiếp nhận thống khổ đến từ độc tố, trực tiếp có thể để hắn hồn phi, phách tán, trở về đi. Vân Phi Dương nói, tiếp tục làm hộ pháp của ngươi, hắn cần xếp tên tai mắt này vào trong tổng bộ huyết điện, dò xét và thu nhập càng nhiều bí mật. Vân Đại Tiện Thần thậm chí còn cân nhắc, muốn khống chế thêm vài hộ pháp, tính toán, vẫn đừng nên quá tham. Vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu như bại lộ hộ pháp có vấn đề thì không là gì, nhưng nếu như mình bại lộ thì phiền phức. Huyết lục thập ngũ rầu rĩ nói, đại tôn giả ra lệnh cho ta phải mang huyết thập bát về, không hoàn thành nhiệm vụ, ta không có cách nào trở về giao nộp. Đúng vậy, Vân Phi Dương nhíu mày, hơi chút do dự sau, nói, ngươi về chỗ mình trước, đại tôn giả giao cho ta đi. Huyết lục thập ngũ nghe xong, nhất thời yên tâm, dù sao trong lúc giao thủ lúc trước, thực lực người này đã đến gần vô hạn nửa bước, đối phương đấu với đại tôn giả dễ như trở bàn tay, chỉ là, để hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến cùng là ai. Huyết lục thập ngũ về đến ngoại giới, cũng đã trở về chỗ ở, giả bộ dáng vẻ người không có việc gì. Nói thật, hiện tại hắn rất nhẹ nhàng, dù sao độc tố trong thể nội đã được hóa giải, rốt cuộc không cần lo lắng phải tiếp nhận tra tấn. Nếu như Vân Đại Tiện Thần ngay từ đầu giúp huyết lục thập ngũ giải độc, sợ rằng không cần động sử dụng thủ đoạn, đã trực tiếp đầu hàng. Mục tiêu kế tiếp, đại tôn giả, về đến chỗ mình ở, Vân Phi Dương bắt đầu kế hoạch, làm sao giải quyết đại tôn giả. Lúc trở về Cửu Tiêu Vân Các, hắn từng có ý nghĩ, nhưng bởi vì việc trong Cửu Trọng Thiên chậm trễ không ít thời gian, bỏ lỡ cơ hội với đại tôn giả. Cùng ngày, trước tiên, Vân Phi Dương đi một chuyến đến ngưng luyện đường, sau khi luyện chế mấy khỏa thần huyết, thừa dịp dưới tình huống mọi người không chú ý, đi vào đình viện huyết lục thập ngũ. Xoát, xoát, tâm niệm điều động, từng văn tuyến được nghịch thiên quyết gia trì tản mát trong bốn phía đình viện. Tên này định dùng phương pháp giải quyết huyết lục thập ngũ để tiếp tục giải quyết đại tôn giả. Nếu không có ở tổng bộ huyết điện, dựa vào thực lực của hắn, hoàn toàn không cần phiền phức như thế, trực tiếp quang minh chính đại động thủ bắt người là được. Sau khi đã bố trí trận pháp ổn thỏa, Vân Phi Dương cũng không có rời đi, mà một mực tiềm phục trong bóng tối. Huyết lục thập ngũ đang tu luyện trong nội thất lại có chút sốt ruột, bởi vì thời hạn đại tôn giả cho đã đến, tin tưởng lập tức rất nhanh sẽ tìm đến mình. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, một trung niên dáng người khôi ngô sải bước đi vào đình viện, trên mặt có vẻ không vui. Nhiệm vụ bàn giao cho huyết lục thập ngũ đã qua mấy ngày, cuối cùng chậm chạp không được, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Lục thập ngũ, đại tôn giả vừa đi vào đến đã trầm giọng quát. Trong nội thất, huyết lục thập ngũ nghe được âm thanh, tâm thần lập tức trung lên, hai tay hơi run rẩy. Đừng sợ, Vân Phi Dương trong bóng tối truyền âm tới, có ta ở đây. Vốn huyết lục thập ngũ đang rất khẩn trương, nhất thời tỉnh táo lại, rời phòng, hết sức tươi cười nói, đại tôn giả, làm sao ngài lại đến đây? Đại tôn giả nghe xong, hỏa khí càng lớn hơn, bản tôn bàn giao nhiệm vụ cho ngươi, tại sao còn chưa hoàn thành? Chuyện này, huyết lục thập ngũ rối rắm, bởi vì, hắn không có thời gian phải hoàn thành. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh, đại tôn giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử xuất hiện tại trong định viện, có vết đao chém trên mặt. Huyết lục thập ngũ còn sụp đổ nói thầm, vì sao tên này lại quang minh chính đại đi tới. Không sợ kinh động người khác, không cần lo lắng. Sau khi Vân Phi Dương xuất hiện, trận pháp trong sân đã bắt đầu vận chuyển, từ ngoại giới đến xem, mọi việc bên trong đều bình thường. Ngươi là ai? Âm thanh đại tôn giả lạnh lùng nói, Quan Sơn Bá. Vân Phi Dương cười nói, đại tôn giả khẽ giật mình, ngươi chính là Quan Sơn Bá. Quan Sơn Bá là một trong những người có độ tinh khiết huyết mạch vô cùng cao, hắn nghe thủ hạ nói qua, nhưng bởi vì bận đi kết minh với Cửu Tiêu Vân Các, trở về lại dựa theo mệnh lệnh của huyết tổ tìm kiếm tế phẩm, cho nên thủy chung chưa từng triệu kiến qua. Rất bất ngờ sao? Vân Phi Dương nói, sắc mặt đại tôn giả nhất thời âm trầm xuống, tiểu tử, gặp bản tôn phải biểu hiện ra đầy đủ sự tôn kính. Vân Phi Dương cười nói, ta đã biểu hiện rất tôn kính. Nụ cười này, bộ dạng này, không chỉ có vô cùng không liêm sỉ, còn vô cùng muốn ăn đòn. Đại tôn giả thẹn quá hóa giận, chỉ là huyết mạch tinh thuần cao, không coi bề trên ra gì, vẫn phải giáo huấn một trận. Xoát, khi nói chuyện, bàn tay lớn vung ra, vù vù,
pháp tắc chi lực cường thể tràn ngập, hiển nhiên, đại tôn giả muốn giáo huấn Vân Phi Dương một chút, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti. Tâm của Huyết Lục Thập Ngũ nhất thời treo cao, nếu tiểu tử kia đấu không lại đại tôn giả, mình cũng sẽ bị vạ lây. Soát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chậm rãi giơ chưởng nghênh đón, khóe miệng thủy chung nở nụ cười đê tiện. Oanh, chưởng ấn chạm vào nhau, khí lãng cuốn lên. Thân thể đại tôn giả lui nhanh mấy chục bước, đợi khi thân thể đã ổn định, nhìn thấy Vân Phi Dương đứng bất động tại chỗ, tràn ngập sợ hãi và ngạc nhiên. Căn cứ tình báo có được, tu vi của Quan Sơn Bá cũng chỉ là đế cấp đỉnh phong, tại sao lúc chưởng đánh tới mình, lại có lực lượng phía trên đế cấp đỉnh phong? Tiểu tử, đại tôn giả trầm giọng nói, ngươi ẩn giấu tu vi. Soát, Vân Phi Dương không thèm giải thích, cất bước đi tới, tay phải ngưng tụ lực lượng cường thế oanh tới. Tuy có trận pháp ngăn cách sẽ không quấy nhiễu người bên ngoài, nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày, khẳng định phải mau chóng giải quyết đối phương. Hù, đại tôn giả cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên đánh ra. Lần này, lực lượng phía trên đế cấp đỉnh phong triệt để bạo phát, trong nháy mắt hình thành khí thế núi kêu biển gầm, Huyết Lục Thập Ngũ chảy mồ hôi lạnh, lực lượng cường thế như vậy, nếu như đổi lại mình đi ngạnh kháng, kết quả tất nhiên chắc chắn phải chết. Lại nói bề Vân Phi Dương, khi hắn nhìn thấy đại tôn bạo phát toàn lực, khóe miệng nở ra nụ cười giạt giào, bên trong hiện lên ý khinh thường. Soát, tay phải tiếp tục vung tới, lực lượng bạo phát cũng như lúc trước, không có bất kỳ tăng phúc gì, chỉ là, trong nháy mắt song chưởng đụng vào nhau, pháp tắc chi lực bạo phát như hồng thủy vỡ để xông tới, với mức độ kia, trực tiếp đạt tới nửa bước, không tốt, cảm nhận được đối phương tăng phúc lực lượng, vượt xa tu vi chính mình, sắc mặt đại tôn giả hải nhiên đại biến, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra trong định viện. Có trận pháp gia trì cũng không có truyền ra ngoại giới. Đây, làm người chứng kiến, Huyết Lục Thập Ngũ ngây ra như phỏng, bởi vì ngoài song chương của đại tôn giả đã uốn cong 90 độ, ngực bị đánh trúng. Đại tôn giả, Vân Phi Dương đứng trước người, nhếch miệng cười nói, ở trước mặt ta, cũng không gì hơn nhau. Ngươi, hai mắt đại tôn giả trợn trừng, kinh hãi hô, vâng. Nửa bước, phù phù, nói còn chưa dứt lời, mí mắt lật một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Đại tôn giả có thực lực thế nào, cũng chỉ mạnh như thái trưởng lão Vân Vực mà thôi. Vân Phi Dương có thực lực gì, khoảng cách giữa hai người như trời và đất, hắn đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, dù đối mặt huyết tổ, chí ít cũng có tư cách chiến một trận, cho nên khi hắn bạo phát tu vi, bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình, không ngạc nhiên khi đại tôn giả bị miễu sát, đây là vì hắn muốn thu trí nhớ, cố ý thu lực lượng, nếu không một quyền có thể oanh sát đối phương. Năm đó, khi hắn đối mặt với trợ thủ đắc lực của huyết tổ, chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám chống lại chính diện, bây giờ hời hợt giải quyết chính là chứng minh tu vi tăng lên trên diện rộng, quá mạnh. Mắt thấy đại tôn giả bị một quyền oanh sát, khóe miệng Huyết Lục Thập Ngũ rung rẩy kịch liệt, một khắc này, hắn vô cùng may mắn, khi đang đánh lén Huyết Thập Bát, Vân Phi Dương không hạ độc thủ, nếu không hiện tại mình, tuyệt đối ngõm củ tỏi, phiền phức đã giải quyết, ngươi tiếp tục làm hộ pháp của ngươi đi. Vân Phi Dương nói một câu, rồi mới thu đại tôn giả đào tạo hóa giới chỉ, quay người rời đi. Huyết Lục Thập Ngũ triệt để thả lỏng trong lòng, dù sao chuyện này cũng là bí mật quan trọng của tổng bộ, bây giờ đại tôn giả biến mất, khẳng định không ai sẽ để ý đến mình. Tạo hóa giới chỉ, một tay Vân Phi Dương đặt trên đầu đại tôn giả, điên cuồng phóng thích linh hồn lực vơ vét trí nhớ, hộ pháp đức cao vọng trọng, đương nhiên có thu hoạch không nhỏ, trợ thủ đắc lực của huyết tổ này khẳng định có lượng tin tức to lớn. Hưu, xem qua một lượt, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, huyết tổ quả nhiên bị thương, mà còn bị thương không nhé. Trong trí nhớ của đại tôn giả, lúc này huyết tổ đang dưỡng thương ở chỗ sâu trong huyết hải, vì lúc trước sử dụng bí pháp, nên cần một thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Hắn chờ không nổi, quyết định lấy huyết mạch thành viên huyết điện đến hiến tế, từ đó giúp thương thế nhanh chóng khôi phục. Trong trí nhớ của đại tôn giả, Vân Phi Dương còn thu hoạch được một tin tức cực lớn, đó chính là, kế hoạch sau khi huyết tổ khỏi bệnh chính là huyết tế càng nhiều thành viên, từ đó cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiên. Đây cũng không phải tin tức tốt. Nếu quả thật hắn có thể thành công, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn. Vân Phi Dương nhíu mày, trước mắt mà nói thì đại đạo huyền tiên là cảnh giới tối cao của vũ trụ hiện tại. Nếu như huyết tổ dựa vào huyết tế chi thuật, cưỡng ép đột phá, đối với mình, đối với bách tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ mà nói đều là một kiếp nạn lớn. Chờ chút, đột nhiên Vân Phi Dương nghĩ đến điều gì, cả kinh hộ. Ngày đó đại đệ tử có mệnh cách thiên mệnh không thể trái có nhắc tới đại kiếp sắp tới, không phải chỉ huyết tổ đó chứ. Nói thật. Ngay từ đầu lúc bộ vi mệnh nói về kiếp nạn, hắn vốn không có cân nhắc qua huyết tổ, dù sao thì trước mắt tu vi của mình vẫn có thể đấu một trận với hắn. Hơn nữa, triệu hai đạo thân quay về, ba đánh một, cũng không tin đánh không lại. Nhưng,
Nếu như huyết tổ thật dựa theo kế hoạch, lấy vô số máu của thành viên huyết điện để hiến tế, cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiên, khẳng định vô cùng phiền phức. Đến lúc đó đừng nói hai đạo thân, xem như thêm lão tử bất bại, tăng thêm bộ vi mệnh, với mình là ba người có mệnh cách thiên mệnh cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi trước mặt đối phương. Không được, không được, phải ngăn cản huyết tổ, không thể để cho hắn đột phá. Viêm Hàn Vực, bản tôn Vân Phi Dương dẫn theo Lâm Chí Khê đã trở về. Tình huống có quan hệ với huyết tổ và ý nghĩ điên cuồng đó, hắn cũng thông qua đạo thân biết được, nơi sâu nhất của huyết hải, đây là một cơ hội tốt để động thủ. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe lên tia lạnh lùng, tiếp theo gọi bọn người Viện Sương, La Mục tới, nói ra kế hoạch của bản thân. Gia Cát Cẩm cau mày nói, lúc này tiến công tổng bộ của huyết điện, có phải quá mạo hiểm hay không? Vân Phi Dương nói, huyết tổ đang liệu thương, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không có lần hai, hắn không chỉ có muốn tiêu diệt huyết tổ, còn muốn nhổ tận gốc tổng bộ của huyết hải chi cảnh huyết điện, như vậy mới có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Phi Dương ca, La Mục nói, chúng ta nghe người chỉ huy, trong khoảng thời gian này, chỉ có huấn luyện binh lính, chỉ có tu luyện, chỉ đi tìm được tài, vô cùng buồn tẻ, hận không thể lập tức xuất quân đi tấn công tổng bộ huyết điện. Viêm Sương và mấy người Vân Lịch cũng xoa tay vò tay, tuy Gia Cát Cẩm cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng cho rằng huyết tổ thụ thương là một cơ hội rất tốt, nếu như bỏ lỡ, chắc chắn sẽ khó có thể có lại cơ hội như vậy, cho nên đồng ý xuất chiến. Trước tiên, Vân Phi Dương nói, trước tiên diệt đi tất cả các phân đường của huyết điện núp trong bóng tối. Quang Minh tiêu diệt tổng bộ của huyết điện là không được, những phần đường, phân đà tiềm phục trong chỗ tối cũng là một tai họa, ngầm. La Mục khổ sở nói, Phi Dương ca, trong khoảng thời gian người tiến về Cửu Tiêu Vân Cát, các huynh đệ vẫn luôn tìm chỗ bọn hắn ẩn thân, nhưng mãi, không có thu hoạch gì. Vân Phi Dương cười nói, ta biết, ách, mọi người ngạc nhiên. Dựa vào trí nhớ của đại tôn giả, để hắn nắm rõ vị trí của phần đường, phân đà tiềm phục trong bóng tối như bàn tay, cho nên bắt đầu trù tính làm sao có thể nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Lâm tiền bối, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Viễn Minh, hãy triệu tập toàn bộ cường giả cao tầng các tộc đến tổng bộ, có hành động. Lâm Viễn Minh kinh ngạc, lúc này Vân Phi Dương kể về kế hoạch bản thân chuẩn bị diệt đi phần đường huyết điện. Lâm Viễn Minh nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, dù sao diệt tất cả phần đường, phân đà của huyết điện, đây tuyệt đối là hành động lớn. Được, hắn chân thành nói, bây giờ ta lập tức đi triệu tập, tập hợp, tập hợp. Trên giáo trường tổng bộ Viêm Hàn Vực, đám Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch khoác chiến giáp, triệu tập binh lính mỗi người thống lĩnh, lại, đại quân Chân Vũ Thần Vực, đại quân Tạo Hóa Giới chỉ triệu hoán, tinh nhuệ Long tộc và các tộc tinh anh, nhân số khoảng chừng 500 ngàn, thực lực bọn hắn tuy có mạnh có yếu nhưng tập hợp trên giáo trường, vô luận theo thế đứng hay dựa vào khí tức mà xem đều phi thường cường thế. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Cẩm huấn luyện vô cùng có hiệu quả, chí ít nhìn ra đây tuyệt đối là tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, khí thế 50 vạn đại quân như rồng đứng thẳng. Trên khoảng không giáo trường, trưởng lão các tộc treo giữa không trung, tuy nhân số chỉ có mấy trăm người, nhưng tu vi đều phía trên đế. Vân tộc cũng phải không ít trưởng lão, bên trong có ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương thân mặc bạch kim chiến giáp, khí vũ hiên ngang đứng trên đài điểm binh, thần sắc rất ung dung, tự tin. Người này đã từng đến tổ địa, bị coi là tiểu gia hỏa chi thứ, bây giờ không chỉ có trưởng thành thành cường giả nửa bước, còn là minh chủ bách tộc liên minh, là thống soái 50 vạn đại quân. Đây là may mắn của vân tộc ta, là đại hạnh của bách tộc, chư vị. Vân Phi Dương nắm chặt tay hướng xuống dưới đài, nhìn mấy chục vạn binh lính phía dưới nói, đại hội thể sư lần này chỉ có một mục đích, chính là diệt huyết điện, đem đến sự an bình cho bách tộc ta. Diệt huyết điện, diệt huyết điện, mấy chục vạn binh lính đồng thanh kêu to. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng giữa bầu trời bằng hỏa bao phủ, thật lâu chưa tiêu. Xuất chinh, Vân Phi Dương xuất kiếm ra khỏi vỏ lấp lóe tia sáng chói mắt, xoát, xoát, đám người Viêm Sương, La Mục lần lượt xuất quân cùng nhau bay lên, hóa thành một hàng đạo lưu quang hướng về phía ngoại vực. Một khắc này, nếu nhìn vào Viêm Hàn Vực, có thể nhìn thấy vô số lưu quang phóng lên tận trời, hình thành hình ảnh có thể gọi hùng vĩ chói mắt, bởi vì các phân đà, phần đường huyết điện che giấu và bách tộc liên minh điệu thấp, trong khoảng thời gian này toàn bộ vũ trụ tương đối bình tĩnh, càng để võ giả mẫn cảm suy đoán, có thể sẽ có gió bão mãnh liệt sắp ập đến. Quả nhiên như vậy, một ngày nào đó, tại một vực nào đó, một hàng lưu quang phá trời bay đến, vĩ giả nội vực cùng nhau đưa mắt xem chừng, chỉ thấy rất nhiều binh lính thân mặc chiến giáp, trước ngực đều có chữ Minh, người bách tộc liên minh, bọn họ không đi tìm huyết điện, tại sao đến vực chúng ta? Rất nhiều võ giả buồn bực, đại quân ngày càng gần, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, sắc mặt tất cả đều đại biến, những binh lính bách tộc liên minh này đại khái chỉ có khoảng 10 ngàn, phát ra khí thế đều cửu phẩm đế cấp,
Không sai, 10.000 binh lính này là cửu phẩm đế cấp hàng thật giả thật, bọn họ do Viêm Sương phụ trách thống lĩnh, là tinh nhuệ trong Bách tộc liên minh. Quân đội bọn người La Mục, Vân Lịch thống lĩnh, phần lớn cũng đều là cửu phẩm đế cấp. Đừng hỏi tại sao mạnh như thế, bởi vì thần huyết Vân Phi Dương ngưng luyện ra không phải bài trí, cũng may chưa đủ vạn thánh để đan, nếu không, chế tạo ra một quân đoàn trên đế quy mô không tệ cũng rất nhẹ nhõm. Lúc này chắc có người sẽ nói, đế cấp hiện tại thật sự nhiều như chó. Đúng, tại Viêm Hàn vực, tổng bộ Bách tộc liên minh, võ giả đế cấp thật nhiều như chó, đi đầy đất, dù thủ thành gác cổng cũng là đế cấp, có thể ngưu bức như thế đều nhờ có phương pháp luyện chế thần huyết, huống chi đây là do lấy huyết mạch tương đối bình thường luyện chế thành, nếu như nắm giữ huyết mạch càng cao, sáng tạo ra thần huyết có phẩm chất khẳng định sẽ chỉ càng mạnh, chớ kinh ngạc cũng đừng cảm thấy khoa trương. Nếu có một ngày Vân Phi Dương đạt được huyết mạch tinh khiết cao, luyện chế ra thần huyết, võ giả dùng đột phá 4-5 phẩm đều rất bình thường. Đáng tiếc, huyết mạch phần ngàn dễ dàng tìm kiếm, huyết mạch phần trăm lại hiếm thấy vô cùng, lại không thể ra tay với dòng chính bách tộc, cho nên nguồn huyết mạch là vấn đề khá lớn. Hưu. Hưu. Hưu, Viêm Sương xuất lĩnh đại quân bay vào vực nội, rơi vào một đỉnh núi hoang vu, lạnh lùng quát, vây quanh, xoát, xoát, vang binh lính tách ra giữ khoảng cách nhất định, vây quanh núi lớn, Viêm Sương giơ tay trái, hỏa diễm nóng rực gào thét mà ra trong nháy mắt thiêu đốt đỉnh núi, vù vù, hỏa diễm bốc lên bao phủ mỗi một ngõ ngách trên đỉnh núi, thỏa thích đốt cháy hết thảy, võ giả nội vực đến đây xem náo nhiệt nhìn thấy tướng quân kia phóng lửa đốt rừng, nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chả hiểu mô tê gì. Hưu, hưu, đúng vào lúc này, trong khu vực bao phủ, từng đạo lưu quang huyết hồng bay ra, bộ dáng rất chật vật, người huyết điện, sao bọn chúng lại ở vực ta, nhìn thấy từng thành viên huyết điện chật vật bay ra, võ giả xem náo nhiệt ngây người, còn biết đi ra sao, Viêm Hàn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khua tay, người lao ra từ trong hòa diễm, hết thảy giết chết bất luận tội, xoát, xoát, binh lính linh tộc đã sớm bao phủ đỉnh núi lúc này bạo phát tu vi, đánh về phía thành viên huyết điện vừa lao ra. Viêm Sương phóng thích hỏa diễm tiếp tục đốt cháy một canh giờ mới dập tắt, đỉnh núi bị thôn vệ, không chỉ có cây cối hóa thành hư vô, ngay cả đất đá cũng hóa lỏng, võ giả nơi đây có thể cảm giác được rõ ràng, đỉnh núi đã thấp đi không ít, mà tại chân núi thì nằm đầy thi thể thành viên huyết điện, bọn họ tuy tránh không bị hỏa diễm đốt cháy, lại chết trong tay binh lính, Bách tộc liên minh, hồi tưởng lại lúc trước, hình ảnh ra một tên chết một tên, đi ra 10 tên chết 10 tên, võ giả nội vực nhất thời không rét mà run. Binh lính Bách tộc liên minh kia có kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, quả thực đáng sợ. Một khi công thành lướt trại, khẳng định bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Trải qua gia các cẩm huấn luyện cùng thần huyết phụ trợ, binh lính linh tộc biểu hiện ra lực chiến đấu cực mạnh, chính thức hiện ra trong mắt thế nhân. Phân đường huyết điện giấu trong núi hết thảy có 8.600 người tính cả chính phó đường chủ, toàn bộ ngã xuống. Tiêu diệt xong bọn hắn, Viêm Hàn thu binh mà đi, căn cứ vị trí Phi Dương ca cung cấp. Tiến về đó. Tiếp tục xuất kích, trong những tinh vực khác, những vị diện khác, đại quân linh tộc lấy bọn người La Mục. Vân Lịch cầm đầu tiếp tục tiến hành đồ sát, có thể nói, chỉ cần bọn họ đến là có thể tìm tới phần đường, phân đà huyết điện trong chỗ tối, cũng để các thành viên trong đó chấp cánh khó thoát, chỗ ẩn thân bại lộ, binh lính liên minh lại phi thường cường đại, thành viên huyết điện bị phát hiện chỉ có thể tiếp nhận tử vong, thiên luân vực cũng có đại quân bách tộc liên minh, thành viên huyết điện ẩn nấp bị giết chết hết, vài ngày trước. Thành viên huyết điện tội nghiệp vực cũng bị diệt mất, bách tộc liên minh trong khoảng thời gian này một mực điều thấp, không nghĩ tới xuất thủ lần nữa lại rất nhanh chóng quyết đoán. Mấy ngày ngắn ngủi, võ giả các vực đều đang nghị luận bách tộc liên minh liên tiếp không ngừng xuất thủ, thậm chí chỉ cần có tin tức truyền đến, vực nào đó xuất hiện binh lính liên minh, không cần suy nghĩ cũng biết, khẳng định địa bàn trong bóng tối của huyết điện lại bị phát hiện, rồi bị toàn diệt. Vũ trụ vốn bình tĩnh, vì Vân Phi Dương mở ra kế hoạch toàn diệt mà trở nên náo nhiệt. Rất nhiều võ giả chấn kinh vì bách tộc liên minh phát sinh thuế biến trong thời gian ngắn, cũng chấn kinh vì lực chiến đấu cường đại của binh lính liên minh. Khi những tộc quần tự xưng tương đối cường đại sớm lui ra khỏi bách tộc liên minh nhận được tin tức, cảm giác vô cùng chấn kinh. Nếu biết bách tộc liên minh được dòng chính vân tộc tiếp nhận sẽ trở nên khủng bố như thế, năm đó không nên rời khỏi. Rất nhiều tộc quần hối hận, bọn họ hy vọng liên minh lần nữa nhưng bị Vân Phi Dương vô tình cự tuyệt. Lúc gặp nạn, ai nấy chỉ sợ mình chạy chưa nhanh. Bây giờ liên minh có đủ lực lượng chống lại huyết điện thì liếm láp mặt trên đời này nào có chuyện tốt như thế. Vân Phi Dương hành động nhanh chóng quyết đoán, thời gian nửa tháng, phân đường, phân đà huyết điện giấu trong các vực toàn vũ trụ bị diệt sạch. Tuy có thể có 3 năm con cá lọc lưới những căn bản không tạo thành uy hiếp, lật không nổi bọt sóng gì, tôm tép tồn tại trong vũ trụ đã bị vơ vét sạch sẽ. Vân Phi Dương một quan lãnh lệ, nói,
Như vậy bước kế tiếp, chính là tổng bộ huyết điện. Không bao lâu, hắn khoác thái hư bạch kim chiến giáp bản cải tạo xuất lĩnh chúng huynh đệ cùng 50 vạn đại quân tự mình tiến về huyết hải chi cảnh. Mấy người Lâm Viễn Minh và các thi thể bị bách quỷ dạ hành khống chế theo sát sau. Có thể nói, lần này tiến về huyết hải chi cảnh, xúc động tất cả lực lượng đỉnh phong của liên minh. Huyết tổ bị thương, nơi bế quan bị tìm tới, Vân Phi Dương xuất quân mà đến, mục đích chỉ có một, triệt để diệt trừ huyết điện, để huyết điện triệt để trở thành hạt bụi trong dòng sông lịch sử. Xoát, xoát, mấy chục vạn đạo lưu quang xẹt qua tinh không đi ngang qua từng vị diện, khí tức cực lớn tràn ngập mà đến ép ngàn vạn sinh linh run sợ trong lòng. Mà khi đại quân rời đi, khí tức suy yếu, cho dù võ giả phổ thông nhất cũng đều có thể rõ ràng ý thức được, nhất định có đại sự sắp phát sinh. Đại quân bách tộc liên minh trùng trùng điệp điệp xuất động, đều làm ra oanh động to lớn những nơi đi qua, để rất nhiều võ giả ý thức được, sau đó không lâu sẽ phát sinh đại sự. Quả nhiên, đại sự phát sinh, nửa tháng sau, mấy chục vạn đại quân khí thế như hồng đứng trước huyết hải chi cảnh, bao vây cửa vào nước chảy không lọt. Trời ạ, bách tộc liên minh lại muốn tấn công tổng bộ huyết điện. Võ giả theo tới trừng to hai mắt, tại sao lạc lại, vì lúc trước Lâm Viễn Minh cầm đầu bách tộc liên minh từng vây công huyết hải chi cảnh, mà lại phải người còn nhiều hơn lần này không ít, bách tộc liên minh vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đấu đến cùng, lần này bọn họ có nắm chắc thắng lợi sao? Rất nhiều võ giả nhớ tin tường lần đầu tới vây quét huyết điện, minh chủ liên minh Lâm Viễn Minh trọng thương mà về, đại quân cũng cây đổ bầy khỉ tan, vù vù, mấy chục vạn binh lính cùng trưởng lão các tộc đứng chỗ vòng xoáy. Khí thế cuồn cuộn bạo phát như sóng thần thắp trên biển rộng, tràn ngập toàn bộ tinh vực, võ giả quan sát từ đằng xa nhìn thấy khí tức thực chất hóa, sắc mặt biến rồi lại biến, lần này người bách tộc liên minh tới tuy không nhiều nhưng nhìn khí tức, phi thường cường hãn. Vân Phi Dương đã lựa chọn động thủ, khẳng định sẽ triệu tập tới lực lượng tinh nhuệ nhất, triệt để tiêu diệt huyết điện. Phi Dương ca, La Mục nói, lúc nào tiến công, bọn người Viêm Sương cùng Vân Lịch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ giết vào vòng xoáy. Giết vào huyết hải chi, cảnh, đừng nóng vội, Vân Phi Dương nói, để bọn hắn đi ra, thành viên huyết điện trong huyết hải bí cảnh sẽ được biển máu gia trì, hắn tất nhiên càng hy vọng đối phương có thể đi ra đại chiến cùng mình. Huyết hải thành, lúc đại quân bách tộc liên minh bao vây huyết hải bí cảnh nước chảy không thông, cao tầng tổng bộ huyết điện đã nhận được tin tức, đáng giận, đại tôn giả tọa trấn trong điện một quan lãnh lệ nói, bách tộc liên minh còn dám đánh tới, hắn gần đây tương đối sâu não. Bởi vì một tên tôn giả khắc phụng mệnh huyết tổ tìm kiếm tế phẩm nhưng vô duyên vô cớ biến mất, đến nay tung tích không rõ. Tôn giả, một tên hộ pháp nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trong điện còn tụ tập không ít hộ pháp, tỷ như huyết lục thập lục phế nhất, lại tỷ như huyết lục thập ngũ đã bị Vân Phi Dương hàng phục. Chúng ta bây giờ cần phòng thủ. Đại tôn giả nói, hắn đã nhận được tình báo, binh lính bách tộc liên minh đến đây lần này phi thường cường thế, còn có Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh tọa trấn. Ra ngoài liều mạng khẳng định không chiếm được tiện nghi, đại tôn giả, huyết lục thập ngũ nói, bách tộc liên minh lần nữa đánh đến tận cửa, chúng ta phòng thủ mà không chiến, có phải có chút biệt khuất, đúng vậy, hộ pháp khác cũng cho rằng như vậy, trước kia, bách tộc liên minh đều bị mình đè lên đánh, bây giờ tìm tới cửa, trốn tránh không đi ra, rất khó chịu, nhưng những hộ pháp không biết, huyết lục thập ngũ phụng mệnh Vân Phi Dương cố ý xúi dục mọi người giết ra ngoài, đại tôn giả nói, bản tôn biết, nhưng bây giờ chủ thượng bế quan tu luyện, chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Chủng hộ pháp không nói, chỉ cần vừa nhắc tới huyết tổ, bọn họ dù có biệt khuất cũng phải đè ép, bởi vì đó là tín ngưỡng trong lòng, thần linh trong lòng. Không ra sao, thu được tin tức huyết lục thập ngũ truyền đến, Vân Phi Dương mỉm cười. Xoát, đại điện tổng bộ, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay lại, rất nhiều hộ pháp thấy thế, gấp vội cung kính nói, tham kiến đại tôn giả. Một tên tôn giả khác còn trầm giọng nói, lão tam, mấy ngày nay người đi đâu vậy? Đại tôn giả lão tam nói, bế quan tu luyện. Tên đại tôn giả kia nói, chủ thượng bàn giao nhiệm vụ không hoàn thành, còn có tâm tư tu luyện, ngươi có phải chán sống hay không? Câu nói này nói có vấn đề, bởi vì đại tôn giả lão tam giờ phút này đã sớm chết, làm gì có chuyện chán sống. Nguyên lai Vân đại tiện thần truyền phệ hồn phiên cho đạo thân giết chết đại tôn giả đang bị bắt giữ, để bách quỷ dạ hành chiếm cứ thân thể. Sao lại giết chết, không phải khống chế? Thực ra, Vân Phi Dương biết, đại tôn giả là trợ thủ đắc lực của huyết tổ, độ trung thành cực cao, trực tiếp giết chết dùng quỷ vật khống chế, ngược lại càng bớt lo, bớt dùng sức một chút. Võ giả bình thường, sau khi chết nếu như bị bách quỷ dạ hành chiếm cứ, sẽ bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Đại ca, đại tôn giả bị khống chế nói, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, cũng vừa giao cho chủ thượng. Thật sao, tôn giả đại ca không nhìn ra sơ hở. Đại tôn giả bị khống chế nói,
Chủ thượng biết được Bách tộc liên minh lần nữa đột kích, đã ra lệnh. Mệnh lệnh gì? Xuất lĩnh thành viên huyết điện giết ra ngoài, tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Rất nhiều hộ pháp nhất thời phấn khởi, thay vì đầu rút cổ tại huyết hải chi cảnh, bọn họ khẳng định hy vọng được ra ngoài cùng Bách tộc liên minh giết một tràng. Tôn giả đại ca cao mày nói, lần này Bách tộc liên minh xâm phạm, thực lực không tầm thường, vì sao chủ thương lại hạ lệnh xuất kích? Tôn giả bị khống chế nói, đây là quyết định của chủ thượng, đại ca nếu có nghi hoặc, có thể hỏi chủ thượng. Tôn giả đại ca không có can đảm đi hỏi chủ thượng, dù sao tế phẩm cũng đã đưa qua, chủ thượng khẳng định đang trị thương, nếu như mình kinh động, không may phải ngã nấm mốc. Được rồi, hắn nói, nếu là mệnh lệnh của chủ thượng thì triệu tập thành viên nhất quyết thư hùng cùng Bách tộc liên minh đi. Trong khoảnh khắc, nội thành huyết hải bay lên một hàng lưu quang, số lượng nhiều như cá giết sang sông. Rất nhiều thành viên dưới sự chỉ huy của đại tôn giả cùng hộ pháp, bay về phía lối ra vòng xoáy, phát ra khí tức âm trầm, phản phất mây đen bao phủ thiên địa. Tôn giả bị khống chế đi theo trong đám người, khóe miệng một nụ cười rất khó nhận ra, thầm nghĩ trong lòng, ra đi chịu chết đi. Bên ngoài huyết hải chi cảnh, Vân Phi Dương thu được tin tức tổng bộ huyết điện xuất kích, tức cao giọng nói, bày trận, nghênh địch, bày trận, nghênh địch. Bọn người La Mục, Vân Lịch một mặt mộng bức, nhưng thân là quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnh, vội vàng điều động quân đoàn, triển khai trận thế tại phụ cận lối vào, sắp đánh, người huyết điện còn chưa ra mà. Chẳng lẽ Bách tộc liên minh tại lúc mấu chốt còn muốn diễn luyện một chút? Lúc võ giả quan chiến không hiểu gì, chỉ thấy vòng xoáy bắt đầu vặn vẹo, từng đạo ánh sáng huyết hồng bay ra, giết. Số lớn thành viên huyết điện lao ra trong nháy mắt cao giọng gầm thét, quanh thân bộc phát ra khí tức âm trầm. Nếu quân đoàn bình thường nhìn thấy thanh thế như vậy, chỉ sợ chưa chiến đã sợ. Nhưng đại quân đứng ngoài bí cảnh không phải đại quân bình thường, mà là đại quân Bách tộc liên minh trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Bọn họ nhìn thấy địch nhân xuất hiện, không những không sợ, ngược lại huyết dịch sôi trào, vô cùng hưng phấn. Giết! Bọn người La Mục Vân Lịch quát lớn, đại quân binh lính bộc phát khí tức giống như thủy triều nghênh đón. Ngày hôm nay, giờ phút này, Bách tộc liên minh cùng huyết điện mở ra giao chiến lần thứ hai bên ngoài huyết hải bí cảnh. Lần thứ nhất Bách tộc liên minh giao thủ với tổng bộ huyết điện toàn thắng. Lúc đó, võ giả các vực trong vũ trụ mới hiểu được, tổ chức thần bí kia nguyên lai lại cường thế và hung hãn như vậy, có năng lực chống lại liên minh tộc quần. Thẳng đến ngày hôm nay, rất nhiều người đề cao huyết điện đều vô ý thức nhận định, trên chỉnh thể thì thực lực tổ chức này mạnh hơn so với liên minh. Bây giờ Vân Phi Dương ngóc đầu lên, vây quanh huyết hải bí cảnh, rất nhiều người bắt đầu dao động, dù sao thì quan sát tầng thứ tu vi binh lính liên minh và cường giả mà xem, rõ ràng mạnh hơn so với lần trước, huống chi, các phân đường, phân đà huyết điện gần đây cũng bị diệt không ít. Điều này nói lên rằng, Bách tộc liên minh dưới sự chỉ huy của Vân Phi Dương sớm đã mạnh hơn xưa, lần thứ hai giao chiến, ai thắng ai thua, thật khó mà nói. Oanh! Oanh! Binh lính Bách tộc liên minh đã giao thủ với binh lính huyết điện, tia sáng lấp lóe chói mắt giống như pháo hoa nở rộ bên ngoài bí cảnh. Lần thứ hai giao thủ, tuy nhân số ít hơn lần thứ nhất nhiều nhưng thực lực chỉnh thể vẫn phi thường mạnh, cho nên song phương hỗn chiến, đánh nhau ác liệt, rung động thiên địa, vù vù. Binh lính linh tộc duy trì khoảng cách nhất định, mang theo vũ khí tinh xảo xông tới chém giết, trong quá trình không ngừng thay đổi vị trí, hình thành trận pháp phức tạp. Tuy tu vị thành viên huyết điện cũng không tệ nhưng trước mặt đội quân tinh nhuệ này, rõ ràng có chút không đáng chú ý, rất nhanh đã bị vây quanh, từng người bị mạt sát. Binh lính giao chiến, hai quân đối chọi, tuy đánh nhau kịch liệt, nhưng trình độ đặc sắc có hạn, tất cả đều là đạo thật kiếm thật, ngươi, giết ta chặt. Đối kháng với lực lượng đỉnh phong thì vô cùng bưu hãn, bởi vì tất cả đều phía trên đế cấp, giống như hộ pháp huyết điện, muốn thừa cơ lao vào chém giết đại quân liên minh, hoặc cản trở cao tầng tộc quần, hoặc cản trở đám người La Mục, giữa song phương, người tới ta đi. Khí tức cường thế bạo phát chấn động khiến toàn bộ tinh không vũ trụ đều đang run rẩy. Chết! La Mục hét lớn một tiếng, quanh thân lấp lóe ánh vàng hóa thành vượng thú to lớn, hung hăng chết miệng vung tay đạp xuống một tên hộ pháp. Ầm ầm, tu vi và thần thông cùng nhau phối hợp, song quyền tựa như cây búa khổng lồ trực tiếp đánh mục tiêu vỡ nát ngay tại chỗ. Hộ pháp huyết điện cũng là phía trên đế cấp, lại bị miễu sát tùy tiện như vậy, nói rõ ràng thực lực cả hai chênh lệch rất nhiều. Ha ha ha, thật mẹ nó thoải mái. Sau khi diệt đi một tên hộ pháp, ánh mắt La Mục lấp lóe hưng phấn, còn về đám người Viêm Sương, Vân Lịch cũng đều hoặc áp chế đối thủ, hoặc chiếm thế thượng phong trong lúc giao thủ. Những huynh đệ của Vân Phi Dương tuy đột phá phía trên đế cấp chưa lâu nhưng thực lực chân chính sợ đã không thua kém gì cấp trưởng tộc quần tộc. Triên Long Chấn Vũ, thân mặc chiến giáp long tộc, cầm trong tay chiến kích long tộc, chỉ cần khóa chặt một hộ pháp, không cần tốn nhiều sức đã có thể mạt sát tên đó. Hiên Viên Vấn Thiên thì lại càng không cần phải nói. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, dù đối mặt với hộ pháp hay thành viên, tùy
tuyệt đối bị miễu sát, thật đáng sợ. Lúc nào Bách tộc Liên minh có nhiều người trẻ tuổi lại còn làm tướng lãnh mà thực lực khủng bố như vậy. Khuyết điện ở trước mặt bọn hắn hoàn toàn lâm vào thế bị động, bị vây chém, khẳng định sẽ bị diệt toàn quân. Nhìn thấy cường giả Huyết Điện lần lượt bị binh lính giết chết, võ giả chiến nhìn xem mà trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đâu chỉ chấn kinh, ngay cả Lâm Viễn Minh và cao tầng các tộc cũng ngây người, nghĩ thầm, những huynh đệ này của Vân Minh Chủ, tuổi còn trẻ mà thực lực lại mạnh đáng sợ như thế. Giết, giết, tiếng hô giết trung trời trong tinh không. Khí thế binh lính Bách tộc Liên minh như rồng, dựa vào ưu thế đang áp chế tuyệt đối thành viên Huyết Điện. Nơi này giao cho các ngươi, Vân Phi Dương nói, ta đi huyết hải chi cảnh. Lâm Viễn Minh nói, Vân Minh Chủ, bên trong huyết hải bí cảnh có vô tân huyết hải, sau khi tiến vào sẽ có cường thể uy áp, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Ừm, Vân Phi Dương đáp một tiếng, hóa thành lưu quang hướng về chỗ vòng xoáy kia bay đi. Trên đường, tự nhiên có thành viên Huyết Điện xuất hiện cản trở, kết quả đều bị mạt sát trong hư vô. Ngăn hắn lại, đừng cho hắn đi vào, đại tôn giả quát. Đáng tiếc, đã trễ một bước, lúc thành viên Huyết Điện tới gần, Vân Phi Dương đã dung nhập vòng xoáy, thuận lợi tiến vào huyết hải bí cảnh. Thật quá đáng, đại tôn giả phẫn nộ không thôi, tiếp theo hóa thành lưu quang đi theo vào. Về Vân Phi Dương, sau khi dung nhập huyết hải chi cảnh, nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ. Loại tình huống này, khi đạo thân đi vào đã từng xuất hiện, sau dựa vào toàn bộ sức lực kháng cự đi qua. Bây giờ bản tôn tự mình đến đây, tuy mang đến lực cản không nhỏ nhưng cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến vào. Rất nhanh, Vân Phi Dương xuyên qua tầng tầng uy áp, đứng bên trong bầu trời huyết hải bí cảnh. Hưu, đúng vào lúc này, đại tôn giả cũng từ phía sau đuổi tới, lạnh lùng quát, tiểu tử, bên trong huyết hải chỉ cảnh của chúng ta có tồn tại uy áp mạnh mẽ, ngươi không phải chủng tộc ta tự tiện xông vào, đợi cái, chết đi, ồn ào. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn ngưng tụ thành, hình thành thế núi kêu biển gầm. Đại tôn giả thấy thế, sắc mặt kinh biến, không thể nào, không thể nào, bất luận kẻ nào tiến vào huyết hải chi cảnh đều sẽ tiếp nhận uy áp lộng hành quấy rối. Tu vi và thực lực cũng sẽ cực kỳ bị áp chế, tên này làm sao còn có thể bạo phát bằng lực lượng nửa bước được, vì sao? Bởi vì Vân Phi Dương cũng nắm giữ huyết mạch luyện huyết tộc, chỉ cần đột phá trước uy áp, chân chính dung nhập huyết hải chi cảnh, sẽ không có chút trói buộc, người cho rằng huyết hải bí cảnh có thể hạn chế tu vi của ta, Vân Phi Dương thản nhiên nói, thật nực cười, vù vù, năng lượng ngưng tụ trong tay phun ra như mãnh thú gào thét trong nháy mắt thôn vệ đại tôn giả, bành, một tiếng nổ vang truyền đến. Tên đại tôn giả kia thịt nát xương tan tại chỗ. Cuối cùng, 10 tên đại tôn giả huyết điện, toàn bộ chết hết. Thiên Nhược Kỳ giết chết một tên, 9 tên khác chết trong tay Vân Phi Dương. Bên ngoài, Viêm Hàn, La Mục cầm đầu đại quân điên cuồng đồ sát, kết hợp với đại tôn giả bị diệt, như báo trước huyết điện sẽ phải diệt vong. Nhưng Vân Phi Dương biết, chỉ cần huyết tổ không chết, dù giết hết toàn bộ thành viên huyết điện không chừa một tên thì vẫn sẽ tồn tại. Huyết tổ, một quan hắn lãnh lệ lên. Toàn bộ 10 tên phụ tá đắc lực của ngươi đã bị diệt, cũng nên đến phi người rồi. Xoát, vừa dứt lời, bay hướng về vô tận huyết hải. Hưu, không bao lâu, trong biển máu có một đạo lưu quang từ trong góc bên cạnh đuổi tới, người xuất hiện chính là đạo thân thể thứ nhất hắn tạo ra. Vô luận tướng mạo hay khí tức hai người đều giống như đúc, song song phi hành tựa như huynh đệ sinh đôi. Bản tôn và đạo thân bay song hành không bao lâu dừng lại, bởi vì trong biển máu kia, lão tử bất bại đang đội mũ rộng vành ngạo nghễ đứng đó. Hắn thản nhiên nói, muốn đi giết huyết tổ, đúng, Vân Phi Dương nói, ánh mắt của lão tử bất bại ánh lên tia lạnh lùng, nói, tính thêm ta, tên này giết huyết tổ, không phải vì bách tộc cũng không phải vì thương sinh thiên hạ, thuần túy vì muốn báo mối thù năm đó bị đuổi giết, rất hoan nghênh, Vân Phi Dương cười nói, thêm một người trợ thủ, nhiều thêm một phần nắm chắc giết huyết tổ, hưu, hưu, ba đạo lưu quang lao đi cực kỳ nhanh, phương hướng bọn họ đi, chính là nơi huyết tổ bế quan, Cửu Tiêu Vân Các. Lúc Vân Phi Dương và lão tử bất bại đang từng bước tới gần huyết tổ, các chủ Cửu Tiêu Vân Các xuất quan, đứng trên ngọn núi đang bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên, hắn mở hai con ngươi ra, trầm giọng nói, bộ vi mệnh, đại kiếp sắp tới, nhanh đi tụ hợp với hai người mệnh cách thiên mệnh kia. Các chủ Cửu Tiêu Vân Các tinh thông thôi diễn chi thuật, giờ phút này hắn đã thôi diễn ra, cái gọi là đại kiếp tức sẽ xuất hiện. Vâng, lúc này bộ vi mệnh rời khỏi Cửu Tiêu Vân Các, bay về hướng vô tận vũ trụ. Tìm kiếm mặt hai người mệnh cách thiên mệnh kia. Sau khi hắn đi, các chủ Cửu Tiêu nỉ non, đại kiếp sắp đến, có thể hóa giải hay không, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Cha, Chung Linh Thư đi tới, nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ, vẻ mặt các chủ Cửu Tiêu nghiêm túc nói, Thư Nhi, từ trước đến nay mệnh cách thiên mệnh sẽ không cùng lúc xuất hiện, trừ phi Thượng Thiên đã sớm báo trước hạo kiếp sẽ đến mới có thể để bọn hắn đồng thời hiện thế,
Lần đầu tiên Trung Linh Thư nhìn thấy phụ thân để lộ ra biểu hiện nghiêm túc, bèn nói, cha, đại kiếp kia đến cùng là cái gì? Các chủ Cửu Tiêu lắc đầu, do cha đạo hạnh quá ít, chỉ có thể suy đoán hảo kiếp đại khái đến lúc nào, lại khó có thể thấy rõ được. Trung Linh Thư không nói nữa, các chủ, nhưng vào lúc này, nhị đệ tử dưới chân núi hộ, ngoại giới có biến, trong lòng các chủ Cửu Tiêu dâng lên cảm giác có điểm xấu, vội vàng bay ra cửu trọng như vân sơn, chỉ thấy bên trong hạo hãn vũ trụ, một nguồn năng lượng màu đỏ đang cuồn cuộn hội tụ lại mà mắt trần cũng có thể thấy, nhìn kỹ lại rất giống máu tươi, đây là, hắn cả kinh nói, đại huyết tế thuật. Trung Linh Thư ngạc nhiên nói, cha, là thần thông sao? Đúng, các chủ Cửu Tiêu nói, đây là một loại thần thông vô cùng ác độc, do tổ tiên luyện huyết tộc sáng tạo. Trung Linh Thư nói, rất lợi hại phải không? Các chủ Cửu Tiêu nói, đại huyết tế chi thuật, dựa vào cách lấy huyết mạch của người khác làm chủ, có thể cưỡng ép bản thân tăng lên tu vi, năm đó xếp thứ hai trong 3.000 đại thuật. Thứ hai, Trung Linh Thư trừng to hai mắt, tuy nàng rất ít đi ngoại giới lịch luyện nhưng cũng biết, có thể xếp hạng 10 vị trí đầu trong 3.000 đại thuật đều là thần thông phi, thường hiếm thấy, đại huyết tế thuật có thể xếp thứ hai, khẳng định mạnh không dám tưởng tượng. Các chủ Cửu Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, bởi vì thần thông kia quá mức ác độc, sau này cường giả vũ trụ liên hợp lại cùng một chỗ lên án luyện huyết tộc, sau cùng khiến nó dần bị lãng quên giữa thiên địa. Đoạn lịch sử này người biết rất ít, mà hắn cũng ngẫu nhiên biết được từ trong cổ tịch. Trung Linh Thư nói, đã phai mờ, vì sao thần thông này lại xuất hiện lần nữa? Các chủ Cửu Tiêu trầm mặc, quan sát một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía thuộc tính huyết sắc hội tụ trong vũ trụ nói, có lẽ, đây chính là hạo kiếp được thượng thiên báo trước đi. Trung Linh Thư nói, ý cha là, người thi triển đại huyết tế thuật cũng là đại kiếp nạn lần này, chắc là vậy. Các chủ Cửu Tiêu gật đầu, a, à, đó là cái gì? Giống như huyết dịch, càng nhìn càng đáng sợ, hình như có cường giả tu luyện một loại tâm pháp tà môn nào đó trong vũ trụ, mỗi tinh vực, chỉ cần võ giả trong vũ trụ đều rõ ràng nhìn thấy khí tức huyết hồng ngưng tụ không ngừng, bọn họ cho rằng chỗ khu vực mình mới có, kỳ thực không biết, khí tức này đang điên cuồng lan tràn, đang bao phủ toàn bộ rất nhiều vực, tộc trưởng, tổ địa một tộc nào đó, một tên trưởng lão nhìn thấy khí tức huyết sắc tràn ngập đang lao đến, ngưng trọng nói, khí tức này rất quỷ dị, tộc trưởng tộc quần cao mày nói, luôn có cảm giác không lâu sau sẽ có chuyện gì không tốt phát sinh, rất nhiều võ giả tộc quần đều cảm nhận được loại cảm giác này, có cường giả có ý đồ muốn bay lên, muốn xua tan khí tức màu đỏ đang lan tràn tới nhưng vô luận làm như thế nào đều không thể ngăn cản nó thẩm thấu, tổ địa vân vực, khí tức màu đỏ tràn ngập lao đến, tổ địa lâm vực, cũng có khí tức màu đỏ tràn ngập lao đến, tổ địa đông hoàng, tổ địa long vực, tổ địa thiên vực, đều có khí tức màu đỏ tràn ngập đang lao đến. Thậm chí chân vũ thần vực cực kỳ xa xôi cũng không lâu sau đó bị khí tức màu đỏ bao phủ. Có thể nói, vũ trụ lớn bao nhiêu, có bao nhiêu vị diện, khí tức màu đỏ đều có thể biết được, đều có thể chậm rãi chảy xuôi tới triệt để bao phủ toàn bộ. Qua một đoạn thời gian, rất nhiều sinh linh bắt đầu đứng ngồi không yên. Bọn họ luôn cảm thấy, sắp có sự tình gì đó phát sinh. Bên ngoài huyết hải bí cảnh, một dạng khí tức màu đỏ như sương mù cũng tràn ngập lao tới, thành viên huyết điện đang ở vào thế bị động, như đánh máu gà. Trong nháy mắt bột phát ra tu vi lao lên, oanh, là một đánh một quyền vào trước ngực một hộ pháp, theo đạo lý nói, tên này coi như không chết, cũng có thể bị đánh bay ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác không nhúc nhích tí nào, sắc mặt dữ tợn cười rộ lên, hai con ngươi tràn đầy tơ máu như muốn dọa người, mẹ nó, là một ngạc nhiên nói, tình huống này là sao, xoát, nhưng vào lúc này, tên hộ pháp này như mất đi cảm giác đau, nâng quyền oanh tới, mang theo lực lượng rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước, bành. Bất ngờ không đề phòng, La Mục bị một quyền đánh bay ra ngoài, đợi khi vững vàng trong tinh không, nhe răng toét miệng nói, mẹ, đau chết lão tử, tu vi hắn cao hơn tên hộ pháp kia, phòng ngự của bản thân không chỉ mạnh, mà thân còn mặc chiến giáp, kết quả bị một quyền đánh đến đau nhất, có thể thấy lực lượng đối phương đề bạt lên rất nhiều. Viêm Sương và Vân Lịch đối mặt với cường giả huyết điện, đồng dạng tăng cao tu vi, trong nhiều lần phản kích đều bị hạ bây giờ lật, ngược tình thế, có chút không đúng rồi, Lâm Viễn Minh không có xuất thủ. Nhìn thấy thực lực cao tầng huyết điện và binh lính đột nhiên đề bạt, lông mi nhất thời nhăn lại, giết, giết, nhưng hai mắt của thành viên huyết điện đỏ bừng, cao giọng gầm thét, liều lĩnh lao tới chém giết, tuy tu vi bọn họ chẳng biết tại sao đột nhiên tăng cao, nhưng dù sao đại quân liên minh cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng không có loạn trận cước, mà vẫn tiếp tục chém giết tới, kỳ quái, tại sao huyết điện lại đột nhiên mạnh lên, mới vừa rồi còn bị liên minh treo lên đánh, bây giờ lại lật ngược tình thế trở về. Võ giả quan sát cuộc chiến vạn phần không hiểu, Gia Cát Cẩm vốn cho rằng đây chính là một trận một bên đơn phương đồ sát không chút cân bằng, chưa từng nghĩ đối thủ hội lại kỳ lạ mạnh lên,
sau đó huy động chiến kỳ, ra lệnh 50 vạn đại quân tiến hành thay đổi trận pháp. Soát, soát, đại quân liên minh nhận được chỉ huy của thống soái cũng nhao nhao thay đổi trận pháp. Không thể phủ nhận, từng thành viên và cao tầng huyết điện giống như đánh máu gà, lực chiến đấu tăng vọt, nhưng bách tộc liên minh không phải ăn không ngồi rồi, chờ bọn hắn triển khai trận pháp, tuyệt đối không có kẻ hở. Nói đơn giản, trước khi võ giả huyết điện không có tăng cao tu vi, đại quân liên minh lao tới chém giết nhiều lắm là tính toán làm nóng người, bây giờ nghiêm túc, mới triệt để phóng ra toàn bộ hỏa lực, hai quân giao chiến thì tạm thời trực tiếp đến đây, chúng ta chuyển ống kính giao đến huyết hải chi cảnh, chuyển đến Vân Phi Dương và lão tử bất bại, hai người một đường bay trong biển máu, rất mau đã tới đến một nơi huyết dịch nồng đậm, khí tức khu vực này càng quỷ dị, mà phía trước tồn tại kết giới như tấm gương một mặt, thấu phát khí tức trầm trọng, Vân Phi Dương và đạo thân từ từ hạ xuống. Nơi này chính là nơi huyết tổ bế quan dưỡng thương, lão tử bất bại tỉnh ngộ, khó trách ngươi lại phải đại quân tới, nguyên lai là tên kia bị thương, Vân Phi Dương cười cười nói, là ngươi đến, hay ta tới, lão tử bất bại quét mắt một vòng kết giới, nói, kết giới này rất cứng rắn, ngươi và ta cùng một chỗ động thủ đi, xoát, xoát, hai người ăn ý tế kiếm, kiếm ý táo bạo gào thét bay ra, nhưng lúc đang chuẩn bị chém xuống, kết giới đột nhiên vỡ nát, một đạo lưu quang huyết hồng từ bên trong bay ra. Vân Phi Dương, lão tử bất bại, hai tay huyết tổ mở ra, ngưng tụ pháp tắc chi lực cuồn cuộn, âm thanh lạnh lẽo âm u, tới nội mạng cho bản tổ đi, huyết tổ lao ra, đại thủ huy động, pháp tắc chi lực cường thế tuôn ra hình thành ba cổ khí lãng phân biệt công hướng Vân Phi Dương, đạo thân cùng lão tử bất bại, nhìn lực lượng ngưng tụ, thương thế hắn chắc cũng đã khỏi hẳn, làm một cường giả nửa bước đỉnh cấp, dù phân chia ba cổ khí tức, vi năng ẩn chứa bên trong cũng dị thường kinh khủng, không tốt. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại biến sắc, muốn lui lại đã không có khả năng, chỉ có giơ kiếm chém tới, hưu, hưu, cùng ngạo kiếm khí cùng thị huyết kiếm khí bạo bắn mà ra hình thành hai đạo vòng cung quỷ dị trực tiếp đâm vào chạm mặt tới khí, lãng, bành bành, bạo hưởng truyền tới, kiếm khí Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại bị pháp tắc chi lực chấn vỡ, người cũng lui nhanh ra sau mấy chục, trường, ầm ầm, đạo thân thứ nhất không thể tránh, bị pháp tắc chi lực của huyết tổ đánh trúng trung, cả người bạo bay ra ngoài. Đạo thân chịu công kích, bản tôn Vân Phi Dương tiếp nhận một bộ phận thương tổn, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, thương thế hắn đã khỏi hẳn, trong trí nhớ đại tôn giả, huyết tổ còn đang chờ đợi tế phẩm, không nên mạnh như vậy chứ, đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện dị thường, bên trong bí cảnh, biển máu đang kịch liệt sôi trào sau khi huyết tổ xuất hiện, hồng quang cuồn cuộn mơ hồ có thể thấy được đang dung nhập vào trong cơ thể hắn, hiểu rõ, hắn đang dựa vào huyết dịch trong biển máu để gia trì bản thân. Từ đó có lực chiến đấu càng mạnh, không sai, huyết tổ có tu vi cường thế vì được huyết dịch trong biển máu gia trì, thực ra vẫn còn trong trạng thái bị thương, xoát, lão tử bất bại cất bước mà ra, huyết kiếm vạch phá thương khung huyễn hóa ra vô số kiếm ý, cửu thiên kiếm chi cảnh, xoát, 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 9000 kiếm ảnh nổ bắn ra mà ra, mục tiêu trực chỉ huyết tổ, lão tử bất bại biết thực lực đối phương phi thường cường hãn, cho nên vừa ra tay chính là đại sát chiêu, hừ. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, vù vù, đại thủ giơ cao, huyết dịch bốn phía cấp tốc tập trung vào, hình thành huyết sắc kết giới trước người, bành, 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 9000 kiếm ảnh như đạn pháo đánh vào kết giới bên trên, lại chưa thể thương tổn mảy may, lão tử bất bại cho mày, đang muốn tiếp tục thi triển sát chiêu công kích đã thấy mấy đạo huyết thủ áp qua, không tốt, hắn vội vàng né tránh, nhưng tốc độ mấy đạo huyết thủ cực nhanh, muốn tránh né hết là không thể. Lão tử bất bại không cho rằng mình có thể chém rụng hết lực lượng đang đánh tới, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị ngạnh kháng, hưu, hưu, đúng vào lúc này, kiếm khí lạnh lùng oanh tới từ một bên cạnh huyết thủ ra ngoài, Vân Phi Dương xuất thủ, huyết tổ được huyết dịch gia trì, thực lực tuyệt đối trên bọn hắn, hắn phải bảo trụ lão tử bất bại, hai người liên thủ mới có hy vọng chống lại, xoát, lão tử bất bại bắt lấy khe hở huyết thủ bị chệch hướng, dẫm thân pháp gian nan né tránh. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lại không có vẻ cảm kích, hai người có chung địch nhân, chỉ có thể coi là hợp tác, không tính là bằng hữu. Vân Phi Dương nói, hắn có biển máu gia trì, thực lực tăng vọt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn liên hệ giữa hắn và biển máu. Ngăn chặn, huyết tổ hai tay vung lên, âm thanh lạnh lùng phát ra, bản tổ sẽ cho các ngươi cơ hội, vù vù, biển máu xung quanh lần nữa bị điều động hóa thành vô số huyết thủ áp xuống từ bốn phương tám hướng, thanh thế có thể nói rất mạnh mẽ. Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng, trực tiếp vận dụng Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp. Sau khi lão tử bất bại đứng vững, trong con ngươi hẹp dài phát ra nghiêm túc trước đó chưa từng có. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm,
Cửu Thiên kiếm chi cảnh, hai người mang mệnh cách thiên mệnh lấy trạng thái mạnh nhất thi triển ra ác chủ bài mạnh nhất đón lấy vô số huyết thủ đang áp xuống, oanh, oanh, tiếng vang truyền đến, chấn động toàn bộ bí cảnh. Do Vân Phi Dương và lão tử bất bại bạo phát mạnh nhất, vô số huyết thủ do huyết tổ ngưng tụ bị hóa giải toàn bộ, chỉ là đại giới có chút thảm trọng, bởi vì khi hai người thu kiếm quay về, khí huyết bên trong thân thể bị chấn động lăn lộn kịch liệt, huyết tổ có biển máu gia trì, thực lực rất lưu hãn. Bất kỳ một người nào trong hai người Vân Phi Dương và lão tử bất bại muốn đơn độc chống lại hắn đều khó có khả năng làm được. Vù vù, đúng vào lúc này, biển máu đầy trời lần nữa bị quấy rối ngưng tụ ra vô số huyết thủ. Huyết tổ lãnh đạm nói, hai tiểu bối trẻ tuổi, có thể trưởng thành trong thời gian ngắn, thực khiến bản tổ vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Hô, vừa dứt lời, huyết thủ lần nữa áp xuống từ bốn phương tám hướng. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại ngưng tụ kiếm ý nghênh đón. Tuy sau cùng hóa giải toàn bộ huyết thủ nhưng khó có thể chịu đựng được lực lượng phân phệ, không khỏi bị chấn động nôn máu. Đại ma chi chưởng, đúng vào lúc này, đạo thân ngừng lại sau lưng huyết tổ ngưng tụ lực lượng thi triển ra chưởng ấn vân tộc truyền thừa. Chỉ tiếc, trong nháy mắt vừa mới xuất chưởng, huyết tổ đã vung tay hình thành huyết thủ banh tới, bành, đạo thân bị đánh bay ra ngoài. Qua, Vân Phi Dương lần nữa phun máu, thầm nghĩ, thực lực tên này bây giờ, chỉ sợ đã gần vô hạn đến đại đạo huyền tiên. Hắn, đạo thân, lão tử bất bại, ba người cộng lại không những không có chiếm được tiện nghi trước mặt huyết tổ, mà còn bị thương, không thể đánh, phải rút lui. Trong lòng Vân Phi Dương có suy nghĩ, nhìn về phía lão tử bất bại, tên kia hình như cũng có lĩnh ngộ, lúc này đứng dậy bay về nơi xa, ở trong địa bàn của bản tổ, há có thể đào tẩu. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy huyết thủ đầy trời lần nữa ngưng tụ, đè tới lão tử bất bại đang chạy trốn, oanh, oanh. Lão tử bất bại tuy gian nan phá mất không ít huyết thủ nhưng vẫn bất hạnh bị huyết thủ theo nhau mà tới banh trúng, người như đạn pháo rơi xuống, xoát, huyết tổ lần nữa nâng tay, huyết thủ cường thể bay ra từ trong biển máu, mục tiêu chính là Vân Phi Dương đang chạy trốn theo một hướng khác, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến liên tiếp, Vân Phi Dương chạy trốn giống như lão tử bất bại, cuối cùng không thể hóa giải toàn bộ huyết thủ, bị đánh trúng, nhe răng nhếch miệng rơi xuống, một thiên mệnh chọn lựa. Một thiên mệnh không lường được đối kháng với huyết tổ có biển máu gia trì, chỉ có thể bị treo lên đánh, không thể nói hai người quá yếu, chỉ có thể nói, huyết tổ thân ở trong biển máu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoàng thực lực biểu hiện ra đã chạm đến tầng thứ đại đạo, huyền tiên, xoát, hắn phi thân lao đến treo trên không Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại thần linh như cao cao tại thượng, huyết mạch hai người các ngươi không tệ, nếu lấy ra huyết tế, chắc có thể trợ bản tổ đột phá đến đại đạo huyền tiên, hưu, đúng vào lúc này. Trên không hiện ra khí tức thế đại lực trầm, một cây gậy như định hải thần châm hung hăng đánh xuống, ầm ầm, cự côn trực tiếp áp xuống tới, đạp vào mặt đất đỏ thẫm, toàn bộ huyết hải bí cảnh trong nháy mắt rung lẩy bẩy. Vân Phi Dương thấy thế, ngạc nhiên, làm sao hắn tới đây, người nào, Bộ Vi Mệnh, sau khi hắn đánh xuống một côn, hô hấp hơi có vẻ hấp tấp nói, Vân Minh Chủ, ngươi không sao chứ, vẫn ổn, Vân Phi Dương đứng dậy, lấy sinh mệnh pháp tắc điên cùng tu sửa kinh mạch bị hao tổn. Lão tử bất bại cũng đứng lên, nhưng thủy chung nhìn Bộ Vi Mệnh, bởi vì đối phương phát ra khí tức rất quen thuộc, tên này là ai? Lão tử bất bại mở miệng hỏi, Vân Phi Dương nói, hắn gọi Bộ Vi Mệnh, nắm giữ mệnh cách thiên mệnh như hai chúng ta. Lão tử bất bại khẽ giật mình, thiên mệnh không thể trái, không sai, Vân Phi Dương đáp, lão tử bất bại cau mày nói, sư tôn năm đó từng nói qua, có thể trong vũ trụ này sẽ tồn tại một loại mệnh cách thiên mệnh khác, không nghĩ tới là thật, Bộ Vi Mệnh nói. Ba người chúng ta gánh vác mệnh cách tương đồng, xuất hiện cùng thời đại thì đại biểu cuối cùng có một ngày sẽ gặp, vù vù, đúng vào lúc này, phía trước ba người, từng mảnh huyết dịch ngưng tụ, sau cùng huyễn hóa ra bản tôn huyết tổ, hắn âm u cười một tiếng, không nghĩ tới ba người các ngươi nắm giữ mệnh cách thiên mệnh, xem ra thượng thiên muốn trợ bản tổ đột phá đại đạo huyền tiên, cố ý đưa bọn ngươi tới đây, chuyện có quan hệ đến mệnh cách thiên mệnh, huyết tổ khẳng định nghe nói qua, nhưng căn bản không có để vào mắt. Dù sao thì ở trong huyết hải bí cảnh, bất kỳ người nào tiến vào, sinh tử đều do mình quyết định. Bộ Vi Mệnh nắm chặt thừa thiên, nói, Vân Minh Chủ, người này thi triển đại huyết tế thuật, thực lực không thể coi thường, ba người chúng ta phải liên thủ chống lại. Có thể, Vân Phi Dương đồng ý, lão tử bất bại bởi vì tính cách, không nói ra đáp lời nhưng dựng huyết kiếm lên đã nói rõ có ý liên thủ. Khạch khạch kiệt, huyết tổ cười quái dị một tiếng, chỉ bằng ba người các ngươi, không làm gì được bản tổ ta đâu. Dám biểu hiện lớn lối, tự tin trước mặt ba người mang mệnh cách thiên mệnh, chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ huyết điện này. Xoát, Bộ Vi Mệnh ra tay trước một bước,
Thừa Thiên trong tay bộc phát ra khí tức trầm trọng, tiếp theo hóa thành một côn ảnh to lớn hung hăng nện xuống. Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại theo sát phía sau, mỗi người đều thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất của bản thân. Vù vù, trong khoảnh khắc, trên không hiện ra côn ảnh, kiếm ảnh, cự kiếm, khí thế trầm trọng cùng sắc bén hòa làm một thể mang theo vô tận uy áp. Đổi lại bất kỳ một tên nửa bước cường giả đỉnh phong nào đối mặt với thế công cường hãn như thế đều sẽ dâng lên cảm giác khó có thể chống lại, nhưng Huyết Cổ là một ngoại lệ. Tâm cảnh hắn không bị ảnh hưởng, giơ hai tay lên, ngưng tụ pháp tắc chi lực trước người. Hư. Hư, trong biển máu sau lưng, từng đạo lưu quang màu đỏ bay ra phản phất như hóa thành kiếm khí, nghênh tiếp ba loại lực lượng không đồng nhất trước mặt. Oanh, 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 giữa không trung bí cảnh truyền đến ba tiếng nổ vang, chỉ thấy côn ảnh, kiếm ảnh cùng cự kiếm bị huyết hải chi lực quanh kích hóa thành hư vô. Hư hư hư, ba người Vân Phi Dương lại nhanh về sau, sau khi ổn định thân thể, sắc mặt không khỏi trở nên rất khó coi, thực lực Huyết Cổ thật quá mạnh. Bọn họ đồng loạt ra tay, bạo phát cùng một chỗ vẫn chênh lệch rõ ràng về mặt sức mạnh. Biển máu nơi này có thể cung cấp năng lượng không dứt cuồn cuộn cho hắn, chúng ta phải rời khỏi nơi đây mới có lực đánh một trận. Vân Phi Dương truyền âm, Bộ Vi Mệnh cũng ý thức được, nói, rút khỏi đây. Ba người đạt thành nhất trí, mỗi người thi triển thân pháp bay về hướng cửa vào huyết hải bí cảnh. Chỉ là, Huyết Cổ đâu có thể để bọn hắn rời đi, lúc này ngưng tụ càng nhiều máu hơn hóa thành từng đạo huyết thủ đè tới. Chỉ vì muốn thoát ly khỏi huyết hải bí cảnh, ba người Vân Phi Dương liều mạng tiêu diệt chưởng ấn, sau đó nhất trí bay ra ngoài. Các ngươi chạy không thoát, Huyết Cổ cười lạnh một tiếng, hóa thành huyết vụ đuổi theo. Trong quá trình, không ngừng có huyết thủ ngưng tụ ra từ trong biển máu, công kích tới ba người đang chạy trốn. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương nhiều lần huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, lần lượt phá mất huyết thủ, nhưng ngẫu nhiên sẽ bị đánh trúng. Cũng may, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp đã được cải tiến, mặc dù liên tục tiếp nhận mấy lần oanh kích nhưng mà chỉ bị chút vết thương nhỏ. Lão Tử Bất Bại và Bộ Vi Mệnh không có hộ giáp quanh thân, chỉ có thể dùng thân thể lần lượt ngạnh kháng, gian nan hướng ra ngoài bí cảnh. Hư, hư, hư. Không bao lâu, ba người thành công thuận lợi bay ra khỏi vòng xoáy, tiến vào trong vũ trụ. Huyết Cổ theo sát phía sau bay ra khỏi bí cảnh. Ngoại giới, binh lính Bách Tộc Liên Minh đang đánh khó phân thắng bại cùng thành viên Huyết Điện. Khi bọn họ Vân Phi Dương xuất hiện, cảm nhận khí tức được cường thế, bản năng dừng lại. Huyết Tổ, ánh mắt Lâm Viễn Minh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khạch khạch kiệt. Huyết Tổ được thuộc tính màu đỏ bao quanh thân, cười nói, Lâm Viễn Minh, người bị bản tổ đánh bại mà chạy mất dép, lại còn dám tới, nhìn mấy chục vạn đại quân liên minh, thản nhiên nói, lần này, bản tổ hội sẽ lưu toàn bộ các ngươi tại đây. Vù vù, dứt lời, quanh thân hiện ra khí tức âm trầm hòa cùng thuộc tính màu đỏ làm một thể, đột nhiên nhấc tay nắm chặt vào hư không, bành, bành, bành. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn binh lính liên minh vỡ nát trong tinh không, máu tươi bị màu đỏ thuộc tính thu lấy, hóa thành một năng lượng cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thân thể Huyết Tổ. Hắn hài lòng nói, những tế phẩm máu này thật không tệ, trời ạ, Huyết Tổ kia có thể trực tiếp thu lấy huyết dịch của võ giả Bách Tộc, đây là bí pháp gì? Võ giả xa xa quan sát trợn to hai mắt, Lâm Viễn Minh chau mày, chẳng lẽ huyết hải ngập trời vừa xuất hiện trong vũ trụ là đại huyết tế thuật do tổ tiên luyện huyết tộc năm đó sáng tạo? Không sai, Bộ Vi Mệnh cất lời xác nhận, đây chính là đại huyết tế thuật, chỉ cần bố trí trong vũ trụ thì có thể tùy ý thu lấy bất kỳ huyết dịch của sinh linh nào, từ đó đề bạt thực lực người thi triển. A, à, võ giả nơi xa nghe vậy, sắc mặt kinh biến, giờ phút này, trên đỉnh đầu bọn họ có dòng máu đỏ bao phủ, nếu quả thật như người kia nói, mình chẳng phải lúc nào cũng có thể sẽ bị thu lấy. Vâng, chỉ cần trong phạm vi bao phủ của dòng máu đỏ, người thi triển vận công một lần thì có thể tùy tiện lấy đi máu tươi để cho mình sử dụng. Đại huyết tế thuật quá mức tàn nhẫn, quá mức ác độc, như thế mới khiến cường giả các tộc liên thủ lại diệt trừ luyện huyết tộc. Nhưng, người nào nghĩ tới, trải qua vô số năm tháng, tộc quần bị diệt sẽ lần nữa xuất hiện, đại huyết tế thuật lại xuất hiện trên thế gian, có hơi phiền toái. Vân Phi Dương chau mày, hắn vốn cho rằng dẫn xuất Huyết Tổ ra khỏi bí cảnh thì có thể chặt đứt được liên hệ giữa đối phương và biển máu, thật tình không biết bên ngoài vũ trụ cũng có thuộc tính cùng loại với biển máu tồn tại. Vù vù, đúng vào lúc này, biển máu màu đỏ điên cuồng áp xuống, trong nháy mắt đem bao phủ binh lính Bách Tộc Liên Minh. Khạch khạch kiệt, Huyết Tổ mở ra đại thủ, cười quái dị nói, đến đây cung cấp càng nhiều lực lượng cho bản tổ đi. Bành bành bành, võ giả đặt mình vào trong biển máu vỡ nát, hóa thành mưa máu lao về hướng Huyết Tổ. Hai lần xuất thủ, gần vạn binh lính Bách Tộc Liên Minh trong khoảnh khắc chết, hình tượng này thực rất khủng bố. Càng kinh khủng là, lần nữa thu lấy huyết dịch của mấy ngàn người, quanh thân Huyết Tổ phát ra khí thế càng cường đại. Xoát,
hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm nói, ngăn cản hắn, Bộ Vi Mệnh cùng lão tử bất bại nhau nhau bạo phát tu vi mạnh nhất, Lâm Viễn Minh thủy chung không xuất thủ khai hỏa toàn bộ cảnh giới, ngay cả thi thể do bốn tên bách quỷ dạ hành khống chế cũng nhận mệnh chủ nhân bay tới. Trong lúc nhất thời, xung quanh huyết tổ tụ tập tam cường giả cấp nửa bước, huyết tổ thi triển đại huyết tế thuật, dù đặt mình vào trong vũ trụ cũng bộc lộ ra khí tức khủng bố, thậm chí vất tay giết người trong vô hình, sau đó hấp thu huyết dịch, điều này phi thường đáng sợ, cho nên Lâm Viễn Minh không lo được lấy nhiều đánh ít, khai hỏa toàn bộ tu vi, bốn tên mộ chủ do bách quỷ dạ hành khống chế cũng lao tới, ba người mang mệnh cách thiên mệnh, bốn cường giả nửa bước, đội hình có thể xưng hào hoa nhưng khi đối kháng khí tức cùng huyết tổ, lại không có chiếm thượng phong. Ngoạ tào, tên kia nhìn qua thật trâu a, La Mục nhỏ giọng nói, khóe miệng Vân Lịch co giật, ta lần đầu tiên nhìn thấy Phi Dương ca sẽ liên hợp nhiều cường giả như vậy đi đối phó một người, từ khi Vân Đại Tiện Thần trọng sinh đến nay, hoặc một người đánh hai người, hoặc một đánh một đám, liên hợp nhiều cường giả nửa bước đánh một người như hôm nay, thật chưa từng thấy qua, không có cách nào, huyết tổ thi triển đại huyết tế thuật thật quá mạnh, không liên thủ với mọi người chống lại, muốn đơn độc giải quyết hắn, căn bản không có khả năng. Buông lỏng tâm thần, Vân Phi Dương quát về phía bọn người La Mục, tình huống như thế nào, Phi Dương ca muốn thu chúng ta vào tạo hóa giới chứ, bọn người La Mục tuy không hiểu nhưng cũng mở rộng tâm thần, quả nhiên như vậy, bên này vừa triệt để buông lỏng tâm thần, từng người hư không tiêu thất, xuất hiện trong tạo hóa giới chỉ, đi theo vào còn có mấy chục vạn đại quân, bọn họ đột nhiên biến mất trong tinh không để các võ giả quan sát nơi xa triệt để ngây người, một đội quân nháy mắt tiêu thất, quả thực thật không thể tin. Sau khi thu các huynh đệ và binh sĩ vào tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi, phiến tinh không này bị dòng máu đỏ bao phủ, để bọn hắn đặt mình vào bên trong, tùy thời có khả năng vẫn lạc, cho nên thu vào tạo hóa giới chỉ mới an toàn nhất. Tiểu tử, huyết tổ lạnh lẽo âm u cười nói, người cho rằng thu những này người vào khí vật lưu trữ thì bản tổ không có huyết dịch để thu. Vân Phi Dương không nói, lúc này huyễn hóa ra vô số kiếm khí, ngưng tụ cự kiếm chống trời chém tới, hắn vừa động thủ. Mấy người Bộ Vi Mệnh cũng ngưng tụ ra chiêu thức mỗi người đập tới, tam cường giả nửa bước đồng loạt ra tay, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chấn động không gian vặn vẹo kịch liệt, cũng dần đổ sụp, quy mô lớn, thật đáng sợ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mắt thấy tinh vực phía trước sụp đổ, võ giả quan chiến nơi xa rung động, đồng thời nghĩ đến, điện chủ huyết điện một người có thể chống đỡ được 8 tên cường giả đứng đầu sao? Đáp án là, có thể, chỉ thấy hắn đứng trong huyết hải. Đối mặt 8 loại sức mạnh đang đột kích, ánh mắt lấp lóe ra tia u ám, ngày hôm nay bản tổ để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực cách xa, vù vù, song chưởng đột nhiên đưa ra, bên trong thân thể điên cuồng hiện ra 8 cổ năng lượng âm u, dung hợp cùng huyết hải xung quanh, mang theo khí tức táo bạo đón lấy các loại sức mạnh mà bọn người Vân Phi Dương đánh tới, bành, 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 trong khoảnh khắc, vô lượng kiếm khí, côn ảnh, chỉ cần chạm đến năng lượng âm u, đều vỡ nát thành hư vô tại chỗ, lên, thừa dịp thời khắc chiêu thức bị phá, Vân Phi Dương giơ kiếm đánh tới, vù vù, mấy người lão tử bất bại, Bộ Vi Mệnh cũng tiến lên, trong khoảnh khắc, 8 người thi triển chiêu thức ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn kịch chiến cùng huyết tổ trong tinh không, 9 cường giả cấp bậc này đánh nhau toàn lực, bạo phát dư uy khẳng định nổ tung, không gian vũ trụ bên trong xung quanh rất nhanh đã bị chấn cho nhão nhoẹt, không tốt, chúng ta lui xa một chút, rất nhiều võ giả sợ bị ngộ thương. Vội vàng thi triển thân pháp lui nhanh về sau, cho đến khi lui đến khu vực cho rằng tương đối an toàn, lúc này mới dừng lại tiếp tục quan sát, còn về thành viên huyết điện thì lui trở về trong miệng vòng xoáy, xung quanh có dòng máu đỏ bao phủ ngăn cản từng lớp dư uy quấy đến, có thể nói, khu vực bọn người Vân Phi Dương giao chiến đã trở thành địa phương nguy hiểm nhất, đừng nói võ giả phổ thông, dù phía trên đế tiến, đến cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn, oanh, oanh, huyết tổ một người như hóa thành 3 đầu 6 tay, được huyết hải gia trì, triển đấu cùng bọn người Vân Phi Dương, theo cục diện mà xem, một người đơn đấu 8 cường giả nửa bước, tuy lộ ra có chút lúng cuống tay chân nhưng khí thế lại không rơi vào thế hạ phong, Vân Phi Dương càng đánh thì càng sụp đổ, chúng ta nhiều người chấp một mình hắn, không thể áp chế, tên này mạnh đến mức nào a? À? Bên trong vũ trụ mênh mông, chính cổ lực lượng không đồng điên cuồng bạo phát, năng lượng lan tràn, không gian không ngừng đổ sụp, từ xa nhìn lại khu vực giao chiến đã lõm ra một lỗ thủng khổng lồ, vù vù. Năng lượng loạn thất bát tao lộng hành quấy rối bốn phía, hư không loạn lưu càng như lưỡi dao, các không gian vỡ vụn thành bụi phấn, võ giả đứng xa xem chiến cùng xem càng run sợ, giao thủ của cường giả cấp bậc cao nhất này, bọn họ bình sinh chưa thấy qua, người nào chiếm cứ ưu thế, bọn họ không biết, bởi vì chính người điên cùng giao thủ bên trong tinh vực,
tốc độ nhanh đến căn bản không thể dùng mắt thường mà bắt được hình ảnh. Oanh, oanh, lại luân phiên va chạm, bọn người Vân Phi Dương cùng huyết tổ tách ra, đứng tại các phương vị khác nhau, hình thành vòng vây, hô hấp bọn họ dồn dập, trán xuất mồ hôi hột, có thể thấy, trong thời gian giao thủ ngắn ngủi, hao phí không ít năng lượng cùng tâm thần, trán huyết tổ cũng xuất mồ hôi hột, dù thực lực được đại huyết tế thuật gia trì, nhưng độc chiến tam tên cường giả nửa bước, vẫn tương đối cố hết sức. Chư vị, Vân Phi Dương nói, tuy người này dựa vào thần thông tăng cao tu vi nhưng chung quy không có thoát ly khỏi tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiên, chúng ta đồng tâm hợp lực, tất có thể giết chết. Khạch khạch kiệt, huyết tổ cười quái dị, tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực bản tổ chỉ có trình độ hiện tại, trong lòng Vân Phi Dương nổi lên dự cảm không tốt. Xoát, huyết tổ mở hai tay, nhìn về phía các thành viên vòng xoáy chỗ, bản tổ hao phí không ít tinh lực, bồi dưỡng bọn người trưởng thành đến bây giờ cũng là thời điểm nên phụng hiến. Vù vù, dòng máu đỏ ngăn phía trước thành viên huyết điện điên cuồng co vào, sinh ra lực áp bách cực mạnh. Chủ thượng, một tên hộ pháp hải nhiên thất sắc, nhưng vừa mới mở miệng, thân thể vỡ nát tại chỗ, hóa thành một vũng máu. Nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, thành viên khác hoảng sợ không thôi nhưng vẫn không thể nào trốn khỏi huyết dịch đè ép, thân thể vỡ nát. Bành, 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 trong khoảnh khắc, mấy ngàn tên huyết điện thành viên cùng nhau vỡ nát, huyết dịch không ngừng tuôn hướng huyết tổ, vì cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Vân Phi Dương chau mày, những thành viên này đều là tín đồ trung thành của hắn, sau cùng lại vẫn lạc kiểu này, quả thật đáng buồn. Lâm Viễn Minh trầm giọng nói, lấy chính huyết dịch mình người để huyết tế, thủ đoạn thực tàn nhẫn. Khạch khạch kiệt, huyết tổ đứng trong biển máu, cười quái dị không thôi, bọn họ có thể trở thành một bộ phận bên trong thân thể bản tổ, nên cảm thấy vinh hạnh. Câu nói này phảng phất như có được một cổ ma lực rót vào trong tại các thành viên huyết điện, để bọn hắn dần dần tỉnh táo lại. Trên mặt hiện ra biểu lộ thấy chết không sờn, chúng ta nguyện phụng hiến huyết dịch cho chủ thượng, chúng ta nguyện phụng hiến huyết dịch cho chủ thượng. Thành viên huyết điện bị dòng máu đỏ bao phủ cùng hô to, sau đó vỡ nát, hóa thành một vũng máu dung nhập vào thân thể huyết tổ. Vân Phi Dương lắc đầu, thật hết cách cứu, huyết tổ vì muốn nắm giữ lực lượng càng mạnh, không tiếc lấy huyết mạch thành viên huyết điện ra đề thăng, thủ đoạn này thật tàn nhẫn, nhưng các tín đồ sùng bái đối với chủ thượng đến cực hạn, có thể không quan tâm sinh tử. Bơ luôn hoảng sợ, cam tâm tình nguyện chờ chết, không thể cứu, thật hết cách cứu. Bành, 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 chỗ vòng xoáy, từng người thành viên huyết điện vỡ nát thành hư vô trong lúc đang rất thành kính, huyết dịch hội tụ vào một chỗ, dũng mãnh lao tới bên trong thân thể huyết tổ, cung cấp cho hắn mang thực lực càng mạnh mẽ. Vù vù, khí lãng táo bạo gào thét mà ra tràn ngập tinh vực, phát ra âm u vô tận. Một lúc sau, toàn bộ mấy chục vạn thành viên huyết điện ở lối vào vòng xoáy vỡ nát. Tuy bọn họ đã chết nhưng huyết dịch đang gia trì trên thân huyết tổ, mang đến thực lực kinh khủng hơn. Vẻ mặt đám người Vân Phi Dương rất nghiêm túc, ngay từ đầu, dựa vào ưu thế nhiều người còn có thể đánh một trận chiến cùng huyết tổ, bây giờ thu lấy càng nhiều máu, thực lực khẳng định tăng mạnh. Bộ vi mệnh truyền âm, đây vẫn chỉ là thu lấy máu võ giả của phụ cận, nếu như đại khai sát giới, sinh linh toàn bộ vũ trụ sẽ đồ thán. Vân Phi Dương nghe vậy, cũng thật sự hiểu, cái gọi hạo kiếp là chỉ huyết tổ, đúng. Huyết tổ thi triển đại huyết tệ thuật xác thực đại biểu cho một trường hạo kiếp, bởi vì trong khu vực dòng máu đỏ bao phủ, hắn có thể tùy tiện mạt sát bất kỳ sinh linh gì bên trong. Đây là tai nạn, không chỉ tác động đến bách tộc, còn sẽ tác động đến vạn vật trong vũ trụ. Khạch khạch kiệt, huyết tổ mở ra hai tay, cảm thụ được lực lượng bản thân đang từng bước đề bạt, nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng. Xoát, Vân Phi Dương phất tay, Long Viêm kiếm xuất hiện tại hư không, cũng tránh thoát xiềng xích, trực tiếp ra khỏi vỏ. Hai tay hắn cầm song kiếm, trầm giọng quát, lên, vù vù, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ quay chung quanh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm hình thành hai thanh cự kiếm chống trời. Cùng lúc đó, hỏa diễm khắp trời hiện ra trong vũ trụ tinh không mấy ngàn loại hỏa diễm đang điên cuồng gào thét. Đây là Đại Nhật Hồng Viêm thuộc đệ tam trọng phần thiên vực cùng tam thiên hỏa diễm, được đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến gia trì, tế ra hai thanh kiếm, cùng nhau vận dụng thần thông và thể chất, đây là bạo phát mạnh nhất trước mắt của Vân Phi Dương. Xoát, xoát, lão tử bất bại phi thân tới, ánh mắt lóe ra lạnh lùng trước đó chưa từng có, quát, nhất vạn nhị thiên kiếm chi cảnh, xoát, xoát, từng đạo kiếm ảnh lạnh lùng xuất hiện trong tinh không ẩn chứa lực lượng cũng đạt đến cực hạn, hắn tu luyện kiếm, tu vi càng cao, lý giải càng sâu, huyễn hóa ra càng nhiều kiếm, tỉ như trước 6.000, 9.000, cùng bây giờ là 1 vạn 2.000, mỗi lần đề bạt, uy lực tăng gấp bội, nhưng cũng sẽ có yêu cầu cực lớn đối bản thân. Sau khi lão tử bất bại thi triển ra nhất vạn nhị thiên kiếm chi cảnh, cánh tay cầm kiếm kịch liệt run rẩy, máu trong cơ thể cũng theo đó mà quay cuồng như tùy thời muốn nổ tung.
cực hạn, đã đến cực hạn của hắn. Một chiêu này, sau khi lĩnh ngộ ra lần đầu, tính giữ lấy để phân cao thấp cùng Vân Phi Dương. Bây giờ đối mặt huyết tổ cường đại, lão tử bất bại chỉ có thể sớm lấy ra. Xoát, bộ vi mệnh ném thừa thiên vào không trung, hai tay hợp lại, nói, yên thiên, vù vù, cây côn đang bay lên biến lớn vô hạn. Cùng lúc đó, trong tinh không vỡ vụn hiện ra hư ảnh to lớn, một thân ảnh to lớn nắm lấy vũ khí trong tay, giống như tôn thần khai thiên tích địa. Đây là ác chủ bài mạnh nhất của bộ vi mệnh, dù so chiều với Vân Phi Dương trong cửu trọng thiên cũng chưa từng bạo phát qua. Vù vù, hai thanh cự kiếm chống trời, một vạn hai ngàn đạo kiếm ảnh cùng người khổng lồ mang theo côn khí, ba loại lực lượng không đồng nhất hiện ra trong tinh không thấu phát khí tức, dù võ giả đứng xa xa quan sát cũng run sợ trong lòng. Thật đáng sợ, ba người bọn hắn còn là người sao? Huyết tổ mạnh bắt nguồn từ việc thu lấy huyết mạch của các thành viên, mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng ba người Vân Phi Dương rõ ràng thuộc về thế hệ trẻ lại bộc phát ra uy lực kinh khủng không hợp với độ tuổi cực, quả thực không thể tưởng tượng được. Lâm Viễn Minh cách gần nhất cảm nhận được ba cổ lực lượng kinh khủng kia, trong ánh mắt lóe lên một tia đan chát, thời đại bây giờ, là thời đại của người trẻ tuổi bọn họ. Vù vù, Lâm Viễn Minh phóng thích tu vi, cả người tràn ngập pháp tắc, đạo ý, người đã từng là truyền kỳ này đứng bên cạnh ba mệnh cách thiên mệnh, tuy có chút không hợp nhau nhưng lóng lánh ánh sáng khác. Bốn tên mộ chủ được Bách Quỷ Dạ Hành gia trì ngưng tụ lực lượng mạnh nhất tiến lên, mục đích bọn họ chỉ có một, dò xét huyết tổ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu sau khi được vô số huyết dịch gia trì hạ. Chết, huyết tổ lạnh lùng quát to, bên trong huyết hải hiện ra bốn đại thủ nắm tới bốn người, hô hô hô, lực lượng cùng uy áp cường thế chấn động thiên địa, xoát, xoát, trong khoảnh khắc, bốn tên mộ chủ bị đại thủ trực tiếp bắt lấy, chỉ nghe một tiếng bánh truyền đến, cùng nhau vỡ nát thành hư vô, không chịu nổi một kích, khạc khạc. Huyết tổ âm u cười quái dị, huyết dịch của nửa bước cấp A, bản tổ muốn. Một giây sau, nụ cười ngưng kết, bởi vì sau khi bốn người thịt nát xương tan, không có chút huyết dịch xuất hiện. Huyết tổ ngạc nhiên, máu đâu? Bốn tên mộ chủ đã chết thật lâu, máu trong cơ thể đã sớm khô cạn, khẳng định không có máu. Hưu, hưu, bốn đạo lưu quang bay ra từ bên trong đại thủ, sau đó dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương. Đó là Bách Quỷ Dạ Hành khống chế thi thể, chúng nó hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Đo được thực lực chân chính của huyết tổ sau khi hấp thu số lớn huyết dịch, trong khoảnh khắc miễu sát bốn tên cường giả nửa bước, cái này quả thật phi thường mạnh, phi thường khủng bố. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Phi Dương đã không còn để ý tới huyết tổ cường hãn, thao túng hai thanh cự kiếm mang theo hỏa diễm đầy trời hung hăng chém xuống, vù vù, những nơi cư kiếm đi qua đều hiện ra kiếm ngân sâu xa, hỏa diễm nóng trực lưu lại bên trong, điên cuồng đốt cháy hết thảy, xoát, xoát, đúng vào lúc này, một vạn hai ngàn đạo kiếm ảnh của lão tử bất bại từ các loại góc độ bay tới, hô, quái vật khổng lồ hiện ra trong vũ trụ cầm thừa thiên trong tay mang theo áp lực trầm trọng đập xuống, ba người công tới không cùng vị trí, lại phối hợp với Lâm Viễn Minh hình thành công kích bốn phía, hoàn toàn không cho huyết tổ bất kỳ cái gì không gian né tránh, lúc này hắn chỉ có thể ngạnh kháng, khạch khạch kiệt, huyết tổ cười quái dị một tiếng, hai tay đột nhiên huy động, chỉ thấy bên trong dòng máu đỏ xuất hiện bốn người khổng lồ toàn thân đỏ thẫm. Chúng nó nện bộ pháp to lớn đi tới, sau đó giơ đại thủ huyết hồng lên phân biệt đánh tới bốn lực lượng cường thể đang oanh xuống, oanh, oanh, bốn tiếng nổ theo nhau mà tới, cự kiếm, kiếm ảnh các lực lượng triệt để bị vỡ nát hư vô, bốn người Vân Phi Dương phản phất như bị đánh sập nhau nhau bạo bay ra ngoài, sau đó phun ra một nguồn máu tươi, huyết tổ cười lạnh, chết đi, khi nói chuyện, thao túng bốn huyết sắc cự nhân đè tới, nhưng, ngay vào lúc này, sắc mặt hắn biến hóa, và một tiếng phun máu, bên trong thân thể truyền đến cảm giác đau nhức từng trận, biến cố vừa xuất hiện cũng liên lụy bốn huyết hồng cự nhân để bọn người Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, thừa cơ thoát khỏi khu vực công kích. Bốn người khổng lồ do huyết hải ngưng kết mang theo uy lực phi thường khủng bố, khiến cho bọn người Vân Phi Dương chật vật không chịu nổi. Nhưng trong lúc công tới, huyết tổ phun ra một nguồn máu, từ đó ảnh hưởng chúng nó, làm hành động hơi trì độn một chút. Bọn người Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, thuận lợi đào thoát khỏi khu vực công kích, nhưng trạng thái cũng không quá lạc quan. Đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít, diệt đi bốn cô thi thể nửa bước, lại kích thương bốn cường giả nửa bước, huyết tổ được máu của mấy chục vạn thành viên gia trì quả nhiên vô cùng kinh khủng, có thể nói, trong vũ trụ này, trừ đại đạo huyền tiên ra, hắn thật đã vô địch, dù ba người mang ba mệnh cách thiên mệnh mà thượng thiên coi trọng cũng khó có thể sánh bằng. Vân Minh Chủ, bộ vi mệnh nói, đại huyết tế thuật tuy nghịch thiên nhưng chung quy có cực hạn, người này cưỡng ép thu lấy quá nhiều máu, khẳng định khó có thể triệt để dung hòa hết thảy. Chúng ta còn có cơ hội, đây cũng là tin tốt duy nhất để Vân Phi Dương cảm thấy vui mừng, dù sao vừa rồi huyết tổ thổ huyết đã nói hắn hiện tại cũng không phải không có kẻ hở. Đáng giận,
Huyết Tổ xóa đi vết máu chỗ khóe miệng, thầm nghĩ, bởi vì bị thương nên rất khó dung hợp triệt để huyết dịch đã hấp thu, không được, trước hết điều dưỡng thương thế tốt lên đã. Nghĩ đến đó, Huyết Tổ lạnh lùng nhìn bốn người một cái rồi hóa thành huyết vụ bay vào huyết hải bí cảnh. Hắn rất muốn giết bốn người này để đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng máu trong cơ thể bài xích bản thân ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh áp chế, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Huyết Tổ bay về phía huyết hải bí cảnh, Vân Phi Dương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không cách nào đuổi theo, bởi vì bốn tôn huyết sắc cự nhân đã cản ở phía trước. Vù vù, chúng nó mang theo lực lượng kinh khủng phân biệt khóa chặt một mục tiêu, sau đó oanh tới. Huyết Tổ rời đi, nhưng lưu lại bốn quái vật khổng lồ, được huyết hải gia trì, có được thực lực cực kỳ cường hãn. Oanh, oanh, bọn người Vân Phi Dương đối kháng một hồi cũng không có chiếm cứ được chút ưu thế nào, lão đảo lui nhanh mấy chục bước. Không được, Bộ Vi Mệnh ngưng trọng nói, thực lực bốn huyết nhân không kém gì chúng ta, vẫn nên rút lui trước lui đi. Soát, Vân Phi Dương trước một bước thi triển đại tốc độ thuật bay về phía tinh không xa xôi, lão tử bất bại cùng Lâm Viễn Minh theo sát phía sau. Bọn họ không phải không muốn chiến mà chính giờ phút này đều bị thương, coi như có thể giết chết bốn huyết nhân cũng phải bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, bốn người Vân Phi Dương hóa thành lưu quang biến mất trong tinh không. Thực lực bốn người khổng lồ cường hãn, nhưng tốc độ chậm hơn, cho nên ý thức được địch nhân đã rút đi, hóa thành máu tươi hòa vào lại huyết hải bàn bạc trên không. Bên ngoài huyết hải bí cảnh, khí tức mang theo thanh thế to lớn theo song phương biến mất mà dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn có không gian vỡ nát, bị loạn lưu quét thổi phát ra âm thanh cùng loại như tiếng khóc. Kết thúc, chiến đấu vừa rồi quá kinh khủng, có thể tận mắt thấy giao thủ như thế, mặc dù chết cũng không tiếc. Võ giả xem chiến hoàn toàn xem nhẹ dòng máu đỏ bao phủ lên đầu, ngược lại có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Bách tộc liên minh tấn công tổng bộ huyết điện lần thứ hai, cuối cùng đều thất bại, minh chủ Vân Phi Dương và mấy cường giả nửa bước bị thương mà chạy. Tin tức như thế trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ cùng nội vực, mọi người vừa cảm thán Huyết Tổ cường thế, vừa nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Dù sao thì huyết hải thủy chung bao phủ tinh không, lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng mình. Có thể nói, sinh linh toàn bộ vũ trụ kinh sợ mỗi ngày, bọn họ sợ trong lúc bất tri bất giác sẽ chết, rồi hóa thành huyết dịch trở thành một bộ bên trong thân thể nhận Huyết Tổ. Có người muốn sống, hoặc bay khỏi nơi ở, hoặc chuyển nhà, kết quả bi kịch phát hiện, dù đi đến nơi nào, dù đi đến tinh vực nào đều có huyết hải, đám võ giả chỉ có thể tuyệt vọng sinh hoạt tại khu vực huyết dịch tràn ngập, mỗi ngày đều cầu khẩn, có người có thể thanh lý bom hẹn giờ trên đầu. Chỉ là, minh chủ bách tộc liên minh cùng đệ nhất truyền kỳ đều bị Huyết Tổ ngược mà chạy mất, trên đời này còn có ai có thể làm được? Viêm Hàn Vực, La Mục và bọn người Vân Lịch cùng nhau thi triển thần thông, hoặc phóng thích vũ kỹ lại không thể loại trừ huyết dịch giữa thương khung, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Me, đây rốt cuộc là thần thông gì, thế mà có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ, cả ngày treo trên đầu, thật khiến lòng người khó chịu. Mấy người rơi trên thành lầu nhìn lấy dòng máu đỏ đuổi đi không rời, chỉ có thể cầu nhau, không cách nào giải quyết vấn đề, cũng không biết trong khoảng thời gian này, thương thế bọn người Phi Dương ca khôi phục như thế nào. La Mục ni non, Vân Lịch suy đoán, chắc vấn đề cũng không lớn, không lớn, không có khả năng. Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh pháp tắc cùng thời gian tạo hóa giới chỉ gia tốc, điều dưỡng trọn vẹn 10 năm mới khôi phục. Bọn người lão tử bất bại, Bộ Vi Mệnh không có vào, giờ phút này còn đang bế quan dưỡng thương trong tổng bộ, muốn khỏi hẳn chí ít cũng phải hơn 10 năm. Nếu như không phải Huyết Tổ rời đi, khả năng mấy người bọn hắn còn sống trở về cũng rất thấp. Ai? Thương thế toàn tốt, Vân Phi Dương không có rời khỏi tạo hóa giới chỉ mà đứng trong phủ thành thiết cốt than thở. Huyết Tổ dựa vào đại huyết tế thuật trở nên cường đại để hắn cảm thấy khó giải quyết trước đó chưa từng có. Lâm Chỉ Khê đi tới, nói, có thể để chàng sầu mi khổ kiểm, thật rất ít gặp. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta đã từng dù đối mặt với bất kể đối thủ như thế nào đều có lòng tin đánh một trận, bây giờ đối mặt Huyết Tổ, lại không có không tự tin, là do đối phương quá mạnh. Lâm Chỉ Khê hỏi, không sai. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Lâm Chỉ Khê vuốt vuốt tóc đen nói, nếu hắn mạnh hơn chàng, sao không ẩn nhẫn tu luyện, chờ trở nên mạnh hơn hắn lại đến phân cao thấp đâu. Vân Phi Dương cũng có nghĩ tới đây, nhưng đại huyết tế thuật tồn tại trong vũ trụ, tùy thời uy hiếp ngàn vạn sinh linh, nếu như mình trốn đi tu luyện, chờ đợi bọn họ khẳng định là tử vong. Huống chi, nếu Huyết Tổ muốn trở nên càng mạnh, hoàn toàn có thể tiếp tục thu lấy huyết dịch, đến lúc đó đột phá đại đạo huyền tiên, mình gặp hắn chắc phải chạy được bao xa thì chạy. Phi Dương, Lâm Chí Khê nói, nếu còn không được thì đi cầu viện quân đi. Viện quân, Vân Phi Dương lắc đầu, trong vũ trụ này còn có người nào có thể chống lại Huyết Tổ? Lâm Chí Khê nhìn hắn, chàng thật quên Thái Vũ vực của Thái Vũ tiền bối. Một câu nói như tiếng chuông cảnh tỉnh trực tiếp đập vào đầu Vân Phi Dương,
để hắn hiểu ra. Đúng thế, còn có Thái Vũ vực. Lâm Chí Khê cười nói, con cháu Thái Vũ tiền bối chắc phải có tồn tại có thể so với đại đạo huyền tiên chứ, mời một người đi theo, diệt huyết tổ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng, đúng, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, huyết tổ quá mạnh, lúc này không thể tìm sự tôn cứu vớt, cũng chỉ có thể đi tìm đời sau của hắn cứu vớt. Huống hồ, đoạn thời gian năm đó ở Thái Vũ vực, hắn phát hiện cổ gia có rất nhiều cường giả, tỉ như cổ bá đạo đã từng dạy bảo mình, bây giờ nghĩ lão cũng là cường giả thâm bất khả trắc. Vân Phi Dương quyết định, đi Thái Vũ vực. Lâm Chỉ Khê chen miệng, chàng tốt nhất đi chân vũ thần vực trước một chuyến. Là sao? Vân Phi Dương không hiểu. Lâm Chí Khê nói, Trầm Tiểu Vũ có quan hệ với Thái Vũ tiền bối, để cho nàng bồi tiếp chàng đi Thái Vũ vực, có lẽ sẽ thuận lợi mời viện quân đến chân vũ thần vực. Vân Phi Dương từ ngoại giới bay vào, đây là lần thứ nhất hắn quay lại sau khi nhận tổ quy tông, đứng giữa thương khung, cảm thụ được muôn vàng thuộc tính và đạo ý, khóe miệng Vân Phi Dương nở nụ cười. Phi Dương thần giới là ngôi nhà thứ nhất của hắn, còn chân vũ thần vực là ngôi nhà thứ hai, dù sao thì mình cũng được sinh ra ở đây, phụ mẫu cũng từng sinh hoạt ở chỗ này, bây giờ lần nữa trở về, nhìn thấy bên trong biến hóa vô cùng lớn, lớn đến nghiêng trời lệch đất, cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ là, nhìn thấy thương khung bị huyết hải do đại huyết tế thuật ngưng tụ bao phủ, Vân Phi Dương nhăn mày, suy nghĩ phải diệt huyết tổ càng thêm mãnh liệt, đây là nhà ta, mỗi ngọn cây cọng cỏ nơi đây đều không phải để cho người khác tàn phá. Soát. Vân Phi Dương hạ mình xuống một tòa thành trì phồn hoa, như khách qua đường đi trên đường phố. Tòa thành trì tùy ý ra vào này đã từng vô cùng bình thường, tu vi thành chủ cũng chỉ là tiên nhân cảnh, về sau nhất thống chính vực, truyền tống trận xuất hiện, mới dần dần cường thịnh. Vân Phi Dương đi trên đường phố, phóng thích tiên niệm, phát hiện trong thành trì nhỏ này, đừng nói tiên nhân, ngay cả tiểu vị tiên vương khắp nơi cũng có thể thấy. Còn về tiên thạch ngưng luyện sự từng được xem là cao cao tại thượng thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Cửa hàng lấy tiên thạch đổi tư nguyên trải rộng khắp nơi trên đường. Ca ca, một thiếu niên đi lướt qua bên người Vân Phi Dương, nhếch miệng cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được mấy ngàn khỏa tinh hạch, nhất định có thể đổi lấy rất nhiều tiên thạch. Người được gọi ca ca đi phía trước, đáp, nếu như không phải Cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân quảng bá rộng rãi tiên thạch ngưng luyện trận, nếu như trước kia, mấy ngàn khỏa tinh hạch của chúng ta, nửa viên tiên thạch đều chưa chắc đổi được. Nghe được bốn chữ Cuồng Ngạo Tiên Đế, trong ánh mắt đệ đệ ánh lên tia sùng bái, ca ca, Cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân đi nơi nào? Tại sao trong nội vực chỉ có truyền thuyết của hắn, lại chưa từng gặp được người? Người ca ca ngẩng đầu nói, ta nghe người khác nói, Cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân đi chinh phục tinh không vũ trụ rộng lớn hơn. Đệ đệ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, vạn phần mong đợi, nói, nếu có một ngày có thể giống như Cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân, nắm giữ năng lực ngao du vũ trụ thật tốt biết bao nhiêu. Cuộc đối thoại của cặp huynh đệ này chỉ là phần nổi trong tòa thành trì. Kỳ thực trong rất nhiều tửu lâu, rất nhiều trà quán, trong lúc rảnh rỗi, võ giả nghị luận, cũng phần lớn đều không thể thiếu câu chuyện về Cuồng Ngạo Tiên Đế. Có thể nói, tín ngưỡng trong lòng thành viên huyết điện là huyết tổ, tín ngưỡng trong lòng chân vũ thần vực chính là Vân Phi Dương. Bởi vì không có nam nhân này, vị diện vẫn phải chịu sự quản lý của cửu đế, vẫn hỗn loạn không chịu nổi, còn về tư nguyên tiên thạch, tốn sức cả đời có khi chỉ mới thu được có mười mấy khỏa. Không nghĩ tới, bọn họ còn nhớ ta. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, hơi hạ cái mũ che màu đen trùm trên đầu xuống, tiếp tục hòa vào trong đám người náo nhiệt. Không bao lâu, hắn đi vào khu vực phồn hoa nhất thành trì. Nơi này có một quảng trường hình tròn, trong sân rộng có một pho tượng đá đứng thẳng. Thạch tượng cao chừng 10 trượng, người khoác chiến giáp, ngửa đầu nhìn lên trời, hai tay đè một thanh kiếm phát ra khí thế khí thôn. Sơn Hà, là ai? Là Cuồng Ngạo Tiên Đế Vân Phi Dương. Quan sát thạch tượng của bản thân, Vân Đại Tiện Thần nhếch miệng cười nói, thật sự rất giống, trên quảng trường tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ xếp bằng trước thạch tượng, như đang cầu nguyện tỏ lòng thành kính. Bọn họ đang làm cái gì? Vân Phi Dương hỏi thăm một người qua đường. Người qua đường cười nói, đang cầu nguyện với Cuồng Ngạo Tiên Đế đại nhân, hy vọng có thể phù hộ bọn họ đột phá tu vi càng cao. Vân Phi Dương kinh ngạc, võ chi đạo dựa vào bản thân tự tu hành, tự mình nỗ lực, ở chỗ này cầu nguyện, thì có thể đột phá tu vi. Người kia cười nói, các hạ không phải võ giả chân vũ thần vực ta. Ây, Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến. Người kia tiếp tục nói, từ sau khi Cuồng Ngạo Tiên Đế thống nhất chân vũ thần vực, võ giả phụng dưỡng hắn thành tín ngưỡng, cho nên mỗi lần trước khi đột phá, đều sẽ tới cúng bái trước thạch tượng, hy vọng có thể thuận lợi đột phá, dần dà thành tập tục. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nhịn không được cười to. Võ đạo dựa vào tự thân, dựa vào nỗ lực, ở chỗ này cầu nguyện thạch tượng của mình phù hộ có thể thuận lợi đột phá, thật sự rất kỳ hoa. Soát, nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang bay tới, là một đôi nam nữ,
Nam ôm ấp một hài đồng có sắc mặt tái nhợt, quỳ trước thạch tượng, bị thương khẩn cầu. Tiên đế chí cao vô thượng, hy vọng ngài có thể phù hộ cho con ta bình an vô sự. Nữ tử cũng quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương thấy thế, khó hiểu hỏi thăm, đây lại là tình huống gì? Người qua đường thương hại nhìn đôi nam nữ kia một chút nói, chỉ cần có bệnh có tai ương, võ giả cũng tới trước thạch tượng tiên đế cầu nguyện. Vân Phi Dương cau mày, đứa bé kia bị thương nặng, không nhanh đưa đi trị liệu, quỳ trước thạch tượng cầu nguyện, đây không phải quá hồ nháo. Các hạ, người qua đường thản nhiên nói, đây là quảng trường của thạch tượng tiên đế, xin hãy khống chế một chút tâm tình của mình, tránh khinh nhờn tín ngưỡng của chúng ta. Âm thanh của Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tín ngưỡng của các ngươi không phải thần tiên, không thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, càng không thể giúp đỡ các ngươi chữa hết bệnh, sùng bái mù quáng là vô tri. Ngươi, người đi đường kia trợn tròn hai mắt, những năm gần đây, hắn chưa thấy qua có người dám ở chân vũ thần vực, dám ở quảng trường tiên đế nghi vấn tín ngưỡng của bọn họ. Soát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ hai chỉ lên thạch tượng, hai đạo lưu quang bay ra, bành một tiếng đánh thạch tượng vỡ nát thành bột mịn. Các võ giả và phu phụ đang cầu khẩn nhìn thấy thạch tượng vỡ nát, sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía nam tử khoác áo đen thần bí. Đáng giận, hắn hủy tín ngưỡng của chúng ta, không thể tha thứ. Soát, soát, soát. Trong khoảnh khắc, võ giả trên quảng trường nhao nhao xông lại, vây quanh Vân Phi Dương ba tầng trong ba tầng ngoài, phẫn nộ không thôi. Người qua đường đứng bên cạnh cũng muốn rách cả mí mắt quát, tặc tử thật lớn mật, dám hủy thạch tượng tiên đế của chúng ta, tội không thể tha. Nhìn về phẫn nộ từ trên mặt mọi người, họ đã xem cuồng ngạo tiên đế như thần linh, không được khinh nhờn, càng không chấp nhận được chuyện có người phá hủy thạch tượng của người. Vân Phi Dương không để ý bọn họ, mà nhẹ nhàng phất tay, thu lấy hài đồng đang trọng thương hôn mê nói, phụ mẫu vô tri sẽ hại một sinh mệnh, con ta. Nhìn nhi tử bị người áo đen bắt cóc, nữ tử nhất thời hoa dung thất sắc, nam tử cả giận nói, trả lại nhi tử cho ta. Soát, Vân Phi Dương đặt tay lên cổ tay hài đồng, vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, thản nhiên nói, trên đời này, chỉ có y thuật và đạo hạnh mới có thể chữa bệnh, dựa vào cầu nguyện nghỉ trị tận gốc, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Một lúc sau, lông mi của hai đồng đang nhíu bỗng giãn ra, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp từ gấp rút chuyển thành sóng yên biển lặng. Chuyện này, thần sắc mọi người ngốc trệ, bọn họ không phải người mù, có thể nhìn ra được, sinh mệnh hài tử đang bị đe dọa đã thoát khỏi hiểm cảnh. Cha, mẹ, không bao lâu, hài đồng mở to mắt, sau đó vững vàng trên mặt đất, từng bước một đi qua. Con ta, đôi nam nữ kia khó tin, đến khi đã ôm nhi tử trong ngực, xác định nó bình yên vô sự, mới ý thức tới được đây không phải mộng, là thật, nhi tử đã khỏi hẳn, thật không thể tin, người áo đen kia chẳng lẽ là cao thủ y đạo. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, tức giận lúc trước cũng tiêu tán không ít, tại bất cứ vị diện nào, cường giả tinh thông y đạo đều sẽ nhận được sự tôn trọng. Một người khách khí chắp tay nói, các hạ là người nào? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, cởi mũ trùm màu đen ra, nói, là tín ngưỡng của các ngươi. Khi tướng mạo hắn dần hiện ra trong tầm mắt, rất nhiều võ giả ở hiện trường phản phất như bị sét đánh, từng người ngây ra như phỗng, đứng nguyên tại chỗ. Gương mặt này, bộ dáng này, là hắn, không sai. Chính là cuồng ngạo tiên đế. Vân Phi Dương, chỉ cần là người của chân vũ thần vực, đều biết Vân Phi Dương, dù chưa thấy qua bản tôn, nhưng cả ngày đều có thể nhìn thấy thạch tượng cao ngất trong thành trì. Có thể nói, bên trong chân vũ thần vực, muốn hỏi người nào nhìn quen mắt nhất, tuyệt đối chính là Vân Phi Dương. Thậm chí có người có tướng mạo tương tự với hắn xuất trong tòa thành trì đã từng gây nên oanh động to lớn. Về sau Vân Vô Ưu biết được việc này, lo lắng có người giả danh phụ thân đi lừa gạt trêu rao bên ngoài, hạ lệnh người bình thường dám giả mạo cùng ngạo tiên đế sẽ giết không tha. Vào hôm nay, trong thành trì vắng vẻ, Vân Phi Dương đội mũ trùm hoàn toàn cho đến khi để lộ ra tướng mạo, biểu hiện trên mặt các võ giả vây bên người đột nhiên ngưng kết, tướng mạo người này giống như đúc với thạch tượng vỡ nát kia, chẳng lẽ, chính là tín ngưỡng của chúng ta, là cuồng ngạo tiên đế Vân Phi Dương. Trước tiên là bọn họ ngờ vực vô căn cứ, mà không phải nhận định 100%, dù sao, chuyện này quá đột ngột, nên khiến bọn hắn khó có thể tin. Tâm tự hài đồng khỏi hẳn thương thế đơn thuần, lôi kéo bàn tay của phụ mẫu, kích động hộ, cha, mẹ. Là cuồng ngạo tiên đế đại nhân, là cuồng ngạo tiên đế đại nhân kìa. Lúc Vân Phi Dương rời khỏi chân vũ thần vực, hắn còn chưa ra đời, nhưng với sự tích ở trước mặt, nghe từ nhỏ đến lớn, cũng xem là thần tượng siêu cấp. Bây giờ gặp nhau, chỉ có cách vài bước, khẳng định kích động, khẳng định mừng rỡ như điên. Cặp phu thê kia cũng mộng, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không dám nghĩ, người cứu nhi tử khỏi bệnh lại chính là cuồng ngạo tiên đế. Phù phù, nam tử kia quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nói,
Tham. Tham kiến tiên đế đại nhân, nữ tử cũng quỳ xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có lẽ do hai người kéo theo, võ giả vốn đang nghi vấn nhau nhau quỳ trên mặt đất, cùng nhau hộ. Tham kiến tiên đế đại nhân, trong thành trì vắng vẻ, thân phận bọn họ cũng rất phổ thông, trước mặt tiên đế chấp chưởng toàn bộ đại vực, khẳng định chỉ có quỳ xuống mới có thể tỏ vẻ tôn kính. Vân Phi Dương phất tay, khí tức cuồn cuộn tràn ngập lao đến đỡ mọi người dậy cùng lúc, nói, kiểu lễ thế tục này, có thể miễn. Tâm thần đám võ giả rung động, lúc đang bị đỡ dậy, bọn họ có thể cảm nhận sâu sắc, một cổ lực lượng bàn bạc bao phủ quanh thân, đừng nói không những bị khống chế đứng lên, coi như tùy ý mặc sát mình cũng là sự việc dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương nói, các ngươi có thể tín ngưỡng ta, có thể sùng bái ta, nhưng không được mù quáng, đừng xem ta là thần, có thể giúp đỡ mọi người tăng cao tu vi, hóa giải tại bệnh. Âm thanh ẩn chứa đế uy gần như truyền vang vọng trong quảng trường, còn truyền vang vọng trong toàn bộ thành trì. Âm thanh này, thành chủ thành trì đang bế quan đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm, là cuồng ngạo tiên đế. Xoát, hắn phá quan mà ra, gấp rút bay tới quảng trường, vô cùng kích động hành lễ. Thành chủ Nguyễn Thành Lý Phi tham kiến tiên đế đại nhân. Võ giả Nguyễn Thành chắc chỉ nghe kể về cuồng ngạo tiên đế, hắn lại may mắn năm đó tận mắt chứng kiến qua từ phía trên màn sáng. Vân Phi Dương nói, hãy giáo hóa võ giả nội thành thật tốt, không được mù quáng sùng bái ta, mà hãy tự mình giải quyết chuyện của bản thân. Tuân lệnh, Lý Phi vội vàng nói. Vân Phi Dương nhìn một chút hài đồng được chính mình cứu chữa, cười nói, tiểu gia hỏa, tư chất ngươi không tệ, hy vọng về sau có thể đạt được thành tựu không tệ. Tiên đế đại nhân, ánh mắt hài đồng kiên định nói, ta nhất định sẽ trở thành đại anh hùng như ngài. Vân Phi Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cười nói, hãy cố gắng nỗ lực. Khi nói chuyện, người biến mất tại nguyên chỗ, biến mất tại Nguyễn Thành, cực tốc bước về phía khu vực trung ương. Đến chân vũ thần vực không phải để thị sát dân tình, mà muốn tìm Trầm Tiểu Vũ, dẫn nàng cùng nhau đi Thái Vũ vực. Trong Nguyễn Thành nho nhỏ, sau khi Vân Phi Dương rời đi, nhất thời nhấc lên một trận rung động mãnh liệt, rất nhiều võ giả chạy đôn chạy đáo bẩm báo tiên đế vừa mới xuất hiện. Không phải chứ, cuồng ngạo tiên đế đến, ta vốn muốn đi quảng trường, kết quả nhà có việc không có đi, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy phong thái của tiên đế. Nghe nói một hài đồng gọi Sở Phong được tiên đế đại nhân cứu chữa, còn từng trước mặt mọi người tán dương tư chất không tệ, về sau thành tựu không thể đoán trước. Lý thành chủ đã nhận đứa bé kia vào phủ thành chủ, bắt đầu tận lực bồi dưỡng, có lẽ sẽ dẫn hắn tham gia cửu vực luận võ. Sau khi chân vũ thần vực được Vân Vô Ưu phát triển có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhận được rất nhiều khen ngợi chính là luận võ cửu vực được tổ chức 2 năm một lần. Đây là một sự kiện cực kỳ lớn của cả vực. Ngày tổ chức, các thiên tài tròn 16 tuổi đến từ cửu vực đều sẽ tề tụ tại cuồng ngạo để thành, sẽ được nhận danh hào thiên tài chiến đấu mạnh nhất. Người thắng trận cuối cùng, không chỉ có thể ở lại cuồng ngạo đế thành, còn sẽ được vài tiên đế bồi dưỡng, cũng sẽ cung cấp tư nguyên võ đạo đếm mãi không hết. Có thể nói, tổ chức cuộc thi này chỉ vì tìm kiếm siêu cấp thiên tài. Năm thứ 32 theo lịch Phi Dương, cuộc thi luận võ cửu vực được tổ chức lần đầu tiên, cho đến hôm nay, trùng hợp là lần tổ chức thứ hai. Vân Phi Dương một đường bay đến, tiến vào cuồng ngạo đế thành, nhìn thấy trên đài luận võ lộ thiên phía ngoài đế cung vậy mà thu hút tới mấy triệu người xem. Trên đài, hai thiếu niên thân đang chiến đấu kịch liệt, khí lãng táo bạo tùy ý có thể đánh vỡ nát bàn đá. Vân Phi Dương không tiếng động thu trí nhớ một người qua đường, biết được đang tổ chức luận võ, rất hứng thú đứng giữa không, trung nhìn xem, hai thiên tài tuổi còn nhỏ, trên sân đấu võ đánh khó phân thắng bại, đến gần thêm một chút, Vân Phi Dương nhìn thấy bóng dáng của bọn họ như nhìn thấy lại chính mình khi xưa, khi đó vô luận ở phàm giới hay tiểu thần giới, tham gia vô số cuộc luận võ thiên tài, cũng thu được không ít chức vô địch. Tuy tu vi không cao nhưng tất cả đối thủ đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, thắng thì thắng, thua là thua. Nhưng từ khi đi vào chân vũ thần vực, bước vào tầng thứ võ đạo càng cao, Vân Phi Dương chưa từng nghị bàn với các thế hệ cùng lứa, đối mặt đều là cường giả tư cách trưởng bối, thắng thua còn đại biểu cho sinh tử, tỷ như huyết tổ huyết điện, nếu như thua, thân nhân, huynh đệ mình, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ thua theo, rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Vân Phi Dương giữ mình giữa thương khung, hy vọng có thể trở lại như trước kia, du tẩu giữa thiên địa, ngẫu nhiên giao phong với thiên tài nơi đó, làm bạn cả đời cùng nữ nhân của mình. Có lẽ loại suy nghĩ này làm cho tâm cảnh hắn lâm vào trạng thái kỳ diệu, khiến cho quanh người hắn tản ra một loại khí tức đặc thù, một loại khí tức như không muốn tranh quyền thế. Nhìn sơ qua, Vân Phi Dương có một chút biến hóa, trên mặt vốn nên sắc bén, bây giờ nhìn lại rất điềm đạm. So với Vân Phi Dương trước kia, cho người ta một loại cảm giác phong mang tất lộ, bây giờ trở nên rất giản dị tự nhiên. Bang, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn,
cho dù đối thủ cực mạnh, Vân Phi Dương ta cũng không thể trốn tránh. Vù vù, một luồng khí tức cuồn cuộn tràn ngập trong thiên địa, tuy nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa sắc bén vô tận. Đây là một kiểu thăng hoa về tâm cảnh, một kiểu biểu hiện càng thêm thành thục. Dưới đài, thiếu niên thiên tài đang giao thủ phát giác được sự khác thường, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng giữa bầu trời. Ông, trong nháy mắt nhìn thấy Vân Phi Dương, hai thiếu niên 16-17 tuổi tựa như bị sét đánh, toàn bộ ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Cuồng Ngạo Tiên Đế, cường giả phía trên đài quan chiến cũng phát hiện, nhao nhao kinh hô. Vân Phi Dương thu hồi khí tức, cười nói, đừng để ý đến ta, các ngươi cứ tiếp tục giao đấu đi. Nhìn thấy hai thiếu niên đang thi đấu khiến cho Vân Phi Dương nhớ tới đã bản thân khi còn nhỏ cũng từng như vậy, nên tâm cảnh có chút thăng hoa, từ sắc bén chuyển thành nội liễm. Đây là kinh nghiệm mà một cường giả cần có để trưởng thành, bởi vì không có người nào mãi mãi dừng lại tuổi niên thiếu, cũng không ai vĩnh viễn như một thanh kiếm sắc bén. Khi tâm cảnh biến hóa, khiến trên người Vân Phi Dương giảm đi cảm giác phong mang tất lộ, trở nên giản dị tự nhiên. Chỉ là, bên trong sự giản dị ấy vẫn mang hơi hướng không chịu thua, tâm không nhận thua, nên trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí tức trong sự giản dị tồn tại sự sắc bén, khiến người ta nhìn không thấu. Trải qua cảm giác không còn chấp niệm với thất tình lục dục, bây giờ từ phong mang chuyển thành nội liễm, tâm cảnh Vân Phi Dương lần lượt đề bạt, mặc dù không cách nào làm cho tu vi tăng vọt, nhưng cũng làm nền móng vững vàng tiến về con đường võ đạo xa hơn trong tương lai. Đại đạo là gì? Không chỉ đơn thuần là võ đạo, cũng không phải đơn thuần nói về kiếm. Nó ra rất phong phú toàn diện, ẩn chứa toàn bộ mọi thứ trong thiên địa vũ trụ, vô luận lúc đầu đi đường nào, cuối cùng cũng sẽ bước vào đại đạo, chỉ là trên đường đi, bất đồng với đạo hắn mà thôi. Hiện tại Vân Phi Dương đang đi theo võ đạo, nhưng tâm cảnh lần lượt trải qua biến hóa, thực ra cũng xem như lĩnh hội không ít. Nói rõ ràng hơn chút, hắn nói với một hắn khác, đó mới là nhân sinh. Đánh mất thất tình lục dục, thế còn gọi nhân sinh sao? Trong lúc hai thiếu niên chiến đấu, nhìn lại bản thân cũng từng như vậy, đồng dạng cũng chính là nhân sinh. Đạo này không có đường tắt, cần từ từ mà đi giữa nhân sinh, chậm rãi lĩnh ngộ, tìm hiểu. Tâm cảnh của Vân Phi Dương có biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất, bên trong thân thể trong lúc vô hình lại phát ra một cổ khí tức giản dị lại cực kỳ sắc bén, nhưng cũng quấy nhiễu trận đấu, kinh động đến hai thiếu niên. Bọn họ dừng lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên từ cổ khí tức đặc thù, liếc mắt nhìn người đang đứng trên bầu trời, nam tử nhìn như tang thương lại mang tinh thần phấn chấn, Cuồng Ngạo Tiên Đế, cường giả phía trên đài quan chiến kinh hô. Một khắc này, vốn dĩ võ trường hơi ồn ào lại trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe tia sáng sùng bái. Hai thiếu niên đang chiến đấu vì danh hào thiên tài giỏi nhất, kích động đến nỗi hô hấp muốn dừng lại, ý thức được khí tức của mình phóng thích ra gián đoạn trận đấu, Vân Phi Dương cười nói, đừng để ý đến ta, các ngươi cứ tiếp tục giao đấu. Lời này như đánh rắm, thân là tín ngưỡng và truyền kỳ trong vực nội, đột nhiên xuất hiện, đổi lại người khác cũng sẽ không còn có tâm tình gì mà chiến đấu. Soát, đúng vào lúc này, Vân Vô Ưu bay ra từ trong đế cung, hưng phấn hô, phụ thân, soát, 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 binh lính thủ vệ trong Cuồng Ngạo để thành cùng nhau chào theo kiểu quần lễ, hướng về thương khung hô, tham kiến thành chủ, võ giả trên đài quan chiến, tu vi thấp hay cao, sau khi thu hồi thần sắc chấn kinh đều hành lễ vội. Tham kiến tiên đế, âm thanh chấp phá thương khung, rất lâu vẫn chưa biến mất. À, Vân Phi Dương có chút cứng nhắc, đây là luận võ cửu vực lần thứ hai, mình vừa tới khiến cho cuộc so tài đã không cách nào có thể tiếp tục. Hưu, đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía dưới nổ bắn ra lao đến, mang theo lực lượng có chút cường thế. Vân Phi Dương đưa một tay ra, một phát bắt được lưu quang bay tới, cười nói, đã lâu không gặp không đến nỗi vừa xuất hiện đã đánh lén chứ. Hù, bên trên cổng thành phía dưới, Trầm Tiểu Vũ vừa xuất thủ u oán lên tiếng, ngươi còn biết đường quay về à? Nữ nhân này vẫn luôn ở lại chân vũ thần vực, mặc dù không còn được như lúc trẻ, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí có thêm vài phần thành thục xinh đẹp so với lúc trước. Ê, Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, chuyện bên ngoài quá nhiều, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Lúc rời đi nội vực, hắn từng nói qua với nàng, chuyến đi này cũng chỉ vài năm, rất nhanh có thể trở về. Kết quả sao? Tính sơ một chút đã trôi qua 20-30 năm. Trầm Tiểu Vũ vẫn luôn mang tư thái ngự tỷ, nhưng cử chỉ hào phóng vừa đủ, nhưng đuôi lông mày đã lập tức nheo lại, tức giận nói, những năm nay, có phải đã quên ta hay không? Không có, Vân Phi Dương nói, dù vẫn luôn chạy đông chạy đáo qua các vực, dù đối kháng với huyết tổ, hắn cũng sẽ không quên nữ nhân này. Thật sao? Ngữ khí của Trầm Tiểu Vũ hòa hoãn không ít, Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói, lần này, ta quay trở về cũng vì nàng. Trầm Tiểu Vũ nói, đang muốn lừa gạt ai? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, tình cảm của nàng và Vân Phi Dương đã không cần che giấu,
thiếu khuyết chính là thời gian dành cho nhau. Đã sớm nghe nói, Trầm cô nương và Vân Tiên đế có quan hệ mập mờ, bây giờ xem ra, truyền ngôn không phải bậy bạ. Chật chật, Vân Tiên đế cưới Cực Quan Tiên đế, lại có Trầm cô nương làm hồng nhan tri kỷ, đúng là diễm phúc tề thiên, trận đấu cửu vực. Thật xin lỗi, võ giả xem chiến ở quảng trường đã không còn để tâm nữa, bọn họ còn đang vui vẻ thảo luận về sinh hoạt cá nhân của Vân Đại Tiện Thần. Khục, Vân Vô Ưu cứng ngắc khục một tiếng, nói, phụ thân, có chuyện gì về đế cung lại bàn, nơi này còn đang tổ chức trận đấu đấy. Vân Phi Dương cười nói, nên thế, khi nói chuyện, phiêu nhiên rơi vào trong cuồng ngạo đế cung, nói, có thể tiếp tục trận đấu. Vân Đại Tiện Thần xuất hiện làm cho cả đế thành sôi trào, nhưng dù vậy, võ giả cũng chỉ có thể đè ép tâm tình kích động, để tiếp tục xem tiếp trận đấu hôm nay. Hai thiếu niên trong trận, sau khi tận mắt thấy thần tượng trong lòng xuất hiện, bộ dáng như đánh gà máu, bộc phát ra chiến ý càng mạnh hơn. Nếu chiến đấu, khẳng định có thắng có bại. Đi qua nửa canh giờ ác chiến, thiếu niên thân mặc trang phục màu tím cuối cùng dựa vào ưu thế nhỏ nhoi giành được chức vô địch cuộc thi tài cửu vực lần thứ hai. Có thể được hắn cho lời bình, hai thiếu niên cuối cùng của trận chung kết khẳng định có chỗ phi phàm. Vân Vô Ưu cười nói, phụ thân, tổ chức luận võ cửu vực cũng là chỉ đang đào móc và phát hiện thiên tài ưu tú hơn, sau đó tiếp tục bồi dưỡng toàn lực. Vân Phi Dương vui mừng gật đầu, phụ thân. Vân Vô Ưu nhìn về phía thương khung, về hướng huyết hải trên kia, nói, đó là cái gì? Làm sao không thể khiến nó tiêu tán? Tâm tình của Vân Phi Dương vốn không tệ, nghe thế sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, nói, đây là một kiếp nạn lớn của vũ trụ, sẽ giết chết vô số sinh linh. Kiếp nạn, Vân Vô Ưu cau mày, khó trách sau khi thứ đồ chơi này xuất hiện, trong lòng ta lại trở nên cực kỳ bất an. Vân Phi Dương nói, nhi tử, cha muốn rời khỏi một khoảng thời gian, chân vũ thần vực này người vẫn phải tiếp tục quản lý. Vân Vô Ưu im lặng, vô luận Phi Dương thần giới hay chân vũ thần vực, hắn sớm đã thành thói quen nhận lấy cục diện rối rắm do phụ thân vứt lại. Luận võ cửu vực lần thứ hai kết thúc mỹ mãn, Vân Phi Dương đã đến, có mặt trong buổi trao giải, bước đến trước mặt 10 thiếu niên thiên tài đang đứng trên đài, nói, thời đại sau này thuộc về các ngươi, nỗ lực tăng tu vi, đừng cho bản đế thất vọng. Vâng, các thiên tài kích động cùng đồng thanh đáp, lại động viên bọn họ vài câu, tự mình trao cho bọn họ không ít chỉ bảo, Vân Phi Dương mới rời khỏi đế cung, tiến về đình viện nơi Trầm Tiểu Vũ ở. Đó là tiểu viện thanh nhã, bên trong trồng rất nhiều loài hoa, tranh nhau đua nở, đẹp không sao tả xiết. Hoa đẹp như thế, cùng với nữ tử xinh đẹp ngồi trong phòng nhỏ. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương đi tới, Trầm Tiểu Vũ vuốt vuốt tóc mai, nói khẽ, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Trầm Tiểu Vũ nói một câu, khiến cho Vân Phi Dương rất cứng ngắc, không có việc gì, da mặt tên này thật dày, hơi điều chỉnh lại, cười nói, không có chuyện thì không thể tìm nàng được à? Trầm Tiểu Vũ nói, dựa vào những gì ta hiểu chàng, không có việc gì thì sẽ không tới. Ê, Vân Phi Dương không phản bác được, không nghĩ tới, nữ nhân này rất hiểu mình. Thật ra, hắn đi đến trong phòng nhỏ nói, ta tới tìm nàng, thật do có một chút việc nhỏ. Hù, Trầm Tiểu Vũ nguyết hắn một cái, ta đã đoán đúng, may mà bộ dáng ngự tỷ, nếu như đổi lại bộ dáng lô ly, khẳng định lại bị bạo tẩu một trận. Sau khi biểu lộ tình cảm với Vân Phi Dương, bộ dáng nữ hài sẽ lại không xuất hiện, vì không cần thiết, cũng không thể lại đi trốn tránh. Tuy Trầm Tiểu Vũ đoán ra tên kia tìm mình có việc, có hơi khó chịu, nhưng vẫn hiểu biết lễ nghĩa nói đi, chuyện gì? Vân Phi Dương nói, đi đến Thái Vũ vực giúp ta. Đi Thái Vũ vực? Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, làm gì? Vân Phi Dương nói, ta gặp địch nhân khó giải quyết, cần mời người nhà họ Cổ đến để giúp đỡ giải quyết. Trầm Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, trên đời này còn có người khó giải quyết nên người đi cầu viện. Vân Phi Dương nói, vũ trụ lớn như vậy, cường giả nhiều như vậy, gặp phải địch nhân không giải quyết được cũng rất bình thường. Không bình thường? Trầm Tiểu Vũ nói, nhưng ngươi là con cưng của trời cao. Nghe được câu này, Vân Phi Dương rất tức giận. Không thể phủ nhận, mệnh cách thiên mệnh chọn lựa rất ưu tú, nhưng sau này biết được đại kiếp từ trong miệng bộ vi mệnh, ý thức được đây giống như một loại trách nhiệm không thể tránh né. Thấy hắn không nói lời nào, Trầm Tiểu Vũ nói, chàng gặp phải địch nhân gì? Vân Phi Dương giải thích sự việc có quan hệ với huyết điện và huyết tổ. Sau khi nàng biết được, nhìn về phía huyết hải tràn ngập trên bầu trời, thì ra thứ này do tên kia phóng xuất ra, trong phạm vi huyết dịch bao phủ, chỉ cần tâm niệm của huyết tổ vừa động, bất cứ sinh linh gì đều sẽ vẫn lạc. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đây là một kiếp nạn cực kỳ lớn, thật nghiêm trọng. Liễu mi của Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu, Vân Phi Dương nói, cho nên ta mới tới tìm nàng, đến Thái Vũ vực giúp ta, mời cường giả Cổ gia ra mặt, giải quyết hết những thứ huyết tổ tạo ra làm hại thương sinh. Trầm Tiểu Vũ nâng cầm lên, nói, đi thì có thể nhưng theo ta được biết được,
Cổ gia sẽ không dễ dàng rời khỏi Thái Vũ vực, càng sẽ không bước chân vào vũ trụ thứ hai. Vũ trụ thứ hai, lần đầu tiên Vân Phi Dương nghe nói đến từ này. Trầm Tiểu Vũ nói, vũ trụ rất rất lớn, cũng có phân chia giống như vực, tỉ như vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thứ hai. Thái Vũ vực của ngoại tầng tổ phụ của ta nằm trong vũ trụ thứ nhất, Chân Vũ thần vực ở vào vũ trụ thứ hai. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, đã có phân chia vũ trụ, vì sao Sự Tôn không ở trong vũ trụ thứ nhất, nhất định phải đến vũ trụ thứ hai, tiến vào Hồng Mông chi cảnh làm gì nhỉ? Trầm Tiểu Vũ nói, ngoại tầng tổ phụ từng nói qua với gia gia, dù thân ở vũ trụ nào điểm cuối sau cùng đều là Hồng Mông chi cảnh, mà cửa vào Hồng Mông chi cảnh ở ngay trong vũ trụ thứ hai, thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, Hồng Mông chi cảnh trong vũ trụ thứ hai, cường giả vũ trụ khác muốn đi vào, khẳng định phải chạy tới đó. Ừm, Trầm Tiểu Vũ nói, nếu như muốn truy cầu cảnh giới võ đạo càng cao, Hồng Mông chi cảnh cứ vạn năm mở ra một lần, tự nhiên sẽ để rất nhiều cường giả ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vân Phi Dương trầm mặc, bản thân cũng có tính toán tiến vào bí cảnh, hơn nữa còn cầm bức tranh Hồng Mông. Nếu như ngày ấy Hồng Mông chi cảnh mở ra, đụng phải đều là cường giả vũ trụ, bị bọn họ phát hiện, sợ phải gặp được không ít phiền, phức, suy nghĩ nhiều, khoảng cách bí cảnh mở ra, vẫn còn sớm. Trước mắt bản thân vẫn còn phải cân nhắc làm sao diệt đi huyết tổ đã. Vân Phi Dương nói, nàng là chất gái bên ngoài của Sự Tôn, đi Thái Vũ vực cũng không mời được cường giả cổ gia sao? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, chưa từng mời qua, có thể thử một chút. Vân Phi Dương nói, lúc này, hắn chỉ có thể ký thác vào trên thân cổ gia, cho nên dù không có hy vọng cũng muốn thử một chút. Trầm Tiểu Vũ nói, được, ta cũng thật muốn đi thăm ngoại tầng tổ mẫu, theo chàng đi một chuyến đến Thái Vũ vực. Vân Phi Dương vui vẻ. Lúc nào xuất phát? Ngay bây giờ. Xoát xoát, hai đạo lưu quang được đại tốc độ thuật gia trì bay ra khỏi Chân Vũ thần vực, bay về hướng về phía đông của vũ trụ vô tận. Năm đó Vân Phi Dương bị Trầm Tiểu Vũ dẫn đến vũ trụ thứ nhất, ngày hôm nay được Trầm Tiểu Vũ giảng giải, tự mình bay qua. Hắn khai hỏa toàn bộ tốc độ, hận không thể lập tức bay đến Thái Vũ vực, dù sao huyết tổ là một mầm họa khổng lồ, phải nhanh chóng tìm được viện quân để diệt trừ. Quy, trên đường, Trầm Tiểu Vũ nói. Chàng đang lo lắng trong khoảng thời gian mình rời đi, gia hỏa gọi huyết tổ kia sẽ ra ngoài làm hại vũ trụ. Vân Phi Dương nói, hắn thu lấy rất nhiều huyết dịch, cần từ 1 đến 2 năm, quá trình dung hợp rất gian nan. Trầm Tiểu Vũ nói, khoảng cách vũ trụ thứ nhất với vũ trụ thứ hai, dựa vào tốc độ bây giờ của chàng, vừa đi vừa về cần 1 đến 2 năm, nếu như trung gian có chậm trễ gì, chờ lúc về đến nơi, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa. Đây, Vân Phi Dương xoắn xuýt. Trầm Tiểu Vũ cười cười nói, như vậy đi, ta giúp chàng làm cho thời gian vũ trụ thứ hai đứng im. Chuyện này nhìn như tùy tiện nói ra, lại làm cho Vân Phi Dương trừng to hai mắt, khó tin bật thốt, làm cho thời gian của vũ trụ dừng lại. Đúng thế, Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, trước khi ngoại tầng tổ phụ của ta tiến vào Hồng Mông chi cảnh, vụng trộm đưa cho ta một lệnh bài thời gian, nói chỉ cần bóp nát, thời gian vũ trụ đó sẽ đình chỉ lại. Thật sao? Miệng của Vân Phi Dương mở rộng, sư tôn ta tài như vậy, một tấm lệnh bài có thể làm cho thời gian vũ trụ dừng lại. Đương nhiên, Trầm Tiểu Vũ biểu môi, nói, ngoại tầng tổ phụ của ta là siêu cấp đại năng thế gian rất hiếm có, đừng nói phong tỏa một vũ trụ, diệt một vũ trụ cũng rất nhẹ nhàng. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, đột nhiên, hắn ý thức được dựa vào tầng thứ bây giờ của mình, lý giải rất hạn chế đối với võ đạo của Sự Tôn. Nhưng, Trầm Tiểu Vũ nói, lệnh bài ẩn chứa lực lượng thời gian có hạn, ngoại tầng tổ phụ nói, chỉ có thể đứng im 3 năm. 3 năm sau sẽ tự động quay trở lại như cũ, 3 năm đã đủ. Vân Phi Dương vội nói, còn chờ cái gì, nhanh lấy ra bóp nát đi. Xoát, Trầm Tiểu Vũ lấy ra một khối lệnh bài phong cách cổ xưa, phía trên toát ra khí tức thời gian hùng hậu, cũng có khắc 4 chữ thời gian đình chỉ. Tuy vật này nhỏ nhưng Vân Phi Dương hoàn toàn không hoài nghi, nếu thứ đồ chơi này nát, khẳng định sẽ bộc phát ra thời gian chi lực vô cùng kinh khủng. Chàng bóp đi, Trầm Tiểu Vũ ném lệnh bài qua cho hắn. Vân Phi Dương vội vàng tiếp được, trong nháy mắt bàn tay chạm đến lệnh bài, cảm thụ được khí tức thời gian càng thêm nồng đậm. Sư tôn tiện nghi của ta, ngươi cũng đã bước đến loại trình độ này, lúc gần đi không có truyền cái gì cho ta, nếu không thì cũng không bó tay bó chân khi gặp kẻ địch mạnh mẽ như bây giờ rồi. Bang, Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài. Kỳ quái là, thời gian chi lực bên trong không bàn bạc hiện lên như trong tưởng tượng, hết thảy bình thường như lúc ban đầu. Khóe miệng của hắn co giật, không phải đồ giả đó chứ, hưu, vừa dứt lời. Bên trong hắc ám vũ trụ, một cặp mắt lóe lên ánh sáng như gợn sóng năng lượng, thuận mặt khuếch tán về phía vũ trụ. Đến, uống rượu nào? Khách sạn trong một vực nào đó, mấy tên võ giả nâng chén, năng lượng ba động khẽ quét qua, duy trì động tác vốn có, két két đứng im. Gió nhỏ bên ngoài,
lá cây, ngay cả mặt hồ dập dờn liên tục cũng bị năng lượng đảo qua sau đó nhao nhao dừng lại. Có thể nói, sau khi Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài, vị trí hắn đứng trong vũ trụ, ngoại trừ chính mình và Trầm Tiểu Vũ, ngay cả hoa cỏ cây cối, hay phi cầm điều thú, đều rất giống một bức họa dừng lại vĩnh hằng. Khi Vân Phi Dương bóp nát lệnh bài, không gian vũ trụ xung quanh vị trí của hắn đứng đột nhiên dừng lại giống như một bức tranh tĩnh lặng vĩnh hằng. Đương nhiên, không bao gồm hắn và Trầm Tiểu Vũ, cũng không bao gồm các bí cảnh tồn tại độc lập. Chỉ là, vũ trụ thứ hai bị cấm chỉ, trừ phi nắm giữ tu vi nghịch thiên, nếu không rất khó xông vào. Giống như huyết hải chi cảnh của huyết tổ, dù lúc này hắn có thể tùy ý đi lại, nhưng thời gian bên ngoài bị cấm chỉ, cũng chỉ giới hạn đi lại ở bên trong bí cảnh, mà không cách nào ra ngoài. Nói đúng hơn, phượng vũ trụ này bị triệt để phong tỏa, có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 năm, 3 năm sau, thời gian đình chỉ sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều sẽ tiếp tục cuộc sống hành động như thường ngày. Cảm thụ được thời gian bị đình chỉ, không có chút khí tức lưu động nào, Vân Phi Dương cả kinh, thật làm được, trực tiếp làm cho thời gian một vũ trụ ngừng lại, thủ đoạn nghịch thiên như thế, ngẫm lại thật làm người ta khó tin. Trầm Tiểu Vũ nói, chỉ có thể đứng im 3 năm. Chúng ta vẫn nên mau chóng tiến về Thái Vũ vực đi. Vân Phi Dương không nói hai lời, thi triển đại tốc độ thuật mang theo nàng cực tốc bay về một vùng vũ trụ khác. Còn về vũ trụ này, tiếp tục bảo trì trạng thái đình chỉ thời gian, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đều dừng lại vĩnh cửu. Năm đó, Vân Phi Dương từng mang theo Lâm Chí Khê và Lương Âm từ vũ trụ thứ hai trở về Thái Vũ vực, bởi vì chưa quen đường cho nên lãng phí không ít thời gian. Bây giờ có Trầm Tiểu Vũ chỉ dẫn, tránh bớt đi rất nhiều đường vòng. Một đường đi về hướng đông, một tháng sau, hai người bay khỏi phạm vi vũ trụ thứ hai, dung nhập phạm vi của vũ trụ thứ nhất, cái này chỉ vừa mới lên đường, bởi vì khoảng cách đến Thái Vũ vực còn một đoạn đường dài đằng đẵng phải đi. Hưu, hưu, hai đạo lưu quang cực tốc bay đi, bay qua từng vực, cuối cùng đi đến trước một hành tinh xanh, Trầm Tiểu Vũ dừng lại, chỉ tinh cầu nói, đây là vị diện ngoại tầng tổ phụ ta đã từng sống qua, gọi là địa cầu. Thật sao? Vân Phi Dương kinh ngạc, cái này cái gọi là cầu, lúc trước hắn trở về từ vũ trụ thứ hai, từng đưa theo Lâm Chí Khê và Lương Âm tiến vào, linh khí bên trong cực thưa thớt, tu vi võ giả cũng vô cùng thấp. Sư tôn có tu vi nghịch thiên, lại từng sống ở vị diện hạ đẳng như thế, thật khó mà tin được. Vân Phi Dương nỉ non, Trầm Tiểu Vũ nói, vị diện này đã từng rất dị thường, về sau dần xuống dốc, sự tích của những cường giả kia cũng dần trở thành một thần thoại truyền thuyết. Hưu, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ địa cầu bay ra, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong vũ trụ. Vân Phi Dương nói, hình như là linh hồn. Không sai, Trầm Tiểu Vũ biết chút đầu, nói, hẳn có may mắn, linh hồn thoát ly sự trói buộc của thiên đạo, tiến về tinh vực, dưới cái nhìn của bọn họ thì cái này được xưng là xuyên, không, xuyên không. Vân Phi Dương cười nói, giống như thật có ý tứ, hưu, hưu, lại có không ít linh hồn lưu quang đột phá hàng rào không gian, bay về bốn phương tám hướng, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nhiều người xuyên không như vậy à? Đúng nha, Trầm Tiểu Vũ nói, tuy bản thân tinh cầu này cực kỳ thấp kém nhưng thừa thải người xuyên Việt, bọn họ bay hướng các vị diện khác, không chừng có người trưởng thành, sẽ trở thành vực chủ. Vực chủ, Vân Phi Dương phất một tay lên, bắt lấy linh hồn bay lướt qua hắn, sau khi đánh cắp trí nhớ đối phương biết được người này tên Quân Mạc Tiếu, bị chết ngoài ý muốn. Linh hồn phổ thông, coi như xuyên không đến các vị diện, không có cơ duyên, không có tư chất, muốn sống sót sợ cũng vô cùng khó khăn. Khi nói chuyện, buông tay ra, mặc cho linh hồn bay về vũ trụ vô tận, vù vù, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang vọt ra từ bên trong tinh cầu, quanh thân hiện ra khí tức cuồn cuộn, đây không phải linh hồn, đây là người. Sau khi hắn xông ra vũ trụ, nhìn xuống địa cầu, nỉ non, rốt cục đột phá, rốt cục có thể từ đô thị ăn chơi trác táng liên chiến vị diện cao hơn, đây là người địa cầu, thân phận là một binh vương của bộ đội đặc chủng thần bí, sau thoái ẩn làm bảo tiêu cho mỹ nữ. Sau đó tu được tâm pháp thượng cổ, một đường từ thấp võ đột phá đến cao võ, nhiều năm tu luyện, các loại phú nhị đại, các loại môn phái ẩn thế, mỗi quốc gia đều bị hắn treo lên đánh một lần, rốt cục quyết định rời khỏi nơi đây, tiến về vị diện cao hơn. Lúc đó, Vân Phi Dương đến tới địa cầu, hắn chỉ vừa mới tu luyện, còn giả bộ làm học sinh ở trường học, treo gẹo từng hoa khôi ở đó. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cười nói, không vào xem. Biết địa cầu là nơi sư tôn đã từng sống qua để hắn có hứng thú, muốn lần thứ hai vào xem một phen. Đừng, Trầm Tiểu Vũ nói, bằng vào tu vi của chúng ta, sau khi tiến vào khẳng định sẽ gây nên bạo động, vẫn nên tiến về Thái Vũ vực đi. Cũng tốt, hai người hóa thành lưu quang bay đi. Binh vương phát giác có khí tức hiện ra, quay đầu nhìn sang, thấy hai người đang ngự không bay đi,
kinh ngạc nói, bọn họ là ai? Có lẽ đột phá một tầng thứ nào đó, lại gặp được có thể hành tẩu ngoài hành tinh, ánh mắt nhất thời xuất hiện chiến ý. Hai vi, hắn ngăn lại đường đi, nói, mời Lưu, Hưu, Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ bay qua bên cạnh hắn, phóng xuất ra khí tức, trong nháy mắt quét hắn bay ra xa vạn dặm. Cái này, Binh Vương ổn định thân thể, nhớ tới khí tức khủng vừa rồi cái, thần sắc sợ hãi, thật đáng sợ, hắn bị đả kích, từ bỏ ý định tiến về vị diện cao hơn, thành thật bay về quê nhà tiếp tục làm một binh vương thủ hộ mỹ nữ tổng giám đốc và hoa khôi. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ lách qua địa cầu, rất mau tiến vào một tinh vực khác, mảnh tinh vực này có không ít vị diện tồn tại, nhưng tầng thứ không cao, võ giả bên trong, tu vi phần lớn ở vào khoảng giữa vũ sư, vũ, vương. Bởi vì không phải du lịch tham quan, Vân Phi Dương không tiến vào, mà tiếp tục đi đường, hy vọng mau chóng đến Thái Vũ vực. Nửa năm sau, hai người bay qua vô số tinh vực, bay qua vô số vị diện, rốt cục đi vào tinh vực Thái Vũ vực. Bởi vì tầng thứ vị diện tăng lên cho nên ngẫu nhiên có thể gặp phải cường giả tu vi phía trên đế trong vũ trụ sao trời. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương nói, sắp đến Thái Vũ vực chưa? Trầm Tiểu Vũ chỉ phía đông, nói, bay thẳng theo vị trí này, chỉ cần vài ngày nữa sẽ đến nơi. Soát, Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ bay đi. Trầm Tiểu Vũ biểu môi, thầm nghĩ, thật không có ý nghĩa. Hai người một đường mà đến, tuy đôi lúc có nói chuyện với nhau, nhưng đa số vẫn là đi đường. Cái này khiến nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị. Vân Đại Tiện Thần cũng thế, cơ hội ở chung tốt như vậy, thế mà không có chút vui vẻ gì, chỉ biết đi đường. Không thể trách hắn, dù sao thời gian đình chỉ có 3 năm, nhất định phải nhanh chóng tiến về Thái Vũ vực cầu viện binh, sau đó giải quyết mầm họa lớn, nhất là huyết tổ. Vài ngày sau, hai người rốt cục đi vào Thái Vũ vực, lần nữa tiến vào vị diện này, cảm thụ được thuộc tính thiên địa bàn bạc, Vân Phi Dương không nhịn được thầm nghĩ. Trước kia sao không cảm thấy thuộc tính ở đây phi thường cường hãn vậy chứ? Năm đó đến Thái Vũ vực, Vân Phi Dương không có ấn tượng quá nhiều đối với thuộc tính thiên địa nơi này, nhưng lần thứ hai đến cảm giác mạnh hơn so với lần trước, không phải mạnh hơn, mà tu vi của hắn cao hơn trước đây. Thuộc tính thiên địa ở Thái Vũ vực không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn nồng đậm trước sau như một. Sở dĩ Vân Phi Dương cảm thấy mạnh là bởi vì tu vi võ đạo được tăng lên, có thể cảm thụ được thuộc tính thiên địa nhiều hơn, như vậy cũng tốt hơn một vũ đồ. Đi vào vị diện cường đại, chỉ có thể cảm nhận được trị số cố định, sau khi tu vi không ngừng tăng lên, trị số hạn mức cao nhất lại không ngừng tăng lên. Lần đầu tới đến Thái Vũ vực, tu vi Vân Phi Dương là đại vị tiên vương, cảm thụ thuộc tính nơi này cũng có hạn, bây giờ đã là cường giả nửa bước, tự nhiên có thể triệt để cảm ngộ toàn diện. Đi thôi, Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đi cổ gia. Ừm, Vân Phi Dương đi theo nàng, bước đi về hướng trung ương nhất của Thái Vũ vực, cổ gia. Tọa lạc ở một mảnh đất non xanh nước biếc trong Thái Vũ vực, khi Vân Phi Dương lần nữa rơi vùng đất rộng rãi trước phủ đệ cổ gia, ánh mắt kiên định nói, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ thành lập một gia tộc, trở thành siêu phàm thoát tục trong mắt thế nhân. Đông đông đông, Trầm Tiểu Vũ gõ cửa, két, cửa lớn mở ra, một thanh niên uể oải đi ra, nói, là ai vậy, sáng sớm đến gõ cửa, ta đây, Trầm Tiểu Vũ nói, người trẻ tuổi nghe được âm thanh này, cả người nháy mắt thanh tĩnh, híp mắt nhìn, kém chút nhảy cẩn lên hô to, là ngươi, ai nha, hắn chật vật chạy về sân, bị ai nói, không tốt, Trầm Tiểu Vũ đến, câu nói này như cục đá rơi trên mặt nước, trong nháy mắt nhấc lên ba động cực lớn trong cổ gia, chỉ thấy những dòng chính đang tu luyện và đang ngủ của cổ gia, hoặc trong nháy mắt biến mất, hoặc trong nháy mắt rời giường biến, mất, thật giống như chuột gặp mèo, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu, cái này, khóe miệng Vân Phi Dương hơi giật. Một khắc này, hắn có thể đoán được, dòng chính cổ gia rất sợ Trầm Tiểu Vũ, không chỉ sợ, mà là hoảng sợ, bởi vì nữ nhân này chỉ cần đi vào cổ gia, tuyệt đối làm sằng làm bậy. Hù, Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, thật vất vả đến cổ gia, không được người nào hoan nghênh, thật không có lễ phép, không có gia giáo, hắc hắc. Đúng vào lúc này, một trung niên xuất hiện trước cửa, cười nói, tiểu nha đầu, cửu lão gia tới đón tiếp người, hắn là Cổ Bá Đạo, năm đó từng chỉ dạy Vân Phi Dương. Cho nên chắp tay nói, Cổ tiền bối, cùng, Cổ Bá Đạo kinh ngạc hỏi, tiểu gia hỏa, sao ngươi lại đến đây? Trầm Tiểu Vũ biểu môi, nói, cổ gia không có hạ cấm lệnh, sao hắn lại không thể đến? Đúng đúng, Cổ Bá Đạo cười nói, có thể đến, huống chi? Trầm Tiểu Vũ tới gần Vân Phi Dương, nói, hắn không phải người ngoài, coi như hạ cấm lệnh, cũng có tư cách đến cổ gia. Cổ Bá Đạo thấy thế, nhất thời hiểu rõ, nha đầu và tiểu gia hỏa này phải có quan hệ không bình thường. Sau đó nhếch miệng cười nói, đừng đứng bên ngoài, mau đi vào. Dòng chính cổ gia thật sợ Trầm Tiểu Vũ, sau khi nàng đi vào,
tập thể núp trong bóng tối, dọa đến không dám thở mạnh. Cửu lão gia, Trầm Tiểu Vũ không có tâm tư đi khi dễ bọn họ, vừa đi vừa nói, nãy nãy ta có ở Cổ gia hay không? Đến ngay đây, Cổ Bá Đạo hồi đáp. Trầm Tiểu Vũ nói, vừa hay ta có chút việc muốn tìm nãy nãy hỗ trợ, đưa ta đi tìm lão nhân gia đi. Cổ Bá Đạo dừng lại, chân thành nói, nha đầu, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, trực tiếp nói với cựu lão gia ngươi là được. Ngươi, Trầm Tiểu Vũ biểu môi, quá yếu. Quanh người Cổ Bá Đạo đột nhiên hiện ra bàn bạc khí thế, sau đó nâng hai cánh tay lên, nghiêm túc nói, nha đầu, không nên xem thường cựu lão gia của ngươi. Vù vù, khí tức tràn ngập, vô cùng cường thế, thần sắc Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ. Là một cường giả nửa bước, lại từng thi triển đại huyết tế thuật giao chiến với huyết tổ, trong nháy mắt phán đoán ra của tiền bối thầu phát khí tức đã đạt tới đại đạo huyền tiên. Không sai, khí tức của Cổ Bá Đạo là đại đạo huyền tiên hàng thật giá thật, chỉ là ngày thường vẫn giấu kín, cho nên nhìn qua đơn giản là đế cấp. A, à, Trầm Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn, ngươi đột phá đến đại đạo huyền tiên từ khi nào vậy? Cổ Bá Đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, nha đầu, cửu lão gia ta sớm đã đột phá, chỉ là một mực điều thấp áp chế tu vi. Trầm Tiểu Vũ cười nói, đã như vậy, người theo chúng ta đi vũ trụ thứ hai đi. Ách, Cổ Bá Đạo thu hồi khí tức, đi vũ trụ thứ hai. Làm gì, giết một người? Trầm Tiểu Vũ nói, không được, không được. Cổ Bá Đạo lắc đầu, trước khi phụ thân đi, từng khuyên bảo ta không cho phép bước chân vào vũ trụ khác. Tâm lý Vân Phi Dương trầm xuống, tiện nghi sư tôn của ta, có phải người biết có một ngày ta sẽ đến Cổ gia cầu viện, cố ý lưu lại lời nói, không cho hắn rời đi hay không? Trầm Tiểu Vũ nói, vì sao? Cổ Bá Đạo ngưng trọng nói, tiểu nha đầu, mỗi vũ trụ đều là tồn tại độc lập, nếu như cường giả vũ trụ khác tùy ý tiến vào sẽ làm nhiều vận hành của thiên đạo, quấy nhiễu thì quấy nhiễu chứ sao? Trầm Tiểu Vũ nói, ngoại tầng tổ phụ không phải cũng từng đi vũ trụ thứ hai, còn từ nơi đó tiến vào hồng mông chi cảnh à? Cổ Bá Đạo lắc đầu, phụ thân đã siêu thoát sự chưởng khống của thiên đạo, tùy ý đi lại trong đại vũ trụ cũng sẽ không tác động đến vận hành của thiên đạo, cửu lão gia của ngươi còn kém xa lắm, một khi tiến vào vũ trụ thứ hai, khẳng định sẽ làm mất cân bằng thiên địa, từ đó để vô số sinh linh chết oan. Trầm Tiểu Vũ nói, nghiêm trọng như vậy, rất nghiêm trọng. Cổ Bá Đạo chân thành nói, Trầm Tiểu Vũ nói, vậy ta vẫn đi tìm nãi nãi đi, bà nhất định có thể ra mặt giúp ta giải quyết hết phiền phức. Cổ Bá Đạo lắc đầu, bà người đang bế quan, chí ít 50 năm nữa mới xuất quan, không phải chứ? Trầm Tiểu Vũ một mặt sụp đổ, trái tim nhỏ Vân Đại Tiện Thần lạnh hơn, cường giả Cổ gia không thể bước chân vào vũ trụ thứ hai, thê tử Trầm tiền bối lại bế quan, lần này chẳng phải mình đến vô ích. Cổ Bá Đạo nói, tiểu nha đầu, nói rõ cho cửu lão gia một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hù, Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái, nói, người không đi với ta, nói cho người cũng không có tác dụng gì. Cổ Bá Đạo nói, tốt xấu gì cũng để cửu lão gia biết được tình huống nha, không chừng có thể cung cấp cho ngươi chút trợ giúp hữu dụng. Vân Phi Dương nói, Cổ tiền bối, chuyện là như thế này, hắn chủ động nói chuyện về huyết tổ, sau khi Cổ Bá Đạo biết được, vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy âm tà chi thuật bao phủ toàn bộ vũ trụ, thủ đoạn này thật tàn nhẫn. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đánh không lại, chỉ có thể đến Cổ gia cầu cứu, hy vọng có thể hỗ trợ tiêu diệt gia hỏa tai họa sinh linh này. Cổ Bá Đạo lắc đầu, chuyện của vũ trụ thứ hai các ngươi, Cổ gia ta không giúp được gì. Vân Phi Dương nản lòng thoái chí, huống chi, Cổ Bá Đạo chân thành nói, gặp địch nhân khó giải quyết đã nghĩ mời trợ thủ, đây không thể nghi ngờ là hành vi của kẻ hèn nhát. Lúc Cổ Bá Đạo nói tới ba chữ kẻ hèn nhát nhìn về phía Vân Phi Dương, hiển nhiên đang nói cho hắn nghe. Trầm Tiểu Vũ nhìn ra, phẫn nộ nói, cửu cửu gia người không giúp thì thôi, vì cái gì còn châm chọc người ta, ta không có châm chọc. Cổ Bá Đạo buông buông tay, nói, ta nói thật. Trầm Tiểu Vũ hung hăng trùng hắn một cái, Phi Dương, não cửu cửu gia không bình thường, đừng chấp nhặt với ngài ấy. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt nói, Tiểu Vũ, cửu cửu gia nói không sai, đánh không lại địch nhân, tìm trợ thủ, là hành vi của kẻ hèn nhát, nhìn đi. Cổ Bá Đạo nói, tự hắn biết được. Trầm Tiểu Vũ giơ tay lên, chỉ nơi xa, thở phì phò nói, cửu cửu gia, người đi nhanh đi, ta không muốn nhìn thấy người nữa. Được, ta đi. Cổ Bá Đạo vội vàng biến mất. Trầm Tiểu Vũ an ủi, Phi Dương, đừng nóng giận, cửu cửu gia thật không có ý gì đâu. Vân Phi Dương không nói một lời, quanh thân phát ra khí tức có chút đồi phế, hắn không có tức giận, chỉ là ảo não với mình không đủ cường đại, chỉ có thể làm kẻ hèn nhát đến cầu viện Cổ gia. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nhìn ra được, hắn hiện tại rất uể oải, cho nên có chút hoảng hốt nói, chàng chở để trong lòng, nha đầu này. Cổ Bá Đạo trốn trong góc thầm nghĩ, thật động tình. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, gian nan mỉm cười, nói,
ta không có để trong lòng. Trầm Tiểu Vũ nói, Cổ gia giúp không được gì, ta dẫn người đi Túc Sa vực tìm ngoại tầng tổ mẫu, bà cố ngoại, nàng khẳng định có biện pháp. Ngoại tầng tổ mẫu nàng nói là một trong những thế tử của Thái Vũ, mẫu thân của Cổ Tâm Di, nữ hoàng Túc Sa tộc, Túc Sa U Nhiên. Bởi vì thân phận nữ hoàng, Túc Sa U Nhiên rất ít ở lại Cổ gia, phần lớn tại Túc Sa vực quản lý tộc quần. Vân Phi Dương lắc đầu, ta nên trở về. Hắn từ bỏ ý định tìm kiếm trợ thủ, mà quyết định trở về vũ trụ thứ hai, tự nỗ lực, chiến thắng huyết tổ. Trầm Tiểu Vũ biết, hắn bị ba chữ kẻ hèn nhát kích thích, tức giận nói, cửu cửu gia quá khi dễ người đi. Tiểu nha đầu, tiếng của Cổ Bá Đạo truyền đến, một tên cường giả gặp phải ngăn trở, đầu tiên nghĩ là nên ứng đối ra sao, mà không phải ký thác hy vọng vào người khác. Trầm Tiểu Vũ thở phì phò nói, không giúp đỡ cũng coi như thôi, còn nhất định phải thêm phiền. Nói xong, chủ động lôi kéo tay Vân Phi Dương, nói, đi, chúng ta không cầu Cổ gia, chúng ta đi Túc Sa vực. Vân Phi Dương lắc đầu, ta muốn về vũ trụ thứ hai tu luyện, sau đó tự mình chiến thắng huyết tổ. Cổ Bá Đạo hiện thân, nói, tiểu gia hỏa, huyết tổ có thể sử dụng huyết dịch tăng cao tu vi, ngươi coi như có cố gắng thế nào, trong thời gian ngắn cũng không thể phá bỏ chênh lệch. A a, Trầm Tiểu Vũ muốn điên, cầu hắn hỗ trợ, đầu tiên châm chọc một phen, bây giờ lại đã kích, cửu cửu gia a. Trầm Tiểu Vũ hận không thể dùng lửa giận trong mắt phun Cổ Bá Đạo ra Thái Vũ vực. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, coi như làm không được, cũng muốn nếm thử, bởi vì Vân Phi Dương ta xưa nay sẽ không chịu thua. Nói xong, quay người rời đi. Hắn muốn về vũ trụ thứ hai, dù không có bất cứ hy vọng nào, cũng muốn sử dụng tạo hóa giới chỉ mau chóng đề bạc, đánh cược lần cuối. Cửu cửu gia, Trầm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta. Nói, vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương. Cổ Bá Đạo đánh một cái lạnh run, hộ, tiểu gia hỏa, đã đi vào Thái Vũ vực, cứ đi như vậy, thời gian vừa đi vừa về thật lãng phí, không có cách nào, lãng phí thì lãng phí. Vân Phi Dương tiếp tục đi ra khỏi Cổ gia, Trầm Tiểu Vũ còn ở phía sau khuyên nhủ, huyết tổ quá mạnh, chàng nên theo ta đi tìm ngoại tầng tổ mẫu đi. Ai? Cổ Bá Đạo thở dài một hơi, tiểu nha đầu thật quá quan tâm tên kia, cũng được, cũng được. Hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người hai người, nói, đã ngươi cố tình phải dùng thực lực chính mình đánh bại đối thủ, không bằng lưu tại Cổ gia tu luyện một đoạn thời gian đi. Giác, Vân Phi Dương ngừng chân, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Đúng thế, thay vì trở về vũ trụ thứ hai, sao không ở lại Cổ gia tu luyện? Thiên địa thuộc tính cùng đạo ý nơi này hoàn toàn không kém gì tạo hóa giới chỉ, còn có cửu thiên liên hoàng đại trận. Quan trọng hơn, Cổ tiền bối là đại đạo huyền tiên, nếu như có thể được hắn chỉ điểm, khẳng định phải nhanh so với chính mình đơn độc tu hành. Đúng đúng đúng. Trầm Tiểu Vũ nói, chàng có thể ở chỗ này tu luyện, mà kho Cổ gia còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, chàng có thể tùy ý dùng. Nghe được câu này, con mắt Vân Phi Dương càng sáng hơn, Cổ Bá Đạo thì co giật khóe miệng, phủ khố của Cổ gia ta, cho một ngoại như hắn nhân tùy ý dùng, không còn gì để nói mà. Làm sao? Trầm Tiểu Vũ lệch ra cái đầu nhìn qua, hỏi, cửu cửu gia không vui, ánh mắt này, âm thanh này vô cùng băng lãnh âm u, dòng chính Cổ gia núp trong bóng tối bị dọa đến từng người rùng mình, từng ực. Cổ Bá Đạo nuốt một ngụm nước bọt, hết sức tươi cười nói, vui lòng, vô cùng vui lòng, hù. Trầm Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt dọa người khác sợ, kéo tay Vân Phi Dương, nở nụ cười xinh đẹp nói, đi, ta dẫn chàng đi phủ khố, thiên tài địa bảo bên trong, chàng tùy ý chọn, tùy ý dùng. Nha đầu, Cổ Bá Đạo vội vàng cản lại, tiểu tử này không phải người Cổ gia, dẫn hắn đi phủ khổ, nếu như đại cứu gia biết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nghe đến đại cứu gia, trong mắt Trầm Tiểu Vũ xuất hiện vẻ kiên kỵ, đại cửu gia là con trai trưởng của Thái Vũ, gia chủ Cổ gia đương thời, từ trước đến nay lấy nghiêm khắc làm danh xưng, dù tiểu ma đầu không sợ trời không sợ đất như nàng gặp cũng sợ hãi, đại cửu gia không có bế quan sao? Trầm Tiểu Vũ yếu ớt hỏi, Cổ Bá Đạo nhỏ giọng nói, hắn đã xuất quan, mày liễu Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu, đại cửu gia ở đây, không có bất cứ hy vọng nào dẫn hắn tiến vào nhà kho, đúng thế, Cổ Bá Đạo nhỏ giọng nói, đại ca hắn quá nghiêm túc, người không có quan hệ gì với Cổ gia thì không cho phép bước chân nhà kho. Mày liễu Trầm Tiểu Vũ nhắn càng chặt hơn, trừ phi, Cổ Bá Đạo nhấp nhả hai chữ, Trầm Tiểu Vũ vội nói, trừ phi cái gì? Người mau nói đi, Cổ Bá Đạo do dự một lát, nói, trừ phi. Các ngươi kết làm phu thê, hắn sẽ có tư cách tiến vào nhà kho. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đúng thế, Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu một cái, nói, ngoại tầng tổ phụ từng nói qua, ta chảy xuôi dòng máu Cổ gia, sau này tìm được hôn phu, vậy hắn cũng coi như một nửa người Cổ gia. Cổ Bá Đạo cười nói, gia gia ngươi cũng nhờ lấy bà người mới có tư cách tùy ý xem các loại võ công bí tịch, vô số tư nguyên tùy ý hưởng dụng, không tệ.
Trầm Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, chúng ta thành hôn đi. A, à, Vân Phi Dương ngây ra như phỏng, Cổ Bá Đạo cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ tới, tiểu nha đầu lại chủ động nhắc tới thành hôn, đây cũng quá không bị cản trở rồi. Trầm Tiểu Vũ có cảm tình với Vân Phi Dương, vừa rồi Cổ Bá Đạo cố ý châm chọc khiến cho nàng lo lắng cho hắn đến mất bình tĩnh thì có thể nhìn ra, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, một cô gái lại không bị cản trở nói ra câu, chúng ta thành hôn đi. Thực ra, Trầm Tiểu Vũ nói cưới, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là để Vân Phi Dương có tư cách tiến vào bảo khố Cổ gia, thu được càng nhiều tư nguyên dùng cho tu luyện. Nếu như đổi lại một trường hợp khác, chỉ sợ rất khó nói ra lời nói không bị cản trở như thế. Ai? Cổ Bá Đạo thở dài trong lòng. Tiểu nha đầu này vì trợ giúp tiểu tử kia mà quên luôn rụt rè mà một cô gái cần phải muốn. Tiểu Vũ, cảm ơn nàng. Vân Phi Dương cảm động, nói, bất quá, thành hôn vẫn quên đi, chỉ cần ở lại Cổ gia, không có tư nguyên ta cũng có thể trở nên càng mạnh. Trầm Tiểu Vũ có chút thất lạc nói, chàng cự tuyệt. Vân Phi Dương trầm mặt. Trầm Tiểu Vũ nói tiếp, vẫn để tâm ngoại tằng tổ phụ ta là sự tôn của chàng. Nói đến điều này, nàng là ngoại tằng tôn nữ của Thái Vũ, Vân Phi Dương là đồ đệ Thái Vũ, bàn về bối phận thì cùng thế hệ với Trầm Hạo, nếu như cưới Trầm Tiểu Vũ, bối phận sẽ loạn. Lúc còn ở Đại Lục, Vân Phi Dương có thể bơ đi quan hệ thầy trò với Bảo Ly, hùng hùng nói sẽ cưới nàng, nhưng đối mặt Trầm Tiểu Vũ, lại khó làm ra việc này. Dù sao nếu bị sự tôn, Trầm tiền bối biết được, không chừng sẽ cầm đao truy sát mình. Trầm Tiểu Vũ biểu môi, chúng ta là võ giả, thọ nguyên động một tí ngàn năm vạn năm, nếu như để ý bối phận, bảo thủ cỡ nào nha. Cổ Bá Đạo tán đồng, thọ nguyên võ giả cao hơn phàm nhân nhiều, chỉ cần không có liên quan đến máu mủ ruột thịt, có thể không cần để ý tới luân lý thế tục. Vân Phi Dương làm sao không hiểu đạo lý kia, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước thì phi thường khó khăn. Thấy hắn còn đang do dự, Trầm Tiểu Vũ nói, ta cũng không phải không gả ra được, người đã không vui, vậy thì thôi. Hừ. Nói xong, hất đầu ngạo kiều rời đi. Vân Phi Dương có chút mộng, Cổ Bá Đạo còn theo sát đi tới, một tay khoác lên bả vai hắn, giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu gia hỏa, dám cự tuyệt tiểu ma nữ này, can đảm lắm, can đảm lắm. Ây, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nhìn bóng lưng uyển chuyển rời đi, trong lòng hơi có chua xót thầm nghĩ, nàng tức giận sao? Vân Phi Dương tạm thời ở lại Cổ gia, bởi vì thân phận người ngoài, chỉ có thể hành tẩu trong khu vực có hạn, ở đã quen thuộc chưa? Ngày thứ hai, Trầm Tiểu Vũ tới, nàng mặc một bộ áo trắng như tiên tử xuất trần, bởi vì sự việc hôm qua, Vân Phi Dương rất có vài phần áy náy, nói, quen thuộc, thời gian đình chỉ còn hơn 2 năm thì giải trừ, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, Trầm Tiểu Vũ nói, nàng thủy chung cười nói như quên đi sự việc phát sinh ngày hôm qua, nhưng Vân Phi Dương lại cảm giác được, nữ nhân này duy trì khoảng cách nhất định với mình, tựa hồ tận lực xa lánh, Tiểu Vũ, hắn có chút xin lỗi nói, chuyện hôm qua. Trầm Tiểu Vũ cắt ngang lời hắn, đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa, Vân Thúc vẫn nên đưa mắt hướng đến tương lai đi. Vân Phi Dương không nói, cô nàng đã thật lâu không có xưng mình là Vân Thúc, xem ra hẳn đang cố ý xa lánh. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay, Vân Thúc, ta đi trước, có chỗ nào cảm thấy không hiểu có thể đi thỉnh giáo cửu cửu gia. Ây, từng, Vân Phi Dương đáp, Trầm Tiểu Vũ rời đi, chỉ là vừa đi ra đình viện, nụ cười trên mặt liền bị ưu thương thay thế, nàng đưa tay đặt lên ngực, thầm nghĩ, trái tim thật đau. Hô, bên trong gian phòng, Vân Phi Dương hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình hơi có vẻ bực bội, nói, bây giờ không phải thời điểm cân nhắc nhi nữ tư tình, vẫn nhanh tu luyện thôi, Cổ gia không thể hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên Vân Phi Dương bắt đầu kế hoạch nên như thế nào để thăng lực lượng bên trong thời gian có hạn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 2 đường có thể đi, Vân Phi Dương nói, 1, trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp đệ lục biến, 2, đem hội đại thiên mệnh thuật. Nếu như so sánh cảnh giới đơn thuần, hắn ngược lại không quá kiên kỵ huyết tổ, dù sao có tạo hóa giới chỉ, vẫn có thể mạnh lên trong thời gian ngắn. Nhưng trọng yếu một điểm, tên kia thi triển thần thông đại huyết tế thuật, có thể thu lấy huyết dịch sinh linh để đề bạt vô hạn. Muốn chiến thắng, nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, lấy lực lượng tuyệt đối đánh nát, không cho hắn cơ hội mạnh hơn. Muốn làm đến điểm ấy, đầu tiên phải có đại sát chiêu, đại hồn huyết mạch bí pháp đệ lục biến không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp. Còn về đại thiên mệnh thuật, Vân Phi Dương chỉ suy nghĩ một chút nhưng không ôm hy vọng quá lớn. Loại thần thông mạnh nhất này, không phải tư chất cao thì có thể dựa vào thời gian lĩnh ngộ, còn phải có đại cơ duyên. Nghe Thái trưởng lão nói, đại hồn huyết mạch bí pháp đệ lục biến cũng không tồn tại, lại nên như thế nào lĩnh hội đây? Tính toán, vẫn trước đi hỏi cổ tiền bối một chút, có thể lại tiến vào cửu thiên liên hoàng đại trận hay không? Vân Phi Dương tìm tới Cổ Bá Đạo, nói ra ý kiến của mình. Cổ Bá Đạo nâng cầm lên, nói,
ngươi từng tiến vào một lần, không có tư cách lại đi vào nữa. Tâm Vân Phi Dương lạnh, Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận của Sự Tôn mạnh hơn Vô Địch Cửu Trọng trận của mình quá nhiều, không thể đi vào tu luyện một phen, thật sự tiếc nuối. Bất quá, Cổ Bá Đạo nghĩ một lát nói, nha đầu Tiểu Vũ kia quỳ gối bên ngoài thư phòng đại ca ta một ngày một đêm để xin cho ngươi tư cách có thể lần nữa tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận. Vân Phi Dương khẽ giật mình, Tiểu Vũ quỳ một ngày một đêm, trái tim Vân Phi Dương không khỏi truyền đến một trận thống khổ, hỏi, Cổ tiền bối, Tiểu Vũ bây giờ ở đâu? Cổ Bá Đạo lắc đầu nói, đại ca ta quá gần bướng, tuy đáp ứng để người lần thứ hai tiến vào nhưng vẫn phạt Tiểu Vũ đi diện bích nha diện bích, vì chính đi quỳ cầu Cổ gia gia chủ, bây giờ lại đi diện tích, Vân Phi Dương thật không thể tiếp nhận, nói, diện tích nhai ở chỗ nào, ta muốn đi tìm nàng. Cổ Bá Đạo xuất ra một phong thư, nói, lúc tiểu nha đầu gần đi lưu cho ngươi một phong thư. Vân Phi Dương tiếp nhận thư, tiên niệm phóng thích liền thấy chữ viết phía trên, đại cửu gia cho rằng ta nhận tình quá sâu, phạt ta đi diện bích hối lỗi 2 năm, 2 năm sau chúng ta gặp lại, nhớ lấy, đừng tới tìm ta, nên, lấy tu luyện làm trọng. Soát, Vân Phi Dương nắm chặt phong thư, vạn phần tự trách, Tiểu Vũ, là ta liên lụy nàng, là ta sai. Cổ Bá Đạo vỗ vỗ bả vai hắn, cảm tình giữa nam nữ, không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không. Tiểu Vũ nguyện ý nỗ lực vì ngươi, có đáng giá hay không phải là việc của nàng, không quan hệ đến ngươi đúng hay sai. Có thể nói ra lời như thế có thể thấy, Cổ Bá Đạo cũng là chuyên gia trên phương diện tình cảm. Chuyên gia em gái ngươi, ca hiện nay đã lớn tuổi nhưng tối vẫn nằm không đây này. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói, ta nhất định sẽ trân quý cơ hội nàng dành cho ta lần này. Soát, dứt lời, cất bước đi về hướng Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận như thật như ảo. Diện bích nhai, Trầm Tiểu Vũ quỳ gối trước thạch tượng, chắp tay trước ngực, thành kính nói, ngoại tằng tổ phụ, hy vọng ngài có thể phù hộ hắn trở nên càng mạnh, không phải vậy, trong tay bỗng dưng có thêm một cây đại chù y, nói, ta sẽ nện thạch tượng của ngài. Thạch tượng lập tức sạm mặt lại. Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận, một loại trận pháp Thái Vũ sáng tạo cải tiến, bên trong chia làm tầng chính, mỗi tầng đều có công hiệu khác biệt, chính là thánh địa cho võ giả tu luyện. Năm đó, tu vi Vân Phi Dương hoàn toàn biến mất liền dựa vào cấm trận. Trong 50 năm nhất cử từ con số không đột phá đến đại vị tiên vương, cũng lĩnh ngộ không ít thiên địa pháp tắc. Soát, cất bước đi vào, đưa thân vào trong tầng thứ nhất, vù vù, thiên địa thuộc tính nồng đậm bàn bạc tràn ngập lao đến, bên trong ẩn chứa đạo ý hùng hậu. Vân Phi Dương nỉ non, thuộc tính cùng đạo ý bên trong cấm trận mạnh hơn so với lần trước vào rất nhiều. Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận biến hóa theo tu vi võ giả, cảnh giới cao, cảm nhận được thuộc tính càng mạnh. Cổ gia cũng nhờ có cấm trận dạng này tồn tại mới có thể bảo trì phồn vinh hưng thịnh bên trong vô tận năm tháng, hậu bối cường giả tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, cái gọi phồn vinh hưng thịnh là chỉ thực lực chỉnh thể. Trong toàn bộ cổ gia, như con gái Thái Vũ, bởi vì huyết mạch truyền thừa, cảnh giới đến đỉnh phong. Nhưng càng về sau, dòng chính càng bình thường. Đây là quy luật của thiên địa, không thể nghịch chuyển. Nhưng không bao gồm một đời nào đó sẽ có thiên tài kế thừa huyết mạch càng cao của tiền bối xuất hiện. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hắn muốn sử dụng tốt hoàn cảnh tu luyện để cường hóa thuộc tính cùng đạo ý trong cơ thể mình một phen. Ngoại giới, Cổ Bá Đạo ngồi xổm bên trên thạch đầu, nói, đại ca, không thể cho hắn chút đãi ngộ đặc biệt à, để hắn lần thứ hai tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàng đại trận đã là đãi ngộ đặc biệt. Một trung niên khoác áo trắng, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng, hắn gọi Cổ Lâm, con trai trưởng Thái Vũ, gia chủ Cổ gia đương thời. Trong mắt dòng chính Cổ gia, tên này rất nghiêm túc, cứng nhắc. Cho nên vô cùng e ngại, ngay cả Trầm Tiểu Vũ, trước mặt đại cửu gia cũng sẽ biểu hiện rất ngoan ngoãn, rất thục nữ. Ai? Cổ Bá Đạo lắc đầu. Đại ca, ngươi trước kia đâu có như vậy, sao mà sau khi tiếp đảm nhiệm gia chủ thì trở nên bất cận nhân tình thế đây? Cổ Lâm chân thành nói, khi trách nhiệm rơi vào đầu ngươi, ngươi cũng sẽ thay đổi. Nếu Vân Vô Ưu nghe được lời này, khẳng định 10.000 đồng ý. Phải biết, tính cách con trai của Vân Phi Dương không khác gì hắn, nhưng về sau quản lý Phi Dương thần giới, Chân Vũ thần vực liền bắt đầu trở nên ổn trọng, bởi vì, đã ngồi ở vị trí này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nhất định phải phụ trách, không tại vị không mưu chính, tại vị mưu chính rồi thì nhất định phải tận chức tận trách, ta không hiểu. Cổ Bá Đạo gãi gãi đầu, nói, nhưng ta biết, tiểu nha đầu rất để ý hắn, nếu như cổ gia chúng ta không thể trợ giúp, nàng sẽ rất thương tâm. Cổ Lâm trầm mặt, tuy mặt ngoài nghiêm túc, thực ra vẫn rất thương yêu Trầm Tiểu Vũ, dù sao cũng là cháu gái của muội muội, huống chi. Cổ Bá Đạo lại nói, tiểu gia hỏa là đồ nhi của phụ thân, giúp một chút hắn cũng không phải giúp ngoại nhân. Cổ Lâm nâng cằm, tự hồ bị thuyết phục, ta chỉ có thể giúp hắn gia tốc thời gian bên trong cấm trận đến vạn lần. Nếu như Vân Đại Tiện Thần nghe được, chỉ sợ sẽ bị dọa mà nhảy dựng lên.
Tạo hóa giới chỉ của hắn cũng mới có 2000 lần thời gian gia tốc, 1000 lần. Không dám nghĩ, Cổ Bá Đạo nhếch miệng cười nói, ta biết đại ca không phải người máu lạnh vô tình, đệ đệ trước thay tiểu vũ cảm ơn. Cổ Lâm đưa tay nhẹ nhàng huy động, một đạo lưu quang dung nhập vào bên trong cấm trận, thay đổi một ít văn tuyến. Vân Phi Dương đang tu luyện trong tầng thứ nhất, hình như có phát giác, nỉ non, hình như thời gian lưu tốc thay đổi, hắn có dự cảm nhưng không cách nào thăm dò, cũng không để ý, tiếp tục thu lấy thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, gấp 1000 lần là khái niệm gì? Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương tu luyện bên trong Cửu Thiên Liên Hoàng Đại Trận một ngày, kỳ thực đã tu luyện 10000 ngày, thời gian đình chỉ còn có hơn 2 năm sẽ biến mất, giả thiết rằng hắn sẽ tu luyện ở bên trong 2 năm, như vậy thì tương đương với việc tu luyện 20000 năm trong đại trận, rất khủng bố, rất đáng sợ. Nếu như đổi lại một người bình thường, dù không có tu vi gì, một mực tu luyện trong đại trận, 20000 năm trôi qua cũng có thể thành tựu tầng thứ rất cao, nhưng Vân Phi Dương khác biệt, hắn đã đạt đến tầng thứ nửa bước, tuy khoảng cách đến đại đạo huyền tiên chỉ còn một bước, nhưng nếu như không lý giải võ đạo vô cùng sâu, coi như 100000 năm cũng chưa chắc đột phá, không thấy những nửa bước cường giả như Hồng Đạo Tử à. Ai không phải tu luyện thật lâu trong vô tận năm tháng nhưng thủy chung không cách nào chạm đến cấp độ kia. Tiểu tử, Cổ Bá Đạo nói nhỏ, đại ca ta cho ngươi vạn lần thời gian gia tốc, có thể có thu hoạch hay không thì xem năng lực của chính ngươi. Thời gian trôi qua, không biết mệt mỏi, Vân Phi Dương đặt mình vào Cửu Thiên Liên Hoàng Đại Trận tầng thứ nhất, phản phất như lão tăng nhập định, một mực lĩnh hội, quanh thân hội tụ thuộc tính cùng đạo ý, cũng không biết qua bao lâu, khi hắn mở to hai mắt, khí thế cuồn cuộn mênh mông gào thét mà ra phản phất như hung thủ viễn cổ ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Lần này lĩnh hội, Vân Phi Dương dùng ngàn năm, tuy lĩnh ngộ thuộc tính cùng đạo ý càng sâu, nhưng thực lực đề bạt có hạn, lấy tầng thứ hiện tại, vẫn không cách nào chiến thắng huyết tổ. Vân Phi Dương đứng lên, đạp vào trận pháp thông tầng thứ hai, bắt đầu tiếp nhận ma luyện các hạng ý chí. Một năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, thời gian trôi qua, khi Vân Phi Dương đi ra tầng 2, bước vào tầng thứ 3, lại qua ngàn năm, tu luyện 2000 năm, quanh người hắn thấu khí ra tức càng thêm hùng hậu nhưng thủy chung vẫn tại tầng thứ nửa bước, khó có đề có bạc thực chất, tầng 3, tầng 4, tầng 5, 6 tầng, từng tầng từng tầng, khi Vân Phi Dương đạp vào tầng thứ 8, đặt mình vào không gian hội tụ thiên địa pháp tắc, thời gian đã qua đi 7000 năm. Đây là lần bế quan tu luyện dài nhất từ khi hắn tự trọng sinh đến nay, trong lúc đó không đổi qua y phục, cũng không có rửa mặt, cả, người như lão giả trải qua năm tháng tang thương, thực lực đề bạt như thế nào? Theo Vân Phi Dương phán đoán, đi qua một phen bế quan tu luyện, tu vi mình bây giờ chắc có thể phân cao thấp cùng huyết tổ trước đó, trải qua 7000 năm, lại có đại trận gia trì, mới từ ở vào khoảng bước 1 đạt tới bước 1, có thể thấy được đề bạt trong tầng thứ, nửa bước đại đạo huyền tiên chậm rãi như thế nào? Huyết tổ có đại huyết tế thuật gia trì, ta và bọn người lão tử bất bại liên thủ cũng rất khó đánh bại, coi như bây giờ có thực lực bằng với hắn trước kia cũng rất khó thắng, không đủ mạnh, không đủ mạnh. Vân Phi Dương bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hy vọng đề bạt sau cùng, đương nhiên, đề bạt này khẳng định có hạn, cho nên, lúc tham ngộ pháp tắc, phân tâm lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp đệ lục biến, mấy ngàn năm nay, hắn một mực thăm dò, nhưng không biết sao, vô luận biến báo như thế nào đều không đột phá được manh mối nào. Thậm chí hoài nghi, đúng như Vân Vực Thái trưởng lão nói, đệ lục biến căn bản không tồn tại, đã có đệ lục biến, thì tất nhiên tồn tại, ánh mắt Vân Phi Dương kiên định, có lẽ phương hướng ta lý giải sai lầm, hắn nhắm mắt, bắt đầu diễn hóa đại hồn huyết mạch bí pháp từng lần một, phân tích từ các loại góc độ khác biệt, chỉ tiếc, vẫn không có chút thu hoạch, ai, Vân Phi Dương thở dài một hơi, tổ tiên, bí pháp ngài lưu lại đến cùng có đệ lục biến hay không, đại hồn huyết mạch bí pháp do tổ tiên Vân Vực sáng tạo. Cường giả như vậy là tồn tại có thể khai mở một phương đại vực, hẳn sẽ không cố ý lừa gạt hậu nhân mình, cho nên, nhất định tồn tại. Trong lòng Vân Phi Dương kiên định cho rằng là thế, vì vậy tiếp tục lĩnh hội, thậm chí bắt đầu nhớ lại, năm đó mình từng tiến vào huyễn cảnh, nhìn thấy tình hình tổ tiên khai mở Vân Vực, đó là một nam tử áo trắng, hắn đứng trong vũ trụ u tối, quanh thân hội tụ khí tức khủng bố cuồn cuộn để người nhìn mà phát khiếp, phiến khu vực này không tệ, nam tử áo trắng vung tay, khí tức cuồn cuộn gào thét mà đến cũng dần dần ngưng tụ thành một chỗ, đợi tiêu tán, bày biện ra một vị diện bị mây mờ bao phủ. Đây là quá trình Vân Vực được sinh ra. Vân Phi Dương nắm giữ tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên, lần nữa nhớ lại hình ảnh tổ tiên khai mở Vân Vực, tâm thần vẫn rung động. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã cưỡng ép ngưng tụ một đại vực trong vũ trụ, cái này cần phải có tu vi mạnh cỡ nào, vực này sẽ lấy họ ta làm tên. Nam tử áo trắng chợt giơ tay, chỉ thấy một giọt máu bay xuống. Dung nhập vào vừa nội vực mới được sinh ra,
Máu đi vào trong đất bùn, dần dần biến ảo thành hình người, sau đó có Vân thị nhất tộc sau này. Hài tử, nam tử áo trắng nhìn xuống, nói, đây là khởi nguyên của Vân vực, người thấy rõ chưa? Nghĩ đến lúc ấy tổ tiên bỏ qua ngăn cách thời không nói chuyện với chính mình, phần rung động trong Vân Phi Dương càng thêm mãnh liệt. Chờ chút, khởi nguyên Vân vực không phải là khởi nguyên của đại hồn huyết mạch bí pháp sao? Vân Phi Dương đột nhiên lâm vào trầm tư, nhớ lại hình ảnh tổ tiên khai mở Vân vực, cùng màu tươi ngưng tụ tộc nhân, lặp đi lặp lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phát ra tia sáng, máu. Vân Phi Dương nhớ thời điểm tiên tổ nhỏ xuống giọt máu ngưng tụ ra tộc nhân, tổ tiên tùy ý vung ta nhưng ẩn chứa huyền cơ nha. Hắn bắt đầu lần lượt nhớ lại từng lần, cố gắng bắt được hình ảnh từ khi tổ tiên mở đầu đưa tay, phất tay, mọi nhất cử nhất động. Một lúc sau, Vân Phi Dương khẳng định, tuy tổ tiên hời hợt huy động nhưng lại ẩn chứa một loại áo nghĩa chí cao vô thượng nào đó. Xoát, hắn đứng lên, dựa theo động tác tổ tiên, mở đầu, đưa tay, phất tay, không phiền chán lặp lại. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng, tên này tu luyện riết bị ngốc, Vân Phi Dương không ngốc, trong khi lần lượt lặp lại, biểu hiện trên mặt từ mê hoặc chuyển thành hưng phấn, bởi vì không ngừng huy động dựa theo thủ thế của tổ tiên luôn cảm giác ngày càng sâu, ngày càng huyền diệu. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần có suy đoán lớn gan, mình có thể câu thông cùng tổ tiên ở quá khứ, cũng tận mắt thấy một màn hắn khai mở, Vân vực, vì mịt mờ muốn truyền thụ cho mình cái gì. Xoát, xoát, hắn không ngừng mở đầu, không ngừng huy động. Ngay từ đầu còn không có chỗ đặc biệt gì nhưng khi lặp lại vô số lần, theo mỗi lần vận động, trong không khí đều sẽ hình thành ba động năng lượng yếu ớt, có cảm giác, có cảm giác. Vân Phi Dương cưỡng chế tâm tình đang cuồng hỉ, tiếp tục huy động dựa theo cố định thủ thế, sự huyền diệu được che giấu kia như càng trở nên rõ ràng. Vù vù, một lúc lâu sau, nương theo việc tay hắn không ngừng huy động, không gian hội tụ ra ba động năng lượng cường thế, đồng thời ẩn chứa khí tức Vân thị nhất tộc, giống như đã đến cực hạn. Vân Phi Dương huy động một lát phát hiện lý giải mình đối với loại áo nghĩa kia đã đạt đến hạn chế, lại như kẹt tại bình cảnh. Sau đó, làm như thế nào để đột phá? Chỉ có một, máu. Vân Phi Dương phất tay, bức máu trong cơ thể ra ngoài thân thể. Quá trình này giống như đúc với động tác khi tổ tiên Vân thị khai mở Vân vực, ngưng luyện tộc nhân, duy nhất khác nhau là, hắn chỉ bức ra một giọt máu, một giọt, đã đủ. Bởi vì sau khi máy bay ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong khí tức Vân tộc. Sau đó trở nên giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, triệt để bao phủ Vân Phi Dương. Ông! Ông! Trong khoảnh khắc, khí tức cường thể bộc phát ra tràn ngập bên trong Cửu Thiên Liên Hoàng Đại Trận, khiến cho hàng rào cấm trận run rẩy theo. Cổ bá đạo đang tu luyện phát giác dị dạng, hóa thành lưu quang bay tới, treo trên không cấm trận. Cổ Lâm trước một bước đến, ngưng trọng nói, bên trong cấm trận có một cổ khí tức có thể so với đại đạo huyền tiên đang bạo phát, không phải chứ? Cổ bá đạo cả kinh. Tên kia muốn đột phá đại đạo huyền tiên, Cổ Lâm lắc lắc đầu, hẳn không phải đột phá, càng giống như bộc phát của một loại bí pháp cùng loại với bí pháp huyết mạch cổ tộc ta. Cổ bá đạo càng khiếp sợ, tiểu tử kia chỉ là nửa bước đại đạo huyền tiên, sau khi bạn phát bí pháp có thể so với đại đạo huyền tiên, cấp độ này vượt quá lớn rồi. Xoát, nhưng vào lúc này, Cổ Lâm vung tay, hư không hội tụ màn sáng, hình ảnh trong tầng thứ 8 cấm trận xuất hiện, cổ bá đạo ngưng thần nhìn lên. Chỉ thấy khu vực pháp tắc hội tụ có một đoàn khí tức nồng đậm, nhìn lại giống như cầu thịt to lớn, phù phù, phù phù, khí tức hội tụ trong cầu thịt có cùng loại như tim đập, tựa như thai nghén sự sống. Cổ bá đạo kinh ngạc, đây là cái gì? Cổ Lâm không biết, nhưng có thể cảm giác được, bên trong khí tức có lực lượng phi thường cường thế, đủ để có thể so với đại đạo huyền tiên, vù vù. Đột nhiên, thiên địa pháp tắc tồn tại bên trong tầng thứ 8 trong nháy mắt bị lực lượng nào đó dẫn dắt, điên cuồng rót vào cầu thịt. Cổ Lâm ngưng trọng nói, hấp thu pháp tắc, khóe miệng cổ bá đạo co giật, hấp thu kiểu này, không sợ no đến bạo thế, vù vù, cầu thịt không ngừng điên cuồng thu lấy khí tức, thấu phát tia sáng chói mắt, dần dần, mặt ngoài hiện ra một chữ nghịch, đây là, cổ Lâm cùng cổ bá đạo hai mặt nhìn nhau, cả kinh hô, nghịch thiên quyết của phụ thân, bành, nhưng vào lúc này, khí đoàn hội tụ vào một chỗ ầm vang vỡ nát, khí lãng ngập trời gào thét lao ra, ông, Cửu Thiên Liên Hoàng Đại Trận kịch liệt rung rẩy phản phất như tùy thời có khả năng đổ sụp, đương nhiên, chỉ là phản phất, trên thực tế, lực lượng bên trong mạnh hơn cũng đơn giản rung chuyển hàng rào cấm trận, khó có thể mang đến tính thương tổn thực chất. Cổ Lâm cùng cổ bá đạo đang nhìn chăm chú màn sáng, chờ đợi khí lãng dần dần suy yếu, mới nhìn thấy một bóng người xuất hiện, đó là một hán tử lõa lồ nửa người trên, hiện ra từng khối cơ bắp, sai, chỉ là vạm vỡ, mặt lại vô cùng non nớt, nhìn qua chỉ giống như thiếu niên 15-16 tuổi. Vân Phi Dương, cổ bá đạo trợn trừng hai mắt, diện mạo thiếu niên xác thực rất giống Vân Phi Dương, khác biệt là,
tóc một nửa đen, một nửa trắng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên phát ra khí tức tà mị. Quanh người hắn có hai loại khí tức đen trắng bạo phát, để không gian trong trận pháp cũng phủ lên thành một bên trắng, một bên đen. Răng rắc, thiếu niên nắm tay, đồ cực năng lượng đen trắng quanh quẩn trong hai tay, khí tức cường thế tràn ngập, nỉ non. Đây chính là đại hồn huyết mạch bí pháp đệ lục biến. Âm thanh đi cùng tướng mạo, hơi có vẻ non nớt, khóe miệng cổ bá đạo co giật. Đứa trẻ nhỏ này tuyệt đối là Vân Phi Dương. Xoát, đột nhiên, ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh lẽo, nâng quyền đánh về phía không gian bích lũy gần nhất. Vù vù, thuộc tính, lực lượng, pháp tắc, đạo ý bạo phát, hội tụ vào một chỗ lóe ra tia sáng đen trắng. Am ảm, tiếng vang truyền đến, hàng rào cấm trận tầng thứ 8 hiện ra một lỗ thủng lớn bắt mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.